Đại Tặc cười mờ ám, rốt cuộc cũng có thể dung hợp hoàn chỉnh chí tôn long giác, đây chính là chí bảo long tộc mà trong mấy vạn con giao long mới có thể sinh ra ra một cây, hẳn là có thể kích thích huyết mạch long cốt trong nó, bước lên cảnh giới thánh linh. Hạnh phúc, quá hạnh phúc. Khương Phàm tìm đến Tô Thiên Sóc. Bá phụ, Niệm Nhi đâu, không tới sao? Tô Thiên Sóc thoáng hoàn hồn, lắc đầu nói. Chúng ta vừa trở về, không có gặp Niệm Nhi. Chẳng lẽ trực tiếp đi Tây Bắc? Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhà đầu kia sẽ không phải chạy thẳng đến Tây Bắc báo thù rồi chứ? Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Tô Thiên Sóc lấy được tin tức là Khương Phàm đang ẩn núp khắp nơi, rất có thể là đã tiến vào Bắc Hải. Vừa trở về, rất xin lỗi, để cho các ngươi bị dính líu. Khương Phàm không nghĩ tới vạn đạo thần giáo lại phái đến đây, đây là không có lo lắng, dứt khoát đuổi tận giết tuyệt sao? Là chúng ta liên lụy các ngươi, làm rối loạn kế hoạch của các ngươi, để cho các ngươi không thể không xuất hiện. Tô Thiên Sóc biết thân phận của Khương Phàm mẫn cảm, chỉ cần thoáng bại lộ hành tung liền sẽ mang theo các hoàng đạo thương huyền vây bắt. Xem bộ dáng vạn đạo thần giáo hẳn là phải dùng đồ sát các ngươi để đáp lễ tổ sơn tuyên chiến, cũng có thể là bắt phụ tử các ngươi, bức hiếp Niệm Nhi. Tóm lại, các ngươi không nên ở chỗ này đợi nữa, an bài đệ tử bình thường đi ra bên ngoài tìm kiếm nơi che chở. Người khác chủ yếu dùng tốc độ nhanh nhất, lén lút đi đường vòng đến tổ sơn tị nạn. Khương Phàm phải nhanh đuổi tới Tây Bắc Bộ một chút, để phòng Niệm Nhi xúc động. Tô Triệt bi thương. Khương Phàm, không cần nói với Niệm Nhi. Mẫu thân chết rồi, tránh kích thích muội ấy. Sắc mặt Khương Phàm kịch biến. Lâm bá mẫu chết rồi. Tô Triệt đau đớn lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Mẫu thân của ta ăn huyết châu có thể ghi chép cảnh tượng xung quanh. Đặt mình vào nguy hiểm, tiêu hao sinh mệnh đổi lấy tình báo. Ngài được đưa tới vạn đạo thần giáo, bị vơ vét ký ức sau đó thì chết rồi. Thần giáo biết thân phận Niệm Nhi, nhưng còn không biết muội ấy đang ở đâu. Người phải ngăn nàng xúc động, cũng phải giấu giếm tin mẫu thân đã chết. Chờ cái ngày các ngươi có năng lực đó, lại đi báo thù. Khương Phàm cau mày, lửa giận phun ra ngoài. Lâm bá mẫu, là chết lúc nào? Tô Thiên Sóc đau đớn lắc đầu. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là đã qua đời. Ngài về Tổ Sơn, chuyện lâm bá mẫu ta sẽ tận lực giải quyết. Khương Phàm bay lên không, chào hỏi bọn người Khương qua rời khỏi. Khương Phàm, Khương Phàm. Tô Thiên Sóc muốn ngăn cản Khương Phàm, dù sao người cũng đã chết rồi, vạn đạo thần giáo càng là hoàng đạo, hắn thật không muốn Khương Phàm lại xúc động, nếu không chính là tự chui đầu vào lưới, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Tô Triệt nhìn qua bóng lưng Khương Phàm đi xa, vẻ mặt bi thương càng có chút phức tạp. Phụ thân, ta muốn rời khỏi thánh địa. Tô Thiên Sóc quay đầu nhìn hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta rất may mắn khi có thể sinh ở thánh địa, bảo hộ dân chúng, giữ gìn Tây Bộ hòa bình. Ta đã từng thề phải thừa kế ý chí của ngài, bảo vệ đại diễn thánh địa, bảo vệ vùng dãy núi này. Nhưng, Tô Triệt trầm mặc thật lâu, thì thào khẽ nói. Ta đột nhiên phát hiện. Một số thời khắc, muốn bảo vệ những thứ quý giá, cần không phải danh khí, mà là thực lực. Không phải ta chất vấn lý niệm của thánh địa, mà là hòa bình đương thời, chúng ta có thể sử dụng đạo nghĩa ước thúc thiên hạ, hỗn loạn đương thời, thực lực càng có thể thắng được tôn trọng, càng có thể giữ gìn dân chúng. Ta không thể thay đổi thái độ thánh địa, chỉ có thể rời khỏi thánh địa, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù. Tô Thiên Sóc há to miệng, muốn an ủi nhi tử. Nhưng lời nói vừa đến yết hầu, lại yên lặng nuốt xuống. Đúng vậy, khi thế giới đương thời hòa bình, đạo nghĩa thánh địa có thể ước thúc hoàng tộc, ảnh hưởng hoàng đạo, nhưng, khi thế giới đương thời lâm vào hỗn loạn, chiến tranh sẽ kéo khắp thiên hạ, thứ thật sự có thể trấn nhiếp cường tộc, bảo vệ dân chúng, chỉ có thể là thực lực. Tựa như là chuyện mà đại diễn thánh địa gặp phải. Kẻ địch ngay cả thánh địa đều có thể bị tùy tiện đồ sát, bọn hắn lấy cái gì bảo vệ mảnh đất này? Đại địa Tây Bắc, tại một chỗ phía đông cách vạn đạo thần giáo 300 dặm. Vô hồi thánh chủ dẫn đầu đoàn đàm phán của Tổ Sơn, đợi đại biểu thần giáo phái tới. Dù sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng, hai bên đều cần mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nhất là vấn đề về Tổ Sơn, bọn hắn chưa từng nhắc lên qua chiến tranh, không phải bất đắc dĩ càng không nguyện ý phát sinh chiến tranh, cho nên bọn hắn lại tới đây, để dân chúng thiên hạ đều nhìn thấy tư thái của bọn hắn. Muốn cho vạn đạo thần giáo cơ hội giải thích, mà không phải thô lỗ lấy ác chế ác. Vạn đạo thần giáo, ta
Tam trưởng lão nội tông, người đến là người nào? Tam trưởng lão cưới Kim Lân Hùng Sư, có chút ngẩng đầu, thái độ kiêu căng. Nếu Tổ Sơn chủ động tới đàm phán, lại còn là ở trong lãnh địa của bọn hắn, đương nhiên phải chống khí thế lên, tốt nhất là có thể hung hăng ép đoàn đại biểu Tổ Sơn một chút. Vô hồi thánh chủ nhìn bộ dáng nát kia của hắn, không chút khách khí đáp lễ một câu. Tam trưởng lão, chính là kẻ mang đế binh trong vực sâu từ thượng thương cổ thành đi kia sao? Hóa ra ngươi vẫn còn sống à? Sắc mặt tam trưởng lão lập tức khó nhìn. Ta là tam trưởng lão tân nhiệm, vị kia đã chết, bị các ngươi hố chết. Còn nữa, chúng ta nơi này không có đế binh. Cái gì gọi là bị chúng ta hố chết rồi? Ánh mắt ngươi không tốt sao? Đầu không có vấn đề gì đấy chứ, chúng ta đại biểu Tổ Sơn, không phải vị Khương phàm kia. Vô hồi thánh chủ nói xong, lại nói với đám đệ tử phía sau tam trưởng lão kia. Ta mang theo thành ý đến đàm phán, các ngươi để một lão già mắt mờ mồm miệng không rõ đến lừa gạt người, không muốn nói sao. Làm càn, nơi này là Tây Bắc, không phải Tổ Sơn của các ngươi, hãy tôn trọng một chút. Các đệ tử thần giáo nhao nhao giận dữ. Tam trưởng lão lạnh nhạt rằng co với vô hồi thánh chủ. Thế nhân đều biết liên quan giữa ngươi cùng Khương phàm làm nghiệt, sớm muộn cũng muốn liên lụy đến ngươi. Ngươi có thái độ này, thật sự đến đàm phán sao? Xem ra sát sinh tiễn không có đánh đau các ngươi nhỉ, vậy trước tiên cho các ngươi mười mấy mũi tên, cho đã nghiền. Vô hồi thánh chủ quay đầu, nói với Ngụy Thiên Thu Giang đứng ở bên cạnh. Truyền âm thạch đâu, chớ ngẩn ra đó, chào hỏi đi. Ngụy Thiên Thu cầm âm thạch trong tay, thanh âm to rõ. Vạn đạo thần giáo, không có ý định đàm phán, xin mời Tổ Sơn bắn lên 10 mũi tên. Dừng tay, nếu quả thật muốn nói liền để sát sinh tiễn xuống. Tam trưởng lão tức giận lại buồn bực, còn lên 10 mũi tên. Dỗ dành cháu trai sao? Mỗi lần phóng thích sát sinh tiễn đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, càng cần dân chúng cầu nguyện phong phú hơn, cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích một lần. Không thể nào làm được liên phát. Nếu không muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, thời điểm suy nghĩ muốn đánh liền lúc nào thì đánh, thương sinh cung há không nghịch thiên. Ngươi muốn nói. Vô hồi thánh chủ ngồi trên thiết long cổ thụ, kiêu căng nhìn tam trưởng lão. Thiết long cổ thụ thân cao hơn 30 mét, quay quanh cành cây tráng kiệt, xen lẫn thành ghế mây, nâng nàng ở trước mặt. Vô hồi thánh chủ mặc áo bào lộng lẫy, tóc dài như thác nước, hai tay mở ra. Có chút ngẩng đầu, cực kỳ giống một vị nữ hoàng đang ngồi ngay ngắn hoàng. Ta không phải đến đàm phán, chẳng lẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm? Tam trưởng lão âm trầm sắc mặt, trước khi đến muốn cho đối phương chấn nhiếp, không nghĩ tới dăm ba câu bị đối phương đè lại, mà cái tư thái phách lối bá khí này, để hắn làm sao cũng thấy không thoải mái. Từ khi nào, thánh địa có thể đắc chí trước mặt hoàng đạo như thế? Trước tiên báo ra tên. Vô hồi thánh chủ kiêu căng càng lạnh lùng hơn, chẳng quản ngươi là hoàng đạo hay không hoàng đạo, dù sao ngươi cũng không dám giết chết ta. Tam trưởng lão nội tông. Ta nói chính là tính danh, mở miệng ngậm miệng là tam trưởng lão trong ấn tượng của ta đã chết rồi, thần giáo lại đưa một tam trưởng lão đến, để ta như đang nói chuyện cùng người chết vậy, suối quẩy. Ngươi, báo tên, Thác Bạt Tinh Hà, Thác Bạt Tinh Hà. Vô hồi thánh chủ chậm rãi gật đầu, từ trong nhẫn không gian triệu ra tờ giấy vàng, cắn nát ngón tay cẩn thận viết xuống, biểu hiện ra với tam trưởng lão. Là viết như thế này sao? Thác Bạt Tinh Hà khẽ nhíu mày. Ngươi đang làm gì? Vô hồi thánh chủ không nhịn được nói. Ta hỏi ngươi, là viết như thế này sao? Giao lưu cùng lão gia hỏa ngươi làm sao lại khó khăn như thế? Giáo chủ vạn đạo bị sát sinh tiễn làm hỏng đầu sao? Lại đưa loại ngu xuẩn ngươi này tới đàm phán. Sắc mặt Thác Bạt Tinh Hà âm trầm lại. Là viết như thế. Vậy là tốt rồi. Vô hồi thánh chủ quay đầu sang bên cạnh nhìn Khương Hồng Võ một chút, má ngọc xinh đẹp, cười nhẹ nhàng, như lạc hà đầy trời, mỹ lệ làm rung động lòng người. Cho ta chút lửa. Khương Hồng Võ búng tay một cái, đầu ngón tay nhấc lên liệt hỏa. Vô hồi thánh chủ cầm giấy vàng, đưa tới trên lửa từ từ đốt thành cho bụi. Tam trưởng lão tức giận đến mức râu ria đều phiêu lên. Ta đến đàm phán với ngươi, ngươi lại đốt giấy cho ta. Vô hồi thánh chủ thổi tan cho tàn, thể hiện tươi đẹp, nụ cười tươi đẹp động lòng người. Đây cũng không phải giấy bình thường, là giấy giữa truyền tin Tổ Sơn cùng tất cả thánh địa, sau khi nơi này đốt sạch,
tế đàn nơi đó sẽ bày biện ra những dòng chữ bằng máu, ta đốt đi tên của ngươi, trên tế đàn liền ra tên của ngươi. Tam trưởng lão đang muốn hỏi lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi là tiện nhân. Nụ cười của Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên lạnh. Đường đường là hoàng đạo, lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Tam trưởng lão tức giận thở hồng hộc trực thở gấp, tiện nhân kia đốt đi tên của hắn, tổ sơn nơi đó liền biết là đang đàm phán cùng ai, sau đó có thể thông qua cầu nguyện, vận dụng sát sinh tiễn khóa chặt hắn. Nói cách khác, bây giờ chống chết của hắn đang giữ ở trên tay Vô Hồi Thánh Chủ, chỉ cần một câu của nàng, Thương Sinh Cung liền có thể cách mấy chục vạn dặm, đánh hắn thành tro. Thậm chí từ nay về sau, trừ phi hắn trốn ở bên trong thần giáo không ra nữa, nếu không lúc nào sát sinh tiễn cũng có thể lấy mạng của hắn. Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh hai tiếng, khôi phục thể hiện nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây do thiết long cổ thụ xen lẫn, lạnh lùng nói. Ta đại biểu Tổ Sơn đến đàm phán, cũng chỉ cho vạn đạo thần giáo các ngươi cơ hội đàm phán một lần. Đầu tiên, các ngươi nhất định phải công khai thừa nhận tập kích đại diễn thánh địa, cũng xin lỗi tất cả thánh địa Thương Huyền. Thứ yếu, các ngươi phải giao ra hung thủ, tự mình đưa đến Tổ Sơn thụ thẩm. Sống hay chết không liên quan cùng các ngươi. Thứ ba, giao Lâm Ngữ Linh hoàn hảo không chút tổn hại nào ra. Thứ tư, tự mình phái người, đến đại diễn thánh địa trùng kiến thánh địa, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Thứ năm, bồi thường, 100 viên thánh đan, 300 viên chuẩn thánh đan, 500 viên đan dược lục phẩm. Mấy đầu phía trước đã để khuôn mặt tam trưởng lão tức giận đến trắng bệch, cuối cùng đầu thứ năm vừa nói đến một nửa, cũng nhịn không được nữa. Ngươi đây là tới đàm phán, ngươi là đến dọa dẫm bắt chẹt, các ngươi thật đề cao bản thân mà, cũng dám đến uy hiếp hoàng đạo. Vô Hồi Thánh Chủ nói tiếp cho xong. 100 viên thánh đan, 300 viên chuẩn thánh đan, 500 viên đan dược lục phẩm, khi nào trả xong, Thương Sinh Cung buông tha vạn đạo thần giáo lúc đó. Trong lúc các ngươi hoàn lại đó, sát sinh tiễn sẽ không gián đoạn phát xạ, giết chết bất cứ kẻ nào đều là vạn đạo thần giáo gieo gió gặt bão, Tổ Sơn không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hoang đường, đúng là hoang đường, đừng tưởng rằng có Thương Sinh Cung liền có thể miệt thị hoàng đạo, nếu thật sự là trở mặt. Một vị thánh vương hoàng đạo liền có thể hủy Tổ Sơn các ngươi. Còn nữa, Lâm Ngữ Linh chết rồi, đã sớm chết. Các ngươi giết nàng, đường đường là hoàng đạo, vậy mà lại tàn sát một nữ tử yếu ớt. Là cô ta gieo gió gặt bão, huyết châu muốn mệnh của cô ta. Ta đại biểu Tổ Sơn, sửa chữa đầu điều ước đàm phán thứ ba, giao di thể Lâm Ngữ Linh ra, lại phu nhân giáo chủ giao các ngươi ra, đưa đến Tổ Sơn nhận lấy cái chết. Há mồm liền ra. Đầu ngươi có vấn đề sao? Cút đi, đàm phán kết thúc. Tam trưởng lão quả quyết quay người rời khỏi, thật sự là đã rất giận. Vạn đạo thần giáo, từ chối đàm phán, lựa chọn tiếp nhận chiến tranh. Ta, khổ tâm khuyên nhủ không có kết quả, chỉ có thể nghênh chiến. Vô Hồi Thánh Chủ ra hiệu thiết long cổ thụ rời khỏi, cũng tự mình dùng truyền âm thạch thông báo Tổ Sơn. Chậm đã. Tam trưởng lão kiên trì dừng lại. Đã muộn rồi. Vô Hồi Thánh Chủ không tiếp tục để ý, cũng không có ý định cùng vạn đạo thần giáo đàm phán. Nàng tới đây chính là cố ý đi ngang qua sân khấu, sau đó tuyên cáo thiên hạ, thánh địa chúng ta cố ý đàm phán, nhưng vạn đạo thần giáo không tiếp nhận, thánh địa chúng ta muốn hòa giải, nhưng vạn đạo thần giáo nhất định phải khai chiến. Nàng chủ động xin đi giết giặc, từ các tôn chủ khác nơi đó cướp được thân phận đại biểu đàm phán này, cũng là muốn quấy nhiễu đàm phán, để Tổ Sơn cùng vạn đạo thần giáo khai chiến. Ta bảo ngươi dừng lại, muốn đàm phán, đầu tiên ngươi phải đưa ra thành ý, năm cái điều kiện này hoàn toàn không hợp lý. Tam trưởng lão không phải đến hồ nháo, mà là đến đàm phán thật sự. Mục đích đúng là dùng đàm phán đến ổn định đại biểu Tổ Sơn, để nàng truyền âm đến Tổ Sơn, biểu thị vạn đạo thần giáo nguyện ý cùng giải, để Tổ Sơn tạm thời đừng lại phát xạ Thương Sinh Cung. Về phần nhị trưởng lão nơi đó, sau khi giam cầm ngàn dặm sơn hà, đồ sát tất cả mọi người, Thiên Thu Các không thể lại truyền âm, Tổ Sơn cũng sẽ không biết tình huống, còn tưởng rằng Tô Thiên Sóc đang trùng kiến thánh địa. Bọn hắn có thể xảo diệu lợi dụng thời gian chênh lệch, bắt lấy Tô Thiên Sóc thẩm vấn vị trí thiên hậu, sau đó nhanh chóng xuất kích, cưỡng ép bắt lại. Chờ Tổ Sơn nơi đó kịp phản ứng, thiên hậu liền đã tiến vào thần giáo. Cho nên, hắn cần trận đàm phán này. Vô Hồi Thánh Chủ không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng từ xa xa bay tới. Tên của ngươi đã truyền đến Tổ Sơn, có
còn không mau trở về trốn đi. Uy lực của sát sinh tiễn thế nào, các ngươi hẳn là đã được lĩnh giáo, chỉ với kẻ tay chân lẩm cẩm như ngươi này, sợ là một tiễn liền có thể thần hồn câu diệt, ngay cả sợi lông cũng không tìm tới. Ngươi trở về đi. Tam trưởng lão tức giận, cũng ngây ra. Nàng đi rồi. Nàng cứ như vậy, đi rồi. Loại thế lực trung lập như Tổ Sơn kia, không phải càng khát vọng đàm phán sao? Đây là tình huống gì thế này? Vô hồi thánh chủ, người thật muốn từ bỏ đàm phán. Vậy cũng đừng trách chúng ta công bố nguyên nhân tập kích đại diễn thánh địa. Tam trưởng lão mở miệng cảnh cáo, đây chính là chỗ yếu hại của Tổ Sơn, không, hẳn là chỗ yếu hại của vô hồi thánh chủ. Bây giờ toàn Thương Huyền đều đang hiếu kỳ tại sao vạn đạo thần giáo lại mạo hiểm tập kích đại diễn thánh địa, đang chờ đợi lời giải thích hợp lý. Đây cũng là nguyên nhân Tổ Sơn phái vô hồi thánh chủ tới, cũng có thể là vô hồi thánh chủ tranh cướp giành giật mà tới. Dùng đàm phán đến ngăn cản vạn đạo thần giáo công bố nguyên nhân của sự kiện đại diễn. Nhưng, sau khi hắn uy hiếp, chẳng những không có nhìn thấy vô hồi thánh chủ dừng lại, ngược lại còn nghe được một câu thăm thẳm bay tới. Ngu xuẩn! Tam trưởng lão kiêu ngạo bỗng chốc cứng đờ, khóe mặt giật một cái, liền hỏi ở hai bên. Nàng nói cái gì? Nàng vừa mới phun ra câu gì? Các đệ tử thần giáo lúng túng nghiêm mặt, nửa ngày không có nói ra được nửa câu. Vô hồi thánh chủ đi thật, cũng không sợ vạn đạo thần giáo công bố tin tức về thiên hậu, bởi vì một khi tin tức công bố, người điều tra của tất cả hoàng đạo Thương Huyền liền sẽ tề tụ về Tây Bộ, đến lúc đó thiên hậu thật sự rơi xuống trong tay ai, liền không thể xác định rõ được. Cho nên, trước khi vạn đạo thần giáo bắt được thiên hậu, bọn hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ nửa điểm tin tức. Quá ghê tởm. Tam trưởng lão xung phong nhận việc tới đàm phán, không nghĩ tới lại náo ra cục diện lúng túng như thế này. Tuy nhiên, bây giờ bọn người nhị trưởng lão hẳn là đã giết tới đại diễn thánh địa, chỉ cần bắt lấy Tô Thiên Sóc liền có thể truy xét đến thiên hậu. Khương Phàm bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tây Bắc Bộ, mạo hiểm ẩn núp đến gần vạn đạo thần giáo, nhưng đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không có đợi được tin tức thiên hậu trả thù. Là đang chuẩn bị cái gì sao? Hay là thiên hậu đang bế quan, không có đạt được tin tức? Khương Phàm cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng, vạn đạo thần giáo đã đợi đến tin tức. Tổ Sơn tuyên cáo Thương Huyền, vạn đạo thần giáo từ chối tiếp nhận đàm phán, cũng điều động nhị trưởng lão, lục trưởng lão thần giáo, mang phong ma chiến kỳ tái phạm đại diễn thánh địa, ý đồ đồ sát sinh linh trong ngàn dặm. May mắn Tổ Sơn có chỗ phòng bị, chém giết nhị trưởng lão lục trưởng lão. Từ hôm nay, tất cả trưởng lão nội tông thần giáo, phạm vi đều liệt vào đả kích của Thương Sinh Cung, lại hủy bỏ kỳ hạn 10 năm, vĩnh viễn không từ bỏ. Tin tức đưa tới sóng to gió lớn tại trung vực. Mặc kệ là thế lực bình thường, hay là cường tộc đại phái, thậm chí hoàng tộc, hoàng đạo, đều không nghĩ ra rốt cuộc vì sao vạn đạo thần giáo lại phát điên. Không chỉ có coi trời bằng vung, tập kích thánh địa, càng là sau khi từ chối đàm phán lại mạo phạm lần nữa, còn muốn đổ sát ngàn dặm sinh linh. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, đây đều cực kỳ là hành vi không lý trí. Mà, bọn hắn cũng thực sự không tưởng tượng ra được, đại diễn thánh địa an phận thủ thường đã đắc tội bọn hắn chỗ nào. Tân lịch kỷ nguyên năm thứ 10, ngày 1 đến ngày mùng 8 tháng 3, Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo lần lượt tỏ thái độ, hy vọng vạn đạo thần giáo có thể tôn trọng thánh địa bảo vệ dân chúng làm ra cống hiến, đừng lại làm chuyện không lý trí. Mặc dù chỉ đơn giản là tỏ thái độ, nhưng thâm ý trong này đáng để phẩm vị. Nói ngắn gọn chính là, bọn hắn không phải đang ủng hộ Tổ Sơn, mà muốn bảo vệ Tổ Sơn, đừng cho vạn đạo thần giáo đến trung vực làm càn, không được mưu toan hủy Thương Sinh Cung. Mục đích thực sự đương nhiên muốn mượn tay Tổ Sơn, tiếp tục đả kích hoàng đạo vạn đạo thần giáo này. Vạn đạo thần giáo là kẻ thù truyền kiếp của Cửu Thiên Thần Giáo, cũng không e dè cao điệu ủng hộ Tổ Sơn. Còn công nhiên điều động cường giả bán thánh thậm chí thánh linh, tiến về Tổ Sơn chờ đợi điều khiển. Hoàng tộc, Đại Hạ Hoàng Triều, ở trung vực cử hành động viên chiến tranh cả nước hiếm thấy, ủng hộ Tổ Sơn, lên án vạn đạo thần giáo. Cục diện trung vực lập tức nổi mưa to gió lớn. Vạn đạo thần giáo. Nhị trưởng lão chết rồi. Hắn mang theo phong ma chiến kỳ của Điêu gia, đều có thể nghênh chiến thánh linh, ai có thể giết hắn. Giáo chủ ngồi trong đại điện thiên cung mới xây, sắc mặt âm trầm như nước. Hai lần hành động liên tiếp thất bại, cũng đều bị Tổ Sơn xác định thân phận,
đơn giản là để cho vạn đạo thần giáo mất hết mặt mũi tại Thương Huyền. Đại trưởng lão cau mày, cũng không cách nào tiếp nhận được. Chẳng lẽ Diêu Khải Minh tự mình bồi tiếp Tô Thiên Sóc đi qua? Không thể nào. Một là Diêu Khải Minh không thể nào rời khỏi Tổ Sơn dưới cục diện trước mắt. Thứ hai, nhị trưởng lão khẳng định đã sớm quan sát sau lại ra tay, nếu như Diêu Khải Minh thật tại hắn, hắn sẽ không xúc động. Thứ ba, Diêu Khải Minh là người trấn thủ Tổ Sơn, thanh cao tự ngạo, lại từ bi, sẽ không dễ dàng giết người. Nếu quả như thật sự là chống lại nhị trưởng lão, nhiều nhất là vây khốn hắn, không thể nào giết được. Tộc nhân phe phái Điêu gia sốt ruột nhất. Giáo chủ, ta đề nghị lập tức thương lượng cùng Tổ Sơn, lấy thi thể trở về, lấy phong ma chiến kỳ trở về. Truyền nhân đương đại mạnh nhất Điêu gia bọn hắn là Điêu Lãnh Phong đã chết, bây giờ đương quyền lại chết, ngay cả phong ma chiến kỳ trấn tộc đều làm mất, Điêu gia còn phải làm sao duy trì địa vị của bọn hắn tại thần giáo. Thương lượng như thế nào? Tổ Sơn muốn vạn đạo thần giáo công nhiên nhận sai, muốn chúng ta giao ra Lâm Ngữ Linh. Giáo chủ thần giáo đương nhiên biết rõ ý nghĩa của phong ma chiến kỳ, đó là một trong những vũ khí quan trọng để thần giáo đối kháng ma tộc tại Thiên Khải chiến trường, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay Tổ Sơn. Thế nhưng, bọn hắn dẫn đầu tra được tin tức thiên hậu, còn thiếu bước hành tung cuối cùng, tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy. Thiên hậu, phó giáo chủ Dịch Thương Đồ ngồi đứng ở bên phải giáo chủ, đột nhiên nghĩ đến mấu chốt. Rất có thể thiên hậu đã trở về đại diễn thánh địa. Đại trưởng lão nói, bây giờ thiên hậu cao nhất là sinh tử cảnh, còn không có tư cách khiêu chiến nhị trưởng lão. Dịch Thương Đồ nói, không phải tin tức các ngươi cha được nói thiên hậu tấp nập rời khỏi đại diễn sao, nàng còn tuổi nhỏ, ra ngoài làm gì? Đại trưởng lão khẽ biến đổi thể hiện, lập tức nghĩ đến mấu chốt. Mười mấy tuổi, hẳn là đang tu luyện, còn có thể đang xử lý một ít bố trí an bài nàng làm trước khi chết năm đó. Dịch Thương Đồ nói, những bố trí an bài kia cũng không đơn giản, bây giờ thiên hậu cũng hẳn là đang góp nhặt một ít năng lượng. Đáng chết, chủ quan. Đại trưởng lão ảo não, chỉ muốn đột nhiên tập kích, hẳn là không có người nào có thể ngoài dự liệu, nhưng nếu như thiên hậu dẫn người trở về tế bái, rất có thể liền có thánh linh làm bạn. Đệ tử từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên nói. Tây bộ có yêu tộc cường đại không? Đại trưởng lão nói. Đại La Sơn. Tại Xích Chi Đại Liệt Cốc, là hoàng tộc Tây Bộ. Trong các khe nứt có số lượng lớn yêu tộc sinh tồn ở nơi ấy, có Địa Long nhánh Long tộc, Thiên Lôi Điểu nhánh Lôi Bằng, còn có Hậu Duệ Hống tộc. Sau khi Hậu Duệ Hống tộc ra đời Kim Hống, đã nhanh chóng thống trị Xích Chi Đại Liệt Cốc, còn liên hợp, Luân Hồi Huyết Sư, bên trong Luân Hồi Bí Cảnh, gây dựng Đại La Sơn. Đế tử nói, Thiên Hậu là ngự thiên linh văn, không chỉ có thể khống chế yêu thú, còn có thể cùng hưởng truyền thừa với yêu thú. Nàng có thể thông qua khống chế yêu thú đến để thăng thực lực, khống chế yêu thú càng mạnh, thực lực tăng lên càng nhanh. Đệ tử có ý là, thiên hậu sinh ra tại Tây Bộ, không thể nào buông tha dạng bảo địa này, tấp nập ra ngoài rất có thể đang bí mật khống chế Đại La Sơn. Các trưởng lão trong điện trao đổi ánh mắt, cơ hồ trăm miệng một lời. Luân hồi bí cảnh, đại trưởng lão suy nghĩ lập tức sinh động. Xích Chi Đại Liệt Cốc kết nối với luân hồi bí cảnh. Nơi đó cũng là nơi mà hoàng tộc tự phong của Đại La Sơn có thể ỷ vào. Nếu như thiên hậu muốn khống chế lực lượng một yêu tộc, Đại La Sơn không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Khống chế nơi đó không chỉ có thể khống chế dị thú như Kim Hống, còn có thể mượn Đại La Sơn khống chế luân hồi bí cảnh. Khống chế luân hồi bí cảnh, chẳng khác nào khống chế một trụ sở bí mật ngăn cách bởi thế giới bên ngoài. Trước đó Khương Phàm tấp nập xuất hiện, cố ý hấp dẫn lực chú ý. Vô cùng có khả năng chính là đang che giấu cho thiên hậu, cũng là đang tranh thủ thời gian cho thiên hậu. Trong điện, bầu không khí nhanh chóng nóng lên, trưởng lão nội tông càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhị trưởng lão chết tại đại diễn thánh địa, cũng rất có thể đã gặp phải đám yêu thú mà thiên hậu khống chế ở Đại La Sơn. Đệ tử đứng dậy rời khỏi. Thiên hậu, tìm được. Giáo chủ thần giáo tự mình ra lệnh. Phó giáo chủ Dịch Thương Đồ, đại trưởng lão. Lỗ Dương thống lĩnh, lại mời Thánh Tổ Điêu gia xuất quan, cùng một chỗ tiến về Đại La Sơn. Nhớ kỹ, mang lên chiến binh mạnh nhất của các ngươi, đừng có giữ lại chút nào, bất luận như thế nào cũng đều phải hiệp trợ đế tử mang thiên hậu về. Dịch Thương Đồ nói, chúng ta liên thủ, đủ để san bằng Đại La Sơn. Nhưng Thương Sinh Cung của Tổ Sơn lại đang chỉ đến Tây Bắc,
lúc nào cũng có thể phát xạ lần nữa, chúng ta không thể không đề phòng. Xin mời giáo chủ cho phép vận dụng vạn giới môn liền có thể chống cự sát sinh tiễn, lại có thể phá vỡ luân hồi bí cảnh, tìm kiếm thiên hậu. Chuẩn. Giáo chủ không chần chờ, nếu đã tra được thiên hậu thì phải toàn lực ứng phó, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Dịch Thương Đồ không nghĩ tới giáo chủ lại thống khoái như vậy, toàn thân chợt nóng lên, nhịn không được đều nắm chặt nắm đấm lại. Vạn giới môn, một trong ba kiện chí bảo trấn giáo của vạn đạo thần giáo, có được tam trọng môn. Đệ nhất trọng môn, có thể xuyên thông hư không, cũng dẫn phát mấy vạn đạo loạn lưu trong hư không, tùy tiện di chuyển tất cả đả kích chí mạng. Đệ nhị trọng môn, có thể xuyên thông sinh tử lưỡng giới, không nhìn thời gian và không gian ảnh hưởng, ra vào u minh địa ngục. Đệ tam trọng môn, thì là phóng thích vạn giới bảo vệ, tại thời gian rất ngắn phóng thích vạn mảnh chiều cường không gian, chống cự các loại tai nạn uy hiếp. Vạn giới môn tuyệt đối là chí bảo không gian, cũng là thứ ỷ vào mạnh nhất để bọn hắn đối kháng với cửu thiên thần giáo. Quan trọng nhất chính là, cho tới bây giờ vạn giới môn đều là giáo chủ tự mình phụ trách khống chế. Không nghĩ tới hắn lại có thể tạm thời tiếp quản. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, đây xem như làm trái quy tắc, vạn giới môn chỉ có thể là do giáo chủ khống chế, nhưng hắn biết giáo chủ đã chịu đủ, phải nhanh giải quyết thiên hậu, ứng phó tổ sơn uy hiếp một chút. Cửu Lê Thần Cung là hoàng đạo Tây Bộ, chủ nhân chân chính của Tây Bộ. Nơi này vô cùng chú ý đối với chuyện phát sinh ở tôn chủ Tây Bộ, đại diễn thánh địa. Bọn hắn rất ngạc nhiên về nguyên nhân mà vạn đạo thần giáo tập kích đại diễn thánh địa, nhưng càng cảnh giác nhiều hơn. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, vạn đạo thần giáo sẽ không mạo hiểm như vậy. Thậm chí sau khi lấy được cảnh cáo, vậy mà lại hành động lần nữa, muốn hủy nơi đó. Không thể tưởng tượng nổi chính là, nhị trưởng lão của vạn đạo thần giáo lại bị bắt. Nghe như là trò cười, nhưng nếu phải mạo hiểm hành động hai lần, khẳng định là có vạn toàn nắm chắc, làm sao có thể bị giết? Ai có thể giết hắn? Đây chính là nhị trưởng lão của hoàng đạo, cao tầng hạch tâm hoàng đạo chân chính. Rốt cuộc bên trong đại diễn thánh địa có cái gì? Vạn đạo thần giáo thà rằng tiếp nhận tổ sơn thảo phạt, đều muốn mạo hiểm tiến công, đến bây giờ còn không công bố nguyên nhân. Phó cung chủ Diêu Lăng Vi nằm trên giường êm, thăm thẳm nói nhỏ. Nhan sắc thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương, dáng người mềm mại nhỏ yếu để cho người ta miên man bất định. Nàng cụp tầm mắt xuống, mang theo khí chất lười biếng mê người. Chẳng lẽ là Khương Phàm, điều bây giờ có thể để vạn đạo thần giáo mạo phạm thánh địa, còn cắn chết không nói lý do, chỉ có sự kiện tương quan với Khương Phàm. Đại diễn thánh địa che giấu Khương Phàm sao? Rất không thể. Khương Phàm muốn trốn thì cũng là trốn đến vô hồi thánh địa. Diêu Lăng Vi nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra. Đúng rồi, lúc ấy nhị trưởng lão còn bắt nữ tử của Tô Thiên Sóc. Chế tạo thú triều, chính là vì bắt một nữ tử. Hôm trước Diêu Lăng Vi vừa chiếm được tin tức này, cũng là người của thần cung bí mật chui vào đại diễn biết được. Trước đó còn không có để ý, bây giờ muốn đến Khương Phàm, trong đầu lóe lên linh quang. Chẳng lẽ lần tập kích thứ hai là vì Tô Thiên Sóc? Nói cách khác, vạn đạo thần giáo mục tiêu chân chính không phải đại diễn thánh địa, mà là phu thê Tô Thiên Sóc. Sư phụ, ngài Kiều nói này. Trong phòng còn một nam tử oai hùng thô cuồng ngồi đó, là đệ tử thân truyền của Diêu Lăng Vi, cũng là đệ tử kiêu ngạo nhất của nàng. 13 năm trước đây, đại diễn thánh địa từng rơi xuống dị tượng, cùng ngày chính là nữ nhi của Tô Thiên Sóc được sinh ra. Chuyện này còn từng khiến cho chúng ta cảnh giác qua, nhưng sau đó lại không có tin tức gì khác, cũng không có chú ý nữa. Nha, ta nhớ ra rồi, đã 13 năm sao? Một nữ hài nhi, đáng để vạn đạo thần giáo mạo hiểm. Ánh mắt lười biếng của Diêu Lăng Vi lần nữa nổi lên sáng rực. Đi dò tra tình báo mấy năm trước cho ta, có phải đã từng đưa tới một tin tức, nói gặp qua một nữ hài thần bí trên Đại La Sơn hay không? Thái cổ thần miếu. Là hoàng đạo Tây Nam, nơi này liên tiếp chú ý đến đại diễn thánh địa. Bọn hắn cũng nghĩ không thông tại sao vạn đạo thần giáo muốn luân phiên mạo hiểm, không chỉ có triệt để đắc tội tổ sơn, trả lại cho túc địch cửu thiên thần giáo cơ hội chèn ép tuyệt hảo. Thậm chí bọn hắn còn đắc tội chủ nhân chân chính của Tây Bộ, Cửu Lê Thần Cung. Nếu như xử lý bất đương, Cửu Lê Thần Cung sẽ lấy danh nghĩa, mạo phạm lãnh địa tiến công vạn đạo thần giáo. Nếu như không phải vị giáo chủ vạn đạo thần giáo kia điên rồi, phía sau liền dính đến bí mật lớn.
Tuy nhiên, thời điểm miếu chủ thần miếu đang suy nghĩ nguyên do trong đó, lại đạt được một tin tức ngoài ý muốn, chiến khu Thái Tuế, ở Tây Bộ, đã nhận ra vết tích yếu ớt của chiến khu đời đầu tiên. Khương Phàm đang ở Tây Bộ, chẳng lẽ là đại diễn thánh địa? Miếu chủ lập tức kết nối sự kiện của đại diễn thánh địa cùng Khương Phàm. Nếu thật sự là như thế này, vừa vặn giải thích nguyên nhân vì sao đến bây giờ vạn đạo thần giáo đều không công bố lý do. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại không đúng ở chỗ nào đó. Thái Tuế tu dưỡng thế nào? Miếu chủ tự mình đến cấm khu bí cảnh của thần miếu. Một vị lão nhân thủ tại chỗ này cung kính hành lễ. Huyết đan đời thứ hai tại 10 ngày trước đã triệt để dung hợp, bây giờ bắt đầu dung hợp huyết đan đời thứ ba. Mặc dù hình phù đồ hùng tâm bừng bừng muốn dung hợp huyết đan lục thế, nhưng năng lượng cùng công hiệu huyết đan đều quá mạnh, trước sau hơn 5 tháng, khó khăn lắm mới dung hợp được 2 viên huyết đan. Mỗi một viên, đều là thời kỳ đỉnh phong nhất mỗi một thế của hắn, hấp thụ uy lực đỉnh phong của ma thai, thần nguyên, minh hồn, ngưng tụ tinh hoa mạnh nhất. Càng là thứ trọn vẹn cuối cùng để trùng kích thánh hoàng. Tuy nhiên hiệu quả xác thực bá đạo, viên đầu tiên đã để thương thế của hắn triệt để khôi phục, còn cưỡng ép thôi thăng cảnh giới nhị trọng thiên đến tứ trọng thiên đỉnh phong, sau khi dung hợp viên thứ hai huyết đan, cảnh giới lại lần nữa bước lên, xông vào niết bàn cảnh lục trọng thiên, chờ sau khi dung hợp viên thứ ba này, vô cùng có khả năng sẽ bước lên thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên. Tại niết bàn cảnh có thể tăng lên với tốc độ kinh khủng như thế, cũng chỉ có loại thể chất đặc thù như hình phù đồ này, cùng tài nguyên đặc thù như huyết đan thế này mới có thể làm được. Tiếc nuối duy nhất là Thánh Vương Thiên Phẩm đã đến trước mắt còn không có bất cứ dấu hiệu run run gì. Đã bắt đầu rồi. 3 ngày trước chính thức bắt đầu, hẳn tiếp tục chừng 2 tháng. 2 tháng? Miếu chủ có chuyện gì không? Người tự mình đi Tây Bộ một chuyến, tiếp quản chiến khu Thái Tuế, truy tung hành tung của Khương Phàm. Khương Phàm tại Tây Bộ. Nhìn chằm chằm cho ta, không được vọng động. Đại La Sơn. Ngọn núi cao lớn hùng vĩ nhất tại Xích Chi Đại Liệt Cốc, bao la nguy nga, thẳng tới đỉnh trời, từ sườn núi đi lên, bị tầng mây vần quanh, giống như là đỉnh phá 9 tầng trời. Nơi này mặc dù là hoàng tộc, trẻ tuổi, nhất thương huyền đại lục, nhưng nương tựa theo hình dạng mặt đất đặc biệt cuồng dã, cùng số lượng yêu tộc phong phú, nơi này vẫn bảo vệ được địa vị của mình, không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đến khiêu khích. Nhất là chủ nhân Đại La Sơn, càng là kim hống với danh một trong xưng 12 yêu tổ. Mặc dù không phải thuần huyết, nhưng đã đầy đủ cường đại. Nơi này thật yên tĩnh. Đế tử đứng tại đám mây, nhìn qua ngọn núi bao la hùng vĩ nơi xa. Nhìn kỳ quang lượn lờ, mây mù chiếm cứ, nhưng không có bất cứ tiếng chim gáy thú giống gì, an tĩnh giống như một ngọn núi chết. Đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút. Lỗ Dương thống lĩnh ra hiệu với chiến tướng sau lưng. Đối phương cưỡi sư thứ thú xông về Đại La Sơn, rất nhanh đã biến mất ở sâu trong mây mù. Đế tử và đám người không đợi bao lâu, vị chiến tướng kia đã trở về. Đại La Sơn rỗng, toàn bộ yêu thú trên đó đều tiêu tán mất, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như đã biến mất rất lâu. Đế tử nói, xem ra chúng ta đã đoán đúng, Thiên Hậu xác thực hợp tác cùng Đại La Sơn, mà còn chuyển rời đến Luân Hồi Bí Cảnh, đang ở nơi đó chế tạo trụ sở bí mật. Đại trưởng lão quan sát vết nứt cuồng dã răng khắp nơi, nói. Ta nhớ hình như Luân Hồi Bí Cảnh có cửa vào, bị Đại La Sơn, Chí Tôn Kim Thành cùng Phạm Thiên Thư Viện khống chế. Sau khi bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, đã tìm được đã từng, ba bên cửa vào. Vết nứt vẫn còn, nhưng ba tòa cung điện đã đổ sụp, tế đàn không gian bên trong cũng bị người khác dỡ bỏ. Bọn hắn rời khỏi vết nứt, bắt được một vài tán tu, trải qua hỏi thăm mới biết được. Luân Hồi Bí Cảnh có mười mấy vết nứt ở các nơi. Nhưng muốn thông qua vết nứt tiến vào Luân Hồi Bí Cảnh, sẽ nhấc lên nguy hiểm tính mạng, hơi không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào cửu u thâm không. Mà, trong vòng nửa năm gần đây, các vết nứt đến Luân Hồi Bí Cảnh đã bắt đầu giảm bớt, tựa như là bị ai đó chữa trị. Cho đến trước mắt, đã biết chỉ có 5 nơi. Trải qua thương nghị ngắn ngủi, bọn hắn quyết định xông vào Luân Hồi Bí Cảnh, đến bên trong lùng bắt Thiên Hậu. Nhưng khi bọn hắn không ngại nguy hiểm xông đến nơi này, lại không có bị chặn đánh như tưởng tượng. Nơi này sinh cơ bừng bừng, sơn hà cổ lão, có thể thấy được số lượng lớn mãnh thú linh cầm ở khắp nơi, nhưng không có phát giác được khí tức đặc biệt cường hãn. Bọn hắn trước sau quét sạch 3 ngày, lại không có phát hiện bóng dáng Thiên Hậu,
ngay cả cái yêu thú niết bàn cảnh cũng đều không có. Ngũ trưởng lão đi theo đã bắt số lượng lớn yêu thú, cưỡng ép vơ vét ký ức, miễn cưỡng có được hai tin tức hữu dụng. Tại 5 tháng trước Đại La Sơn đã bắt đầu lần lượt di chuyển đến luân hồi bí cảnh, 2 tháng trước toàn bộ đã đến nơi này. Tử đệ của Chí Tôn Kim Thành đã từng tị nạn tại nơi này, sau đó đã rời khỏi. Bắt đầu từ khi đó, Kim Hống và các thánh thú đã bắt đầu chữa trị vết nứt. Dịch Thương Đồ cảm giác có chút là lạ. Những yêu chủ Kim Hống kia đâu? Ngũ trưởng lão nói. Biến mất. Dịch Thương Đồ và đám người nhìn núi sông mênh mông bừng bừng sinh cơ ở xung quanh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thiên hậu hẳn là muốn mở trụ sở bí mật ở chỗ này, nhưng còn người thì sao? Chẳng lẽ mang theo Kim Hống và các yêu thú đến Tây Bắc Bộ báo thù? Không thể nào, cũng không thực tế. Yêu thú thánh cảnh ở Đại La Sơn chỉ có 3 con, bán thánh cũng không có nhiều, chỉ bằng chút thực lực này của bọn hắn, ngay cả tầng bình chướng đầu tiên của vạn đạo thần giáo đều đụng không được, chớ nói chi là cứu người. Đệ tử bay lên không, ngắm nhìn biển rừng mênh mông bát ngát, không hiểu thấu mà nổi lên một loại cảm giác bất an. Thiên hậu ơi thiên hậu, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ngươi lại muốn làm cái gì? Vạn đạo thần giáo. Giáo chủ đứng chắp tay tại đỉnh núi, ngắm nhìn phương hướng Tây Bộ, thể hiện lãnh tuấn âm trầm như nước. Từ sau sự kiện vạn đạo thần giáo bị vây bắt, hắn đã đè ép ngọn lửa giận, sự kiện đại diễn thánh địa theo nhau mà đến càng làm cho tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Hoàng đạo Tây Bắc kiêu ngạo trong năm có thể nói là đã mất hết thể diện. Giáo tôn tại thiên khải chiến trường phía xa mặc dù từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, nhưng đến một ít thái độ từ trong tổ tử đã để hắn cảm thấy áp lực. Cũng may thiên hậu nơi đó cũng không có vấn đề, chờ bọn người Dịch Thương Đồ bắt được nàng, liền có thể dẫn dụ Khương Phàm lộ diện, đánh giết từng kẻ. Vấn đề lớn nhất bày ở trước mặt hắn là Tổ Sơn. Đại diễn thánh địa bị hủy, Tổ Sơn sẽ không từ bỏ, không chỉ có cửu thiên thần giáo có khả năng nhờ vào đó đả kích, nhấc lên chiến tranh kéo dài, mà đám ma vật cửu lê thần cung kia cũng sẽ biết tìm cớ nhúng tay. Một khi vạn đạo thần giáo toát ra vẻ mệt mỏi, rất có thể hoàng tộc hoàng đạo khác sẽ một lần nữa giống như ác lang nhào lên. Nếu như mình xử lý không tốt, chỉ sợ thật muốn sớm thoái vị, trấn thủ thiên khải chiến trường. Giáo chủ, một vị chiến tướng người khoác áo giáp vội vã đi đến đỉnh núi, quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Lại xảy ra chuyện gì? Giáo chủ nhíu mày. Mặc dù không có quay đầu, nhưng có thể từ tiếng bước chân dồn dập nghe ra chút vấn đề. Thiên khải chiến trường vừa mới truyền đến tin tức, cửu thiên thần giáo ở nơi đó tiếp tục tăng binh, mặc dù mục tiêu còn không có minh xác, nhưng có thể là nhằm vào vạn đạo thần giáo chúng ta. Thiên hồ thánh vương tọa chấn, phòng được. Chỉ sợ không phòng được. Sao? Tình báo phát hiện, cửu thiên thần tôn mượn đường Đông Thiên Môn, đăng lâm thiên khải chiến trường. Cái gì? Xác định sao? Giáo chủ bỗng nhiên quay người, lạnh lùng tiếp cận thị vệ. Đã xác nhận, số lượng lớn hoàng đạo cũng đã bắt đầu cảnh giác. Ngoài ra, đại tư tế của cửu thiên thần giáo, Phụng Kiếm đi theo. Đây là rõ ràng tín hiệu chiến tranh. Lão già kia không phải sắp chết sao? Hắn còn tới thiên khải làm gì? Giáo tôn chúng ta đâu? Vẻ mặt giáo chủ trở nên nghiêm trọng, cửu thiên thần giáo đã không vừa lòng khai chiến ở hạ giới sao? Giáo tôn đã cưỡng ép xuất quan, tự mình tiếp quản, vạn đạo hoàng thành. Thiên hồ thánh vương liên phát 3 chiến lệnh, xin mời phó giáo chủ Dịch Thương Đồ về lại thiên khải chiến trường. Ngoài ra còn mời vạn giới môn, thiên tôn phục ma sử trở lại thiên khải tỏa chấn. Còn có cái gì? Chúng ta nhận được tin tức, phó giáo chủ thứ 3 phụng mật lệnh của giáo tôn, sắp trở về thần giáo. Hắn trở về lúc này là có ý gì? Sắc mặt giáo chủ lập tức trở nên khó coi. Kẻ gọi là phó giáo chủ thứ 3. Thật ra là đệ tử thân truyền của giáo tôn. Thức tỉnh linh văn chính là thánh vương thiên phẩm, độ cao thiên phú có thể xưng là số 1000 năm của thần giáo, lúc ấy đã kinh động giáo tôn thức tỉnh, nạp làm đệ tử thân truyền. Sau khi đến 30 tuổi, được giáo tôn thân phong, phó giáo chủ thứ 3. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là cao giai niết bàn cảnh, nhưng địa vị cao xa còn hơn cả 2 vị phó giáo chủ Dịch Thương Đồ khác, thẳng bức đại thống soái thiên hồ thánh vương ở thiên khải. Là người thừa kế giáo chủ mà trên dưới vạn đạo thần giáo công nhận. Thị vệ do dự nói. Ta đoán, nếu như cửu thiên thần giáo thật sự khởi xướng tấn công mạnh tại thiên khải chiến trường, nơi đó sẽ vô cùng nguy hiểm,
có thể là giáo tôn đã cân nhắc đến điểm ấy, muốn phó trả lại giáo chủ thứ ba. Còn có, nếu như chiến cuộc tại Thiên Khải chiến trường bất lợi, có thể phó giáo chủ thứ ba sẽ tọa trấn thần giáo ở hạ giới, ngài cần đăng lâm Thiên Khải, liên thủ Thiên Hồ Thánh Vương, nghênh chiến cửu thiên thần giáo. Giáo chủ lạnh lùng tiếp cận chiến tướng. Đây là suy đoán của ngươi, hay là nơi đó trực tiếp truyền đến? Chiến tướng trần chờ liên tục, cúi đầu nói. Là ở đó truyền đến. Giáo chủ âm trầm sắc mặt quay người, nhìn qua phương hướng tây bộ. Đã sắp bắt được thiên hậu, đây miễn cưỡng xem như điểm sáng duy nhất gần đây của hắn, nếu như phó giáo chủ thứ ba trở về, chẳng phải là muốn đoạt công lao sao? Đến lúc đó bằng vào công tích, bắt sống thiên hậu, này, đủ để cho phó giáo chủ thứ ba thắng được càng nhiều tôn trọng tại thần giáo, càng có thể danh chấn thương huyền. Khi nào hắn trở về? Giáo tôn có ý là chờ sau khi phó giáo chủ Dịch Thương Đồ mang theo hai kiện chí bảo chấn tộc trở lại Thiên Khải chiến trường, nhưng... Phó giáo chủ thứ ba, giống như muốn sớm khởi hành. Hắn rõ ràng trở về đoạt công. Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu chờ đợi bọn người Dịch Thương Đồ mau chóng trở về. Chỉ cần bắt lấy thiên hậu trước khi phó giáo chủ thứ ba trở về, công lao chính là của hắn. Tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh. Nhưng, một ngày, lại một ngày. Bọn người Dịch Thương Đồ từ đầu đến cuối vẫn không có trở về. Giáo chủ vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn qua tây bộ, mong mỏi cùng trông mong. Bầu trời trong sáng vạn dặm không mây, sạch sẽ giống như gương sáng xanh thẳm. Trên dưới thần giáo đều đang cố gắng duy trì pháp trận, để phòng tổ sơn lúc nào cũng có thể đánh thương sinh cung tới. An tĩnh. Một loại an tĩnh tràn ngập ở trong đất trời. An tĩnh để cho người ta nhàm chán, lại an tĩnh để cho người ta kiềm chế. Trong lúc bất chi bất giác giáo chủ đã cảm nhận được mấy phần bực bội, mấy phần khẩn trương, còn có mấy phần cảnh giác. Giống như là lạ ở chỗ nào đó, lại hình như mình đã bỏ sót cái gì đó. Cẩn thận muốn nhưng lại nghĩ không ra. Các ngươi nhìn nơi đó, là ta hoa mắt sao? Chỗ nào? Không gian nơi đó giống như đang vặn vẹo. Các ngươi nhìn, mau nhìn nơi đó, giống như có mây đen đang phiêu đãng. Thần giáo, hướng Bắc, các đệ tử trấn thủ pháp trận nhỏ giọng nghị luận. Tiếng nghị luận rất nhanh đã khiến cho các trưởng lão cảnh giác. Càng ngày càng nhiều người ngóng nhìn phương Bắc. Bầu trời xanh thẳm ở phía thần giáo xuất hiện vặn vẹo phiêu miểu, mới đầu chỉ là mấy mảnh khu vực, cũng rất mơ hồ, nhưng chậm rãi, phạm vi càng lúc càng lớn. Giống như cả mảnh trời đều nổi lên gợn sóng, một ít chỗ còn mạnh mẽ vặn vẹo, còn có hắc vụ mỏng manh phiêu đáng, thậm chí xuất hiện u quang quỷ dị. Dưới ánh chiều giáng hồng, dị tượng nơi đó lại trở nên tươi đẹp, giống như một bức tranh duy mỹ. Để cho người ta mê muội, để cho người ta ngẩn ngơ. Nhưng, theo gợn sóng kịch liệt cuồn cuộn, giữa đất trời đã bắt đầu xuất hiện số lượng lớn u quang, thậm chí có tiếng nỉ non quỷ dị đang phiêu đáng, khấp ngữ sâu kín như ẩn như hiện. Giáo chủ thần giáo, lão nhân trong tổ từ, thánh tổ lưu thủ, đều đã nhận ra vấn đề, nhao nhao nhìn về phía phương Bắc. Bầu trời rất nhanh đã đen lại, giống như đêm tối đang đi đến. Giữa đất trời là một mảnh đen kịt, mênh mông vô biên. Giáo chủ cau chặt lông mày, bay lên không bay chạy tới thần giáo Bắc Bộ, cách bình chướng ngóng nhìn nổi sóng chập trùng bầu trời. Ầm ầm, một tiếng oanh minh trầm muộn. Không gian đột nhiên giống như là cuồng phong cuốn tới đại dương mênh mông, nhấc lên gợn sóng, nương theo u quang quỷ dị, quỷ ngữ thê lương, để cho người ta rung động lại dùng mình. Đều giữ vững tinh thần, duy trì pháp trận. Các lão tổ thần giáo nhao nhao bay lên không, quát tháo các pháp trận. Các đệ tử và trưởng lão thần giáo đều thôi động vũ khí, duy trì pháp trận, cũng đều nhìn qua bầu trời quỷ dị, cảm nhận được bất an mãnh liệt. Người đến là ai? Vì sao lại đến vạn đạo thần giáo ta? Giáo chủ tự mình hỏi, tiếng như thiên âm, cùng pháp trận cộng minh, âm thanh chấn động càn khôn. Không có trả lời. Không gian cuồn cuộn kịch liệt, ầm ầm sóng dậy, u quang càng ngày càng cường thịnh, cả mảnh trời đều giống như đang mất khống chế. Muốn sụp đổ, muốn hủy diệt. Một loại khí tức nguy hiểm cùng táo bạo, tràn ngập giữa đất trời, mang đến áp bách kinh khủng. Ong ong ong. Không gian phồng lên. Sụp ra từng cái khe hở, trong khe hở có u quang bắn ra, dày đặc lại cuồng liệt, càng có kỳ quang lượn lờ, vặn vẹo phiêu miểu. Nhưng, vết nứt rất nhanh đã khép lại, không gian tiếp tục cuồn cuộn. Sau một lát, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa,
không gian lại lần nữa phồng lên, lần này lại sụp ra hàng vạn vết nứt, lan tràn ra trăm dặm trên khung trời, rung động lòng người. Tràng diện kia giống như có tuyệt thế hung thú gì đó muốn tránh thoát khỏi. Một lần, hai lần, không gian nhấc lên biến thành bạo động. Vết nứt lan tràn ra mấy trăm dặm. Tiếng oanh minh kịch liệt càng giống long trời lở đất. Sắc mặt giáo chủ thần giáo càng ngày càng khó coi, đây là khí thức gì? Đây là bạo động từ đâu tới? U minh, đó là minh quang, đó là tử khí. Cái đó là, thời không loạn lưu. Có người, đang cưỡng ép bắt đầu sinh tử lưỡng giới. Có một thánh tổ tóc trắng xóa đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Sinh tử giới. Giáo chủ kích phát linh lực hội tụ ở hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm không gian bạo động, xuyên qua hàng vạn vết nứt, mơ hồ nhìn thấy thời không đang vặn vẹo, minh quang đang bạo động. Ở sâu trong bóng tối vô tận, có cự nhạc kinh khủng như ẩn như hiện, có ác linh vô tận đang giãy giụa rít gào. Ở đỉnh đầu con cự nhạc kia có một bóng người hùng vĩ vặn vẹo đang ngẩng đầu lên trời hét lớn, nhấc lên mấy triệu sợi xiềng xích, cuồng kích thời không, tê liệt đại đạo. Đó là Côn Lôn, chẳng lẽ là Tu La? Giáo chủ bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên quay người gầm thét với thần giáo. Thánh tổ các tộc, toàn thể xuất quan, mời linh bảo thần giáo, đặt vào pháp trận, nhanh, nhanh đi. Ầm ầm, mấy triệu ác quỷ, gào thét giữa Côn Lôn. Vạn sợi xiềng xích, cuồng kích giữa thời không. Tu La đang ở đỉnh Côn Lôn, giận dữ hét lên với thiên đạo, hoắc loạn thời không, cưỡng ép xé rách sinh tử lưỡng giới. Trận bạo động kinh khủng đã kinh động u minh địa ngục, thần uy vô tận chấn động nhân gian thương huyền. Ầm ầm, vết nứt lan tràn, sông vài trăm dặm lại quét sạch hơn nghìn dặm. Bóng tối bao trùm, Tây Bắc thương huyền đã sớm tiến vào đêm tối. Tử khí cuồn cuộn, ác quỷ u minh rình mò hàng tỷ sinh linh nhân gian. Trên dưới vạn đạo thần giáo đại loạn, tất cả cường giả đều đã xuất quan, vận chuyển số lượng lớn bí bảo về pháp trận. Bọn hắn rung động càng sợ hãi, liên tiếp nhìn về phía bầu trời. Thần giáo toàn diện mở ra 13 tầng bình chướng, năng lượng xưa nay chưa từng có tràn ngập pháp trận, phóng thích ánh sáng ngập trời, xua tan bóng tối vô tận. Tu La, ngươi đã bỏ qua nhân gian, vĩnh trụy u minh, ngươi không thể nào trở lại nữa. Mạnh mở sinh tử lưỡng giới, ngươi đang xúc phạm thiên đạo, phải gặp vạn kiếp u minh quán thể. Vi phạm sinh tử pháp tắc, ngươi sẽ bị tập thể quỷ chủ thảo phạt, vĩnh đoạn luân hồi. Tu La, không nên trái lại ý trời. Phong bế sinh tử lưỡng giới, lui về u minh địa ngục cho ta. Tu La, Tu La. Giáo chủ cuồng nộ gào thét, thanh triều mãnh liệt, quanh quẩn giữa đất trời, càng đánh thẳng vào vết nứt u minh. Thanh âm uy nghiêm truyền bá tại Tây Bắc, tại u minh cuồn cuộn. Tất cả trưởng lão, đệ tử của thần giáo đều thất kinh, cảm nhận được tuyệt vọng. Bọn hắn một bên lo lắng duy trì pháp trận, một bên sợ hãi nhìn về thân ảnh khủng bố giống như cự ma trong cái khe vô tận nơi xa kia. Tu La, vị siêu cấp sát thần của vạn thế thần triều kia. Hắn muốn tự u minh trở về sao? Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là đến báo thù. Bọn hắn chỉ là hủy thánh địa mà thôi, chỉ là bắt nữ tử mà thôi. Vậy mà lại kích thích đến Tu La muốn trở lại nhân gian. Đúng vào lúc này, phía nam thần giáo đột nhiên lắc lư kịch liệt, mặt đất sụp đổ, vết nứt sâu xuất hiện nơi địa tầng, bụi mù ngập trời, đá vụn rơi xuống. Cường giả thần giáo chấn giữ nam bộ nhao nhao nhìn ra xa. Chuyện gì? Đó là cái gì? Ầm ầm. Một con cự mãng đỏ như máu hơn vạn mét phá tan vết nứt, phóng lên tận trời, cự mãng trừng tráng kiện, toàn thân đều là lân phiến nổ tung, càng sôi trào sát khí thảm liệt. Không, đây không phải là cự mãng, mà là một sợi rễ cây tráng kiện. Là rễ cây mọc ra miệng lớn treo đầy máu tươi. Ngay sau đó, mặt đất tiếp tục sụp đổ, bụi mù ngập trời, đá vụn bắn loạn, một sợi tiếp lấy một sợi rễ già vạn mét phóng lên tận trời, giống như vô số cự mãng đang phá tan mặt đất, từ bên trong không gian dị độ nào đó giết đi ra. Phạm vi tác động đến hơn 200 dặm, lít nha lít nhít rễ già tráng kiện xông ra, hỗn loạn xen lẫn, điên cuồng va chạm, dưới vô số ánh mắt rung động. Tất cả lại quay quanh thành một gốc đại thụ che trời. Cao tới mấy vạn mét, đỉnh phá 9 tầng mây mù, chạm đến đỉnh khung trời, phạm vi hơn 10 dặm, đột ngột nhảy lên nguy nga như cự nhạc. Xa xa nhìn lại, từ trên xuống dưới tất cả đều là rễ già tráng kiện, nhìn thấy mà rùng mình.
số lượng lớn dễ già thô trăm mét vạn mét giống như là cánh tay đang điên cuồng vũ động, phía trên mỗi sợi cũng đều mọc ra miệng to như chậu máu, đói khát muốn ăn hết thảy mọi thứ xung quanh ở. Tại đỉnh đại thụ giống như quái vật, có một nữ hài nhi thanh tú trắng nõn đang đứng đấy, người mặc áo bông, chân mang giày hoa, hai cái bím tóc nhỏ đang tung bay trong cuồng phong. Tại các nơi trên đại thụ, treo đầy số lượng lớn cự thú hung tàn. Có kim hống sôi trào kim quang, gào thét với trời. Có địa long đạp trên rễ cây, mãnh liệt đong đưa. Càng có hùng sư màu đỏ uy nghiêm mở ra con mắt ở mi tâm, bắn ra tia sáng hủy diệt. Còn có lôi điểu xoay quanh, giống như lôi bằng, lôi chiều vần quanh cự mãng. Tiểu nữ hài nhi chỉ đến vạn đạo thần giáo, nhẹ nhàng một câu, lạnh lẽo thấu xương. Ăn cơm. Giống, giống. Địa ma thụ thẳng nhập trời cao, tất cả cự mãng đều phát ra tiếng gào thét kinh khủng, giống như tiếng ma hống, cuồn cuộn khắp nơi, nhấc lên thanh triều kinh khủng, quét sạch mấy trăm dặm. Bầu trời rung động, tầng mây băng diệt. Địa ma thụ rút ra toàn bộ rễ già từ bên trong địa tầng, cuồng dã bước lên, đất rung núi chuyển. Kim hống, địa long, tam nhãn kim sư, thiên lôi điểu các loại, bọn chúng nóng nảy gào thét, giãy giụa dã man, tùy thời muốn rời khỏi địa ma thụ nhào về phía vạn đạo thần giáo. Là thiên hậu, nàng đến báo thù. Sau khi xảy ra chuyện, nàng dứt khoát xuất quan, do kim hống, luân hồi huyết sư bảo vệ, từ luân hồi bí cảnh đi đến cửu u thâm không. Từ thâm không nghịch hành sông vào u minh địa ngục, tiếp núi Côn Lôn, xin mời Tu La mở ra sinh tử lưỡng giới, hủy diệt vạn đạo thần giáo. Ngươi muốn chơi, ta bồi tiếp. Nhưng ngươi đụng phụ thân mẫu thân ta, ta diệt toàn tộc ngươi. Đây là thời đại đã quên bọn hắn đã từng điên cuồng cùng cường đại, liền để vạn đạo thần giáo hủy diệt tỉnh táo thế nhân. Ầm ầm, mấy trăm dặm bầu trời đang chấn động kịch liệt, mất đi khống chế mà hỗn loạn vặn vẹo. Không có sụp đổ, lại kinh khủng hơn so sụp đổ càng. Khủng bố, kiềm chế, tuyệt vọng, âm trầm. Trên dưới thần giáo tất cả đều hãi nhiên, điên cuồng thôi động pháp trận, chuẩn bị nghênh đón trận đại chiến đột nhiên xuất hiện. Tu La, dừng tay, sinh tử lưỡng giới vừa mở, ngươi không chỉ có trái với thiên đạo, gặp trừng phạt, càng sẽ tiếp nhận thiên khải bách tộc trinh phạt. Chư thiên thần ma, tuyệt đối không tha cho ngươi. Tu La, Tu La. Lui về U Minh địa ngục. Quỷ chủ của Côn Lôn bí cảnh, ngăn hắn lại. Ngăn hắn lại. Số lượng lớn thánh tổ thần giáo lo lắng gào thét. Rốt cuộc giáo chủ cũng luống cuống, cao giọng hô to. Chúng ta phóng thích Lâm Ngữ Linh. Chúng ta từ bỏ truy tra thiên hậu. Tu La, lui về Côn Lôn. Lập tức, lui về Côn Lôn. A a a. Một tiếng hét lên, chấn động Côn Lôn, sát huy vô tận, như đại dương mênh mông nghịch loạn. Giết. Giết giết giết. Tại đỉnh Côn Lôn, tập thể mấy triệu chiến hồn hét lên đầy giận dữ, khí tức sát lục vô tận, xoay trên đỉnh U Minh tạo thành vòng xoáy sinh tử. Ầm ầm. Tại thời khắc này Tu La đạp tan đỉnh núi, chấn động Côn Lôn, chiến khu vô địch phóng lên tận trời, dứt khoát xông vào vòng xoáy sinh tử, đuổi giết nhân gian giới. Ầm ầm. Thời không vặn vẹo, sinh tử nghịch loạn. Mấy triệu vết nứt, giống như mấy triệu sợi xiềng xích trải rộng mấy trăm dặm khung trời trên thần giáo. Không, các cao tầng thần giáo toàn bộ rên rỉ, mặt xám như tro. Ầm ầm, con đường sinh tử lưỡng giới triệt để sụp đổ. Tu La mang theo chiến uy tuyệt thế, sát ý như biển động, sôi trào cửu u thâm không, giáng lâm đến phía trên thần giáo. Hồn thân vạn trượng, sát uy như biển, chiến đao hoành không, đại đạo tháo chạy. Vạn tộc thương huyền, chư thiên thần ma, ta Tu La, chưa chết, các ngươi, quên rồi. Hai tay Tu La cầm đao, nộ phách vạn đạo thần giáo. Thiên đao rơi xuống, sán lạn như ngân hà, cuồn cuộn sát khí lại giống hoàng tuyền hoành hành, huyết hà bạo động. Khí tức tuyệt vọng bao phủ khắp nơi, sát huy diệt thế hoắc loạn sinh tử. Ầm ầm, vạn đạo thần giáo toàn lực duy trì 13 tầng bình chướng bị tầng tầng băng diệt, ngọn núi lớn nguy nga hùng cứ ở tây bắc bị một đao bổ ra. Đao mang mãnh liệt, sát huy hoảng sợ. 13 tầng bình chướng bảo vệ hóa thành trận bạo tạc, băng diệt tế đàn, hủy diệt dãy núi, các đệ tử và trưởng lão đau khổ duy trì bị chôn vùi ngay tại chỗ, huyết nhục vẩy xuống đầy trời như mưa to. Giáo chủ thần giáo, các thánh tổ đóng giữ, không chết cũng tàn phế. Một đao, diệt tộc. Một trận chiến, lập uy. Tu La thu đao, ngắm nhìn thiên hậu,
ngắm nhìn Cẩm Tú Sơn Hà, sau một khắc bị thời không bóp méo bao phủ, bị mấy triệu xiềng xích cuồng kích, cưỡng ép kéo về Côn Lôn Quỷ Sơn. Không trung nhanh chóng khép lại, ánh sáng trở lại Tây Bắc. Tử khí, ánh sáng lại xoay quanh không tiêu tan tại giữa thiên địa, như biển gầm tuôn ra, như màn trời rơi xuống. Ầm ầm. Tại thời điểm vạn đạo thần giáo lọt vào hủy diệt trọng thương, địa ma thụ đột ngột nhảy tới, cuồng dã bước lên, dễ giả tráng kiện đạp tan mặt đất, hoành hành không trở ngại, tăng lên dễ giả dây leo hỗn loạn cuồng kích, giống như là thú triều lao nhanh, oanh oanh liệt liệt va vào vạn đạo thần giáo. Phía trên tất cả đầu dễ giả đều phát ra sóng âm kinh khủng, giống như con sông trồng chất bao phủ dãy núi phế tích. Số lượng lớn người sống sót kêu gào thảm thiết, bị tươi sống chấn choáng, thậm chí chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Địa ma thụ quơ xúc tu thô to mấy vạn mét, bắt lấy người sống, mãnh thú, ngay cả tảng đá, phòng ốc, cây rừng, cùng thi thể các loại, đều chưa từng buông tha, cuốn lên liền đưa đến bên trong, miệng rộng, trên cành cây, phàm là đồ có thể nhìn thấy, toàn bộ đều không buông tha. Mặc dù 10 năm trước tại luân hồi bí cảnh đã nếm qua một trận, nhưng lúc đó chỉ là nhét đầy cái bao tử mà thôi. Tất cả đều là, sơn chân hải vị. Kim hống, địa long, tam nhãn kim sư, thiên lôi điểu và các yêu thú cao giai niết bàn cảnh trở lên, còn có khương quỳ, khương bá, toàn bộ nhảy xuống địa ma thụ, điên cuồng đánh giết đối với còn đang sụp đổ vạn đạo thần giáo. Thiên hậu thì cưỡi kim bằng, nhanh chóng hoành hành giữa thiên địa hỗn loạn, chạy tới địa lao mà hướng vãn tình chỉ dẫn. Khi tu la đao bổ vạn đạo thần giáo, núi lớn sụp đổ, địa lao bị hao tổn, thi thể Lâm Ngữ Linh bị chôn ở trong phế tích. Nhưng không chỉ có thiên hậu đang tìm Lâm Ngữ Linh, mà giáo chủ thần giáo bị đánh rách mướp cũng đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Ngữ Linh. Hắn mang theo thân thể vỡ vụn mạnh mẽ đâm tới trong phế tích, một tay nắm lấy đầu mình, một tay điên cuồng đánh sụp ra mặt đất, phải dùng thi thể Lâm Ngữ Linh, kích thích thiên hậu tới nhận lấy cái chết. Tìm được ngươi rồi. Giáo chủ cầm một tảng đá chế trụ trước mặt, bỗng nhiên nhấc lên, những tảng đá trong mấy chục dặm đều bay lên, trong đó có một thân ảnh máu me khắp người. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người tựa như tia chớp vàng óng lướt qua đất trời hỗn loạn, khi giáo chủ chụp vào thân ảnh kia, trước một khắc, bóng người đã kịp thời lao tới. Kim bằng dương cánh gáy to, bắt lấy Lâm Ngữ Linh, bay thẳng lên trời. Trên lưng kim bằng là một nữ hài nhi non nớt đứng đấy, tại thời gian một cái chớp mắt dáng lâm kia, nàng vẫn kịp thời lạnh lùng liếc mắt nhìn giáo chủ rách dưới. Thiên hậu, ta đang tìm ngươi đây. Giáo chủ hét lớn. Phát động một quyền, không gian sụp đổ, uy lực và năng lượng kinh khủng đi nhanh hơn 10 dặm, xông về thiên bằng. Giống, một mảnh cương phong màu vàng nương theo thanh chiều cuồng liệt, từ bên cạnh mãnh liệt lao tới, đối diện vỡ nát đòn tấn công kia. Kim hống, nó cao trăm trượng, tương tự kỳ lân, lại càng lộ vẻ thon dài dã tính, hai cái sừng như muốn xuyên cả trời, tóc mai như hùng sư, toàn thân phát động phù văn cổ xưa. Nó hung hãn uy mãnh. Chặn lại được trước mặt giáo chủ, há miệng rít lên một tiếng, phù văn toàn thân sôi trào, hiển hiện dị tượng, như muốn gào vỡ nhật nguyệt tinh thần, cái khí thế kinh khủng kia vô cùng rung động lòng người. Giáo chủ chính là cảnh giới thánh vương, bay lên không muốn chém giết kim hống. Nhưng, hắn bị tu la đao tác động đến, không chỉ có thân thể rách dưới, thần hồn trọng thương, thực lực còn kém xa bình thường 1/10. Kim hống gào thét, đuổi giết giáo chủ, cuồng dã chém giết. Sớm trong năm chư thần tại thời đại hồng hoang, kim hống tuyệt đối là vô địch, vạn linh e ngại, bảy yêu cộng tôn, đứng hàng 12 yêu tổ. Bởi vì quá phách lối, nhiều lần đồ long ăn rồng, bị cự long chấn áp, không còn huyết mạch thuần khiết lưu truyền tới nay, nhưng dù vậy, kim hống bán huyết vẫn có thể đạt tới cảnh giới thánh linh. Giáo chủ cuồng nộ, muốn chém giết kim hống, nhưng thương thế lại quá nặng, liên tiếp bị đánh tan. Tô Niệm đứng trên lưng kim bằng. Muốn kiểm tra thương thế của Lâm Ngữ Linh, lại phát hiện ngoài ý muốn, Lâm Ngữ Linh đã không có khí tức, lạnh cả người, giống như đã chết rất nhiều ngày. Chết rồi. Hướng Vãn Tình kinh hô, vẫn cho rằng thần giáo muốn khống chế Lâm Ngữ Linh uy hiếp Tô Niệm, không nghĩ tới đã chết. Mẫu thân. Tô Niệm khẽ mở đôi môi đỏ, nước mắt tràn mi. Nàng run rẩy ôm chặt thi thể Lâm Ngữ Linh, chôn đầu thật sâu. Hướng Vãn Tình đưa tay. Muốn an ủi Tô Niệm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Từ sau khi nàng tra được Lâm Ngữ Linh bị bắt từ Thánh Địa, Tô Niệm đã không để ý khuyên can, mạo hiểm xông vào U Minh Địa Ngục,
xin mời Tu La Đao Bổ Vạn Đạo Thần Giáo, cưỡng ép cứu mẫu thân. Có thể thấy được tình cảm của Tô Niệm đối với Tô Gia rất sâu. Nhưng, bọn hắn đã tới, Vạn Đạo Thần Giáo đã bị hủy. Lâm Ngữ Linh cũng đã chết. Tô Niệm ôm thi thể Lâm Ngữ Linh trong ngực, thân thể non nớt mảnh mai nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt đẫm lệ, trong đôi mắt mông lung đung đưa sự bi thương. Kiếp trước nàng cơ khổ, nàng không có phụ thân không phụ mẫu, kiếp này luân hồi, rốt cuộc cũng thể nghiệm được thân tình. Chỉ là nàng biết rõ thân phận mình, sợ liên lụy thánh địa, chỉ có thể tận lực xa lánh, duy trì lạnh nhạt, cho dù là như thế, Lâm Ngữ Linh vẫn đang dùng cách của riêng mình, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy nàng. Nhưng, thân thế của nàng cuối cùng vẫn liên lụy đến phụ mẫu. Nàng biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như thế. Nàng đã từng hy vọng có thể trước cái ngày đó, sẽ sớm chuẩn bị tốt căn cứ bí mật tại luân hồi bí cảnh kia để di chuyển bọn họ đi qua. Luân hồi huyết sư, ở chỗ này. Hướng Vãn Tình bay lên không, kích thích thái âm đồ đằng, chỉ lên trời dâng lên lấy ánh trăng mát mẻ, hấp dẫn lấy luân hồi huyết sư. Giống, hống hống hống. Tiếng sư hống hùng hồn từ đằng xa truyền đến, nhanh chóng tới gần. Một con hùng sư màu đỏ mạnh mẽ đâm tới nơi này. Oai hùng hùng tráng, giống như vương giả giữa thiên địa, chiến khu điêu khắc giống như huyết thạch chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập huyết khí cuồn cuộn. Luân hồi huyết sư thuộc về, sa đọa yêu thú, hiếm thấy trên thế gian, có thể đi ngang qua sinh tử lưỡng giới, xưng bá tại dương gian, càng có thể tới u minh tranh hùng, con mắt thứ ba của nó, càng có thể ảnh hưởng đến luân hồi. Kẻ đã từng là bá chủ tại luân hồi bí cảnh, chính là luân hồi huyết sư, cũng chính bọn chúng liên hợp cùng Kim Hống. Mới đặt vững địa vị hoàng tộc của Đại La Sơn. Luân hồi huyết sư, giết hắn. Hắn chính là giáo chủ Vạn Đạo Thần Giáo. Hướng Vãn Tình chỉ đến giáo chủ phía xa, kiều nhan lãnh diễm tràn đầy sát ý. Không chỉ có Tô Niệm có thù với giáo chủ, nàng càng oán hận cái tên giáo chủ đã từng muốn mạnh mẽ nàng đưa đến đế tộc này. Giống. Luân hồi huyết sư vò tới trên núi đá vỡ vụn, máu bắn tứ tung trên trán, con mắt thứ ba mở ra. Con mắt đen kịt, âm trầm khủng bố, cứ như đây không phải là con mắt, mà là cưỡng ép bắt đầu cánh cửa luân hồi, kết nối với cửu u thâm không, càng xuyên suốt lấy u minh địa ngục. Sau khi yên lặng ngắn ngủi, luân hồi huyết sư tăng vọt hình thể, giống như pháp tướng thiên địa, từ mười mấy mét tăng vọt đến 300 mét. Con mắt thứ ba bỗng nhiên khép kín, không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh, ngay sau đó là thanh âm ù ù chấn động đất trời, con mắt lần nữa rộng mở. Không gian nổi lên gợn sóng mạnh mẽ, như giới hạn sinh tử mơ hồ. Rầm rầm, dây sắt lay động, tiếng vang truyền ra, vô cùng âm trầm kinh khủng. Luân hồi huyết sư lên tiếng gào thét, con mắt thứ ba bộc phát ra ánh sáng tuyệt thế, giống như là ngàn vạn sợi xiềng xích quấn quanh, khuấy động khí tức luân hồi, kích động lực lượng pháp tắc. Thoáng chốc, thiên địa cuồn cuộn âm phong, tử khí. Trước đó bởi vì Tu La cưỡng ép xé mở sinh tử lưỡng giới mà mang ra tử khí âm phong rộng lược, thậm chí khí tức u minh, ngay lúc này toàn bộ đều nhận lấy dẫn dắt, theo tiếng gào thét của luân hồi huyết sư, tràn ngập đất trời hội tụ đến con mắt thứ ba bộc phát ra ánh sáng luân hồi. Luân hồi huyết sư vốn đã cường đại, giờ khắc này nó lại phóng thích, mượn nhờ uy lực Tu La, tăng vọt thêm mấy lần, phảng phất muốn tới gần một kích của Thánh Vương. Sắc mặt giáo chủ kịch biến, cực lực muốn chạy trốn. Lại bị Kim Hống dây dưa, trận hỗn loạn ngắn ngủi, ánh sáng luân hồi đã lao tới. Bành! Bên trong cột sáng to lớn tràn ngập ngàn vạn sợi xiềng xích, bỗng nhiên va chạm, trong nháy mắt đã chấn vỡ nát cơ thể giáo chủ, chỉ còn bạch cốt âm u, tại thời khắc này linh hồn cường hãn đều bị đụng chạm rời khỏi thân thể. A! À, linh hồn giáo chủ gào thét thảm thiết, ngạnh kháng với ánh sáng luân hồi tàn phá, cuồng dã hoành hành, muốn trở lại đến cơ thể mình. Nhưng mảnh ánh sáng luân hồi này quá mạnh, mượn uy lực Tu La, còn cao hơn cả cực hạn mà luân hồi huyết sư thả ra. Linh hồn giáo chủ kịch liệt vùng vẫy hơn 100 mét, nhưng vẫn chật vật tán loạn, gào thét lên bay ra ngoài, xiềng xích tà ác bên trong ánh sáng luân hồi vô tình quấn chặt lấy hắn. Cùng lúc đó, Kim Hống nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên đụng phải chiến khu bạch cốt vẫn gắt gao kiên trì kia, oanh minh kịch liệt như núi lở, ầm vang tan ra thành từng mảnh. Giáo chủ! Xa xa! Các trưởng lão kinh hãi, trơ mắt nhìn giáo chủ cường hãn mà bọn hắn kiêu ngạo, bị hai con yêu thú hoàn ngược. A, thả ta ra, ta là chủ nhân hoàng đạo, ta là giáo chủ Vạn Đạo Thần Giáo. Các ngươi không thể nào.
linh hồn giáo chủ gào thét, vùng vẫy, lại bị luân hồi huyết sư quấn quanh cưỡng ép va vào bên trong con mắt thứ ba, thân thể thì bị kim hống nuốt lấy, cưỡng ép chân áp. Thiên hậu, mối thù diệt giáo, không đội trời chung. Sâu trong tổ từ, một thân ảnh già nua phóng lên tận trời, tay trái mang theo chí bảo chấn tộc, thiên tôn phục ma sử, tay phải nâng bảo tháp màu tím, gầm thét vang động cả trời. Vạn đạo thần giáo cùng ngươi không chết không thôi. Tu La cưỡng ép mở ra sinh tử lưỡng giới, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, trong thời gian ngắn lại không thể trở về, nhưng vạn đạo thần giáo còn có giáo tôn tại thiên khải, còn có thánh vương tại thiên khải, còn có thánh linh cùng chiến tướng tại thiên khải. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Thân ảnh già nua là tế tự thần giáo, nhìn về thiên hậu nơi xa, giận dữ đánh rách tả tơi không gian, trốn ra hư không. Thiên hậu không nhìn đến sự uy hiếp của tế tự, nàng vẫn ôm thật chặt thi thể Lâm Ngữ Linh, thấp giọng nức nở. Bọn người Khương Quỳ, Khương Bá chạy tới nơi này, sau khi thấy cảnh này liền khẽ nhíu mày, nhanh chóng rời khỏi tìm tới chủ thể địa ma thụ. Nuốt vạn đạo thần giáo vào, không để lại một viên ngói một viên gạch hay một ngọn cây cỏng cỏ. Giống. Địa ma thụ cuồng vũ lấy rễ già tráng kiệt, hoành hành trong phế tích, thôn vệ lấy tất cả những thứ nó nhìn thấy. Núi cao ở nơi này, cỏ cây ở nơi này, linh bảo ở nơi này, tế đàn ở nơi này, đều thấm vào tâm huyết vạn đạo thần giáo, nhất là dược viên, bảo các, linh tuyền, đối với địa ma thụ mà nói càng là thuốc bổ tuyệt diệu. Kim hống và các mãnh thú cũng đều hoành hành phóng tới trong phế tích, từ bên trong rễ cây bạo động như thủy của địa ma thụ chiều cướp đoạt bảo vật, di chuyển thi hài thánh linh bán thánh, cùng vũ khí bảo dược đặc biệt. Dù sao nơi này cũng là một hoàng đạo, tài nguyên mênh mông như biển. Kỷ nguyên năm thứ 10, trung tuần tháng 3. Khi thương huyền các nơi còn đang suy đoán nguyên nhân, đại diễn bị hủy diệt, khi cường tộc các phương đều đang chú ý đến tổ sơn phản kích thì bất chợt một tin tức đột nhiên xuất hiện, giống như thiên băng địa liệt rung động khắp đại địa Tây Bắc, cũng trong thời gian cực ngắn cuồng dã lan tràn trăm vạn dặm sơn hà thương huyền. Tu La xúc phạm cấm kỵ thiên đạo, xé rách sinh tử lưỡng giới, giáng lâm Tây Bắc, một đao bổ vạn đạo thần giáo. Yêu thú của Đại La Sơn hoành hành đại địa Tây Bắc, liên hợp với tuyệt thế ma thụ của luân hồi bí cảnh, phá hủy vạn đạo thần giáo. Vạn đạo thần giáo, tại kỷ nguyên năm thứ 10, ngày mùng 8 tháng 3, bị hủy diệt. Trừ tế tự chật vật đào vong, bao gồm cả giáo chủ, toàn bộ giáo chúng không một ai may mắn thoát khỏi. Cả thế gian chấn kinh. Vạn tộc sợ hãi. Tiếng kinh hô vang vọng thương huyền. Tu La lại có thể từ U Minh trở lại nhân gian. Hoàng đạo Tây Bắc bị hủy diệt. Cơ hồ tất cả mọi người khi lấy được tin tức đều bị chấn động đến hoài nghi tính chân thực của nó. Bất luận là dân chúng bình thường hay là hoàng đạo cao cao tại thượng đều rõ ràng cảm nhận được khí lạnh thấu xương trong tin tức. Một cái hoàng đạo cứ như vậy mà ngã xuống. Mặc dù lực lượng chân chính của hoàng đạo đều tại thiên khải, nhưng hạ giới là chỗ căn cơ. Dưới sự khiếp sợ đang kéo dài, rất nhiều chủ nhân cường tộc đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trước đó bọn hắn đều quên lãng một chuyện quan trọng, đó chính là vạn thế thần triều còn có một sát thần còn sống. Mặc dù bị vây ở Côn Lôn chiến giới, nhưng vẫn thật sự còn sống. Mặc dù bị sinh tử pháp tắc giam cầm, nhưng thời khắc thật sự tức giận vẫn có thể cưỡng ép trở về nhân gian. Lại hồi tưởng sự kiện trong Đại La Sơn, luân hồi bí cảnh, bọn hắn đột nhiên đã hiểu, bố trí cùng thế lực thật sự của Khương Phàm, không phải tại xí thiên giới, không tại thánh địa. Mà là luân hồi bí cảnh, cùng Đại La Sơn trước đó chưa từng chú ý tới. Ngay cả chuyện trước đó Khương Phàm tấp nập xuất hiện, không ngừng cùng tiếp xúc với xí thiên giới, đều là đang hấp dẫn lực chú ý, di chuyển ánh mắt. Mục đích thực sự của Khương Phàm ở chỗ chủ hoạch xây dựng trụ sở bí mật, luân hồi bí cảnh. Suy nghĩ lại chuyện vài phượng hoàng thánh linh di chuyển ngọc tỷ truyền quốc kia một chút, trong lúc bất chợt bọn hắn phát hiện bên cạnh Khương Phàm đã tụ tập số lượng lớn cường giả. Bao gồm cả thánh linh, bán thánh. Nếu tính lên như vậy, vạn thế thần triều hiển nhiên đã hình thành quy mô sơ bộ. Cái sự tỉnh ngộ này để cho người ta kinh ngạc, càng khiến người ta hồi hộp. Giống như một ngày trước, bọn hắn còn tại chế diễu Khương Phàm luân hồi trùng sinh chính là chuyện cười, Khương Phàm bị bắt bị giết chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí có người phỏng đoán Khương Phàm khó mà sống qua 3 năm. Nhưng, trong chớp mắt, Khương Phàm đã có được căn cứ quỷ bí như luân hồi bí cảnh. Có được 8 vị thánh linh, số lượng lớn bán thánh, niết bàn, thậm chí kết minh với đệ nhất hoàng đạo như xí thiên giới, cùng tuyệt thế sát thần bị khốn ở U Minh địa ngục. Vạn thế thần triều,
vậy mà đã thành hình. Thực lực chân chính, thẳng bức hoàng đạo. Khương Phàm, không chỉ là một sự uy hiếp tiềm ẩn, mà là uy hiếp thật sự. Tại thời điểm tin tức điên cuồng lan tràn, các phương tiếp tục rung động, Cửu Lê Thần Cung lại lần nữa thả ra tin tức, để cục diện thương huyền mãnh liệt như sóng cả lại nổi lên triều dâng. Mục tiêu chân chính của vạn đạo thần giáo trong sự kiện đại diễn là Thánh chủ Tô Thiên Sóc, cùng chủ mẫu Lâm Ngữ Linh. Phu thê bọn họ từng tại 13 năm trước đây sinh hạ một nữ nhi, tên là Tô Niệm. Vào cái ngày mà Tô Niệm được sinh ra đã từng dẫn phát dị tượng, mấy triệu yêu thú của đại diễn thánh địa bái phục. Thái cổ thần miếu, đại quang mang thần điện, chu thiên thần điện và chủ nhân hoàng đạo các phương sau khi cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân thật sự của sự kiện Tây Bộ trong khoảng thời gian này. Thiên hậu, là thiên hậu trở về. Yêu tộc của Đại La Sơn, quy thuận thiên hậu, đây là uy lực của ngự thiên linh văn. Đại diễn thánh địa, thế gia ngự thú, thiên hậu luân hồi tại nơi đó. Tất cả hành động của vạn đạo thần giáo tại Tây Bộ, mục tiêu thật sự chính là thiên hậu. Lâm Ngữ Linh, là mẫu thân của thiên hậu tái thế. Đây là thiên hậu đang báo thù. Thiên hậu yên lặng 20 ngày, là đến U Minh địa ngục, cầu xin Tu La. Tu La liều mạng chọc giận chư thiên thần ma cùng quỷ chủ U Minh, xé rách sinh tử lưỡng giới. Tốt thay cho thiên hậu, vì để cứu phụ mẫu, lại hủy một hoàng đạo. Tốt thay cho Tu La, vì để báo thù, lại xúc phạm cấm kỵ của thiên đạo. Phần thiên thần hoàng, vạn thế thiên hậu, sát thần Tu La, tam kiệt thương huyền đã từng chinh chiến thiên khải, tái thế đoàn tụ. Vạn thế thần triều, nào chỉ là quy mô đơn giản, hiển nhiên đã có được vốn liếng chinh chiến thương huyền. Hoàng đạo các phương suy đoán, theo lời tuyên cáo của Cửu Lê Thần Cung, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, dẫn phát oanh động kéo dài, cũng làm cho các hoàng tộc hoàng đạo còn đang khí thế hùng hổ lùng bắt Khương Phàm tạm thời tỉnh táo lại, một lần nữa cân nhắc hành động của bọn hắn, cùng việc đối mặt với vạn thế thần triều đột nhiên quật khởi. Khương Phàm đang ở Xích Chi Đại Liệt Cốc, đợi thiên hậu trở về. Trận phản kích này đều để hắn cho kinh ngạc. Tiểu nha đầu này lại chạy đến U Minh địa ngục, Tu La vậy mà cũng nguyện ý bồi tiếp nàng điên theo. Mặc dù hiệu quả trấn nhiếp xác thực kinh bạo, nhưng cũng mang tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện này không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn sẽ đi ra từ trong ẩn nấp, trực diện cường tộc thiên hạ, càng mang ý nghĩa Tu La phải tiếp nhận áp bách trước nay chưa có tại Côn Lôn bí cảnh. Tu La lựa chọn đưa quan tài xuống U Minh, chiến đấu tại Côn Lôn. Chủ yếu cũng là bởi vì hoàn cảnh đặc thù tại Côn Lôn có vô số quỷ tộc tụ tập, chiếm cứ số lượng lớn quỷ chủ, U Minh địa ngục là vùng đất cấm kỵ. Bất luận cường giả nào cũng không thể tới đó mạo phạm, nếu không sẽ bị U Minh vây bắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng bây giờ, Tu La dẫn đầu xúc phạm cấm kỵ, chư thiên thần ma bức bách U Minh nghiêm trị Tu La, Côn Lôn Sơn bộc phát đại chiến trước nay chưa có. Tu La có thể chống đỡ được sao? Nhưng, chuyện đã xảy ra, Khương Phàm cũng không muốn lại truy cứu, việc cấp bách càng là phải cứu Lâm Ngữ Linh. Hắn bay lên không nghênh tiếp thú triều, tìm tới thiên hậu đang ngồi trên lưng kim bằng. Thiên hậu nhỏ nhắn vẫn đang ôm Lâm Ngữ Linh, vẻ mặt hốt hoảng, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hướng Vãn Tình nhìn Khương Phàm lắc đầu, người đã chết rồi. Khương Phàm đi đến bên cạnh thiên hậu, nói khẽ. Giao bá mẫu cho ta. Thiên hậu vô ý thức ôm chặt, sau khi nhìn thấy là Khương Phàm, nước mắt lại lần nữa tràn ra, bi thương nghẹn ngào. Ta, đi trễ. Đừng khóc, còn có hy vọng. Giao bá mẫu cho ta, chúng ta còn có hy vọng. Khương Phàm ôm lấy Lâm Ngữ Linh, cẩn thận kiểm tra tình huống thi thể. Người đã chết. Thiên hậu còn muốn ôm Lâm Ngữ Linh trở về, lại bị Khương Qua ngăn trở. Khương Phàm có vạn độc huyết long quả, là bảo vật chí thuần thế gian. Sau khi hoàn toàn chín muồi có thể mọc lại thịt từ xương, tố sinh cơ, có thể tụ tàn hồn, nghịch luân hồi, đơn giản mà nói, chính là khởi tử hồi sinh. Thiên hậu có chút hoảng hốt, đáy mắt nổi lên sáng rực. Chàng xác định, có thể khởi tử hồi sinh. Khương Quỳ, Khương Bá, Hướng Vãn Tình cũng hơi có phản ứng, chết rồi còn có thể sống. Khương Qua nói, chúng ta phát hiện đại lục thứ 10 bị mai táng tại thần dụ chi hải. Nơi đó có rất nhiều bảo vật đã mấy vạn năm, thậm chí 100.000 năm, vạn độc huyết long thụ chính là một trong số đó. Nó là thứ chí độc của thế gian, thời kỳ hồng hoang còn từng sinh ra linh trí, chân chính hóa rồng, khí độc có thể ăn mòn vạn vật, bao gồm cả thời gian, không gian,
thậm chí là trật tự pháp tắc các loại, nhưng linh quả sau khi hoàn toàn chín muồi, có thể giải vạn độc trong thiên hạ, cũng là bảo vật chí thuần. Cùng loại với cực kỳ đen, tức là trắng, tử chi cực, tức là sinh. Nó có kịch độc khủng bố đến mức nào, hiệu quả mà linh quả giải độc chuyển kiếp liền có bấy nhiêu thần kỳ. Khương Phàm cẩn thận kiểm tra tình huống của Lâm Ngữ Linh, cũng đang giao lưu cùng Đan Hoàng trong ý thức. Chết chừng 10 ngày, còn có thể cứu không? Đan Hoàng nói, 10 ngày, linh hồn hẳn là đã tiến vào luân hồi, không cứu nổi. Không có người bất cứ hy vọng nào. Vạn độc huyết long linh quả thật có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng cần vừa mới chết không bao lâu, linh hồn của nàng đều đã tiến vào luân hồi, thật không cứu nổi. Nhưng cái gì? Sư phụ, mau nói đi, chỉ cần có hy vọng, đều muốn thử một chút. Luân hồi bí cảnh kết nối với cửu u thâm không, Đại La Sơn lại có luân hồi huyết sư thánh linh cảnh, hai điều kiện đặc biệt này có thể lợi dụng. Ý của ngài là, còn nhớ rõ đóa hoa thiên kết thời gian mà ngươi tại tìm kiếm luân hồi bí cảnh ngay mảnh hoang mạc kia không? Đưa thân thể Lâm Ngữ Linh đến nơi đó, để luân hồi huyết sư gào thét với cửu u thâm không, tiến hành một trận nghi thức chiêu hồn nguyên thủy. Lại dùng vạn độc huyết long linh quả kích thích cơ thể, hẳn là có thể để nàng khởi tử hồi sinh. Khương Phàm bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bọn họ nói. Vào luân hồi bí cảnh, còn có thể cứu. Có thể cứu. Đám người tinh thần đại chấn, toàn thân đều bất chợt nóng lên. Luân hồi bí cảnh, mặc dù thiên hậu đã hủy ba lối vào không gian, nhưng vẫn để lại một lối đi bí mật, là thuộc về con đường cấm kỵ của tộc luân hồi huyết sư. Đã tồn tại rất nhiều năm, cũng chỉ có luân hồi huyết sư mới có thể dẫn người thông hành. Bọn hắn trở lại luân hồi bí cảnh, đi thẳng đến hoang dã mà Khương Phàm đã từng tìm kiếm hoa thiên kết thời gian. Hoang dã mênh mông, âm u đầy tử khí. Mây mù bạo động kịch liệt, lan tràn ra lít nha lít nhít vết nứt, giống như là lôi đình vô biên, xé rách mây mù, trải rộng trên khung trời. A a a a, tiếng thét chói tai, tiếng quỷ nói tà ác, vang vọng đất trời. Phạm vi khổng lồ, mang đến thanh thế kinh khủng, như cả mảnh đất trời này đã cùng cửu u thâm không hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Số lượng lớn vết nứt thậm chí còn xé rách mây mù, kéo dài đến hoang mạc, mang đến tử khí tà ác thảm liệt. Luân hồi huyết sư mang theo bọn người Khương Phàm phóng tới trong hoang dã, thỉnh thoảng chống đỡ vết nứt rơi xuống, lao thẳng đến cấm khu thứ 9. Không gian nơi này vô cùng yếu kém, vết nứt liên tiếp, không giống nơi khác trong hoang dã ngẫu nhiên xuất hiện. Mà là liên miên bất tuyệt, từ trong mây mù lan tràn xuống tới, một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Số lượng lớn vong hồn như ẩn như hiện trong cái khe, có chút còn dãy giụa lao ra. Ở giữa toái thạch lĩnh có một cái hồ máu, nhấc lên huyết khí nồng đậm, rất nhiều vong hồn chiếm cứ ở nơi đó. Luân hồi huyết sư, hãy chiêu hồn từ cửu u, chỉ cần linh hồn được triệu hồi, liền có thể khởi tử hồi sinh. Khương Phàm đặt Lâm Ngữ Linh tới bên cạnh hồ máu. Lấy ra một viên linh quả thành thục duy nhất của vạn độc huyết long, gạt ra linh dịch nhỏ vào trong miệng Lâm Ngữ Linh. Giống. Trên trăm con luân hồi huyết sư phân tán đến bên cạnh hồ máu, theo tộc trưởng ra lệnh, chúng nó liền phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Không gian yếu kém cuồn cuộn kịch liệt, toàn diện sụp đổ, vết nứt như lôi chiều hỗn loạn, tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới, oanh động lấy huyết hồ, chấn động hoang dã, bọn người Khương Quỷ kinh hãi lui lại mấy bước. Giờ khắc này huyết hồ như thật sự xuyên suốt cửu u thâm không, số lượng lớn vong hồn ở bên trong dãy giụa rút gào, có chút xông vào huyết hồ, có chút phát tán trong hoang dã. Thiên hậu bồi ở bên cạnh Khương Phàm, khẩn trương nhìn hình ảnh, chiêu hồn, bên trong hồ máu. Thật sự có loại chuyện khởi tử hồi sinh này sao? Hướng Vãn Tình lớn lên tại thế lực hoàng đạo như vạn đạo thần giáo, đều không có tận mắt thấy qua chuyện như vậy. Khương Qua nhíu mày ngắm nhìn cửu u thâm không quỷ dị, nói. Vạn độc huyết long hiếm thấy trên thế gian, mấy ngàn năm thành thục một linh quả, nơi đây lại là luân hồi bí cảnh, kết nối với cửu u thâm không, còn có luân hồi huyết sư chiêu hồn, cơ duyên như vậy tụ tập lại một chỗ, hẳn là có hy vọng. Hướng Vãn Tình yên lặng cầu nguyện. Mệnh của Lâm Bá Mẫu không có đến đường cùng. Đại vương, đại tặc đều trợn tròn trong mắt, trực nhìn tràng diện rung động. Hình ảnh như vậy tại chỗ bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Nơi đó chính là nơi sau khi chết vong hồn sẽ luân hồi chuyển kiếp sao? Chờ sau khi bọn chúng chết cũng sẽ tiến vào ở trong đó sao? Kim hống, địa long các loại yêu thú đều đã quen thuộc hình ảnh quỷ dị tại luân hồi bí cảnh,
bọn chúng phân tán ở xung quanh, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trên thân hai con cự yêu to béo ở phía trước kia, đều âm thầm nói thầm, đó là chiến thú của Khương Phàm sao. Đường đường thần hoàng chuyển thế, bên cạnh liền bồi một con cá sấu cùng một con rùa. Hơi có vẻ keo kiệt nhỉ. Tuy nhiên nhìn cái bộ dáng to béo kia, điều kiện sinh sống phải rất khá, Khương Phàm không có bạc đãi bọn chúng. Khương Phàm quỳ một chân ở trước mặt Lâm Ngữ Linh, cẩn thận kiểm tra khí tức thân thể nàng, cũng luôn chú ý đến vết nứt hư không hỗn loạn bạo động. Sau khi Lâm Ngữ Linh hấp thu linh dịch, thân thể giá lạnh bắt đầu ôn nhận lên, không chỉ có xuất hiện huyết sắc, da thịt còn nổi lên huỳnh quang xanh ngọc, bốc hơi phiêu đãng. Không có nhịp tim, không có hô hấp, vẫn là một bộ tử thi, nhưng, huỳnh quang bốc hơi phiêu đãng, lại thẩm thấu đến trong cái khe bạo loạn giữa đất trời, mềm dẻo kéo dài đến cửu u thâm không, giống như đang tiếp dẫn lấy vong hồn Lâm Ngữ Linh. Cảnh tượng thần kỳ này để thiên hậu thấy được hy vọng. Hướng Vãn Tình và đám người đều thoáng kích động lên, thật có thể tụ tàn hồn, nghịch chuyển luân hồi. Thế gian lại có thể có linh quả không thể tưởng tượng nổi như thế. Đại tặc cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên, gật đầu khoe khoang với hai bên. Là muốn nói, chút lòng thành mà thôi. Giống, hống 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 hống. Luân hồi huyết sư liên tục gào thét, giống động cửu u thâm không, hấp dẫn hàng tỷ vong hồn ở bên trong, phối hợp với linh quả tiếp dẫn vong hồn của Lâm Ngữ Linh. Nhưng, chờ lại chờ, toàn thân Lâm Ngữ Linh vẫn bốc hơi ánh sáng xanh ngọc nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nhận được vong hồn. Ánh sáng giống như đang phai nhạt, là hiệu quả muốn tản ra sao? Thiên hậu khẩn trương lên. Còn không có nhạt, chớ khẩn trương. Khương Phàm ra hiệu luân hồi huyết sư bọn họ tiếp tục gọi. Còn có linh quả không? Lấy thêm một quả. Chỉ quả này thành thục, còn lại đều là kịch độc. Đừng hoảng hốt, chờ một chút, cửu u thâm không minh mông bát ngát, muốn triệu hoán là cần thời gian. Khương Phàm nắm tay thiên hậu, nhẹ giọng an ủi, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Hắn chưa từng hoảng loạn qua như vậy. Thân thể non nớt thậm chí nhẹ nhàng run rẩy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dược hiệu của linh quả lan tràn toàn thân Lâm Ngữ Linh, tiếp tục hướng thâm không thẩm thấu. Sau 8 tiếng trọn vẹn, ánh sáng bắt đầu yếu bớt rõ ràng. Trái tim của bọn người Hướng Vãn Tình đều nhấc lên đến cổ họng, luân hồi huyết sư cũng đều dồn dập triệu hoán. Tại dược hiệu biến mất trước đó, nếu như chiêu không đến vong hồn, há không tương đương thất bại rồi. Linh quả chỉ có một viên, không bắt được cơ hội, thì sẽ không có hy vọng nào nữa. Rốt cuộc, trong vết nứt hỗn loạn như cuồng chiều, ánh sáng xanh ngọc giống như là tơ tằm đang quấn chặt lấy một hồn ảnh, kéo đi ra từ bên trong số lượng vong hồn đông đảo. Mau nhìn, mau nhìn! Hướng Vãn Tình và đám người kích động đi bước về phía trước mấy bước. Là mẫu thân sao? Thiên hậu khẩn trương nhìn hồn ảnh yếu đuối phiêu miểu kia. Ánh sáng quấn quanh hồn ảnh. Lôi Lâm Ngữ Linh vào trong thân thể. Luân hồi huyết sư ngừng gào thét lại, Kim Hống và đám yêu thú toàn bộ đều tiến đến trước mặt. Lâm Ngữ Linh lẳng lặng nằm tại cạnh huyết trì, không có hô hấp, không có chập trùng, im lặng. Mẫu thân, thiên hậu quỳ chân bên cạnh Lâm Ngữ Linh, nhu hòa kêu gọi. Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Bọn người Hướng Vãn Tình nhẹ giọng cầu nguyện. Khương Phàm nắm chặt cổ tay Lâm Ngữ Linh, sau khi tra xét rõ ràng. Nhẹ nhàng rót vào một nguồn năng lượng, kích thích linh lực chảy xuôi. Uống chút bất lão tuyền không? Đại vương dùng sức đưa cổ. Náo cái gì đấy, bất lão tuyền kia của ngươi rót một ngụm như là rót dung nham, ngươi muốn lộng chết nàng. Đại tặc trợn mắt chừng một cái. Ta đây không phải có ý tốt sao? Đứng sang một bên đợi đi, đầu to quá chiếm chỗ. Đầu ngươi nhỏ. Tránh ra chút, nhìn thấy cái cổ dài này của ngươi liền tức giận. Chính ngươi không có cổ thì trách ai đây? Ta liền duỗi, liền duỗi. Khương Qua bỗng nhiên quay người, quát tháo. Đừng làm rộn. Đại vương đại tặc chăm miệng một lời. Là nó náo. Tỉnh. Khương Phàm đột nhiên la lên, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt rơi xuống phía trước. Lâm Ngữ Linh nhẹ nhàng khẽ động đầu ngón tay, lông mi hơi chớp, sau đó. Trái tim xuất hiện chập trùng yếu ớt, cũng có hô hấp. Thiên hậu ngồi bệt xuống ở bên cạnh Khương Phàm, vui đến phát khóc. Oa a, thật tỉnh, khởi tử hồi sinh rồi. Đại tặc kích động đều muốn, dựng thẳng, đứng lên.
Kim Hống và đám yêu thú đều phấn chấn lại khiếp sợ, thật thấy được kỳ tích khởi tử hồi sinh như thế này. Lâm Ngữ Linh chớp chớp lông mi, từ từ mở mắt, cảnh tượng xung quanh từ mơ hồ đến rõ ràng. Từng cái đầu vây xung quanh, đều muốn chen đến trước mặt nàng, lại hướng lên nhìn, còn có cái đầu rùa căng tròn, trừng mắt như là đèn lồng, nóng rát nhìn nàng. Lâm Ngữ Linh hoảng hốt một lát, lại nhắm mắt lại. Nhưng, giống như có hai cái đầu nhìn rất quen mắt. Lâm Ngữ Linh mệt mỏi mở mắt, trong đông đảo đầu thấy được hai người quen thuộc, Tôn Niệm cùng Khương Phàm. Mẫu thân, ngài tỉnh rồi. Tôn Niệm nắm chặt tay Lâm Ngữ Linh, nhẹ giọng nói nhỏ. Niệm nhi. Lâm Ngữ Linh lần nữa hoảng hốt, không phải nàng đã chết ở trong địa lao sao? Đây là mộng cảnh, hay là U Minh? Không thể nào, chết rồi còn nằm mơ thế nào, tại sao U Minh có thể có Tô Niệm? Là hài nhi. Tô Niệm cười khẽ, ánh mắt lại lần nữa mông lung. Nơi này là... Lâm Ngữ Linh chống thân thể lên, khó có thể tin được mà nhìn xung quanh. Khương Phàm vội vàng nói. Bá mẫu, ngài còn sống. Nơi này là luân hồi bí cảnh của Xích Chi Đại Liệt Cốc. Lâm Ngữ Linh khẽ nhếch môi, suy yếu nói nhỏ. Tại sao ta lại ở chỗ này? Niệm nhi đến vạn đạo thần giáo ngài cứu ra, bây giờ ngài đã an toàn. Trải qua một phen giải thích, rốt cuộc Lâm Ngữ Linh cũng tin tưởng sự thật rằng mình còn sống. Nàng sợ hãi thán phục trước kỳ tích cải tử hồi sinh của Linh Quả, cũng đau lòng ôm lấy Niệm nhi. Thêm phiền toái cho các ngươi rồi. Tô Niệm vỗ nhẹ Lâm Ngữ Linh. Ngài trở về là tốt rồi, hài nhi sẽ mau chóng an bài ngài đến Tổ Sơn, nơi đó an toàn. Nơi này mặc dù coi như an toàn, nhưng đã bại lộ, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh, nàng cần mau chóng di chuyển Lâm Ngữ Linh. Lâm Ngữ Linh khó có được cơ hội thân mật ở chung cùng Tô Niệm như thế, rất muốn bồi nhiều, cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nàng biết mình đã chọc tới phiền toái lớn cho Khương Phàm và Tô Niệm, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ yên lặng gật đầu. Khương Phàm nói, ngài hãy nghỉ ngơi mấy ngày ở nơi này trước, ta sẽ tự mình đưa ngài đi Tổ Sơn. Ngươi muốn đi Tổ Sơn? Ta có một số việc muốn nói cùng Diêu Khải Minh. Ngươi muốn nhân cơ hội này thành lập liên hệ cùng Tổ Sơn. Bây giờ còn không đến mức, Tổ Sơn khống chế không nổi thánh địa Thương Huyền, cưỡng ép áp bách bọn hắn chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ta muốn Tổ Sơn tuân thủ nghiêm ngặt tuyên ngôn chiến tranh của bọn hắn. Dần dần oanh sát cao tầng vạn đạo thần giáo. Thiên hậu mời Tu La Mạnh mở sinh tử lưỡng giới, san vạn đạo thần giáo thành bình địa, nhưng lực lượng thật sự tầng cao nhất của vạn đạo thần giáo không ở nơi đó, mà là thiên khải chiến trường. Chấn động qua đi, số lượng lớn cường giả vạn đạo sẽ lần lượt đi đến hạ giới trong thời gian gần đây, báo thù thiên hậu, nguồn năng lượng này thậm chí sẽ vô cùng khủng bố, hắn nhất định phải tự mình đi Tổ Sơn một chuyến, cùng Diêu Khải Minh nói chuyện. Mượn nhờ Tổ Sơn áp chế chiều cường báo thù của vạn đạo thần giáo. Khương Phàm nhìn hướng Vãn Tình. Lần hành động này, các ngươi giết mấy vị thánh linh thần giáo? Hướng Vãn Tình lắc đầu. Rất kỳ quái, thời điểm chúng ta giết vào vạn đạo thần giáo, cường giả tầng cao nhất ở bên trong vô cùng ít ỏi, để cho ta ngoài ý muốn. Không tính giáo chủ cùng tế tự đã chạy trốn, cấp bậc thánh tổ lại chỉ có 3 người. Lẽ ra Lỗ Dương là thống lĩnh chấn thủ thần giáo, đại trưởng lão là trưởng lão nội tông thần giáo phụ trách quản thúc, còn có vị thánh tổ Điêu Gia Quy ẩn mấy trăm năm kia, đều không có ở thần giáo. Vạn đạo thần giáo có một chí bảo trấn giáo tên là Vạn Giới Môn, dựa theo giáo quy, ngoại trừ tình huống đặc biệt đều phải do giáo chủ khống chế, nhưng từ lúc bắt đầu chống cự Tu La, đến cuối cùng bị giết, giáo chủ cũng không có đụng tới. Thiếp ở trên đường phân tích một chút. Rất có thể là bọn người Lỗ Dương thống lĩnh phụng mệnh ra ngoài rồi, còn mang theo Vạn Giới Môn, mục tiêu hẳn là Đại La Sơn cùng Luân Hồi Bí Cảnh, nói cách khác bọn hắn đã đoán được thân phận, cùng nơi ẩn thân của Tôn Niệm. Khương Phàm khẽ nhíu mày, chỉ giết chết 3 tên. Thật sự đáng tiếc, Tu La khó có được mà đi ra một lần, vậy mà lại không có đánh chết 7-8 kẻ. Tuy nhiên, giáo chủ bị đánh gần chết, còn bị Kim Hống bắt lấy, đây cũng là niềm vui bất ngờ. Hướng Vãn Tình tiếp tục phân tích nói. Thần giáo xảy ra chuyện như vậy, giáo tôn tọa trấn Thiên Khải khẳng định sẽ thức tỉnh, cũng tự mình sai khiến hành động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phó giáo chủ thứ 2 Dịch Thương Đồ sẽ hạ giới. Đến lúc đó có Lỗ Dương, Đại trưởng Lão, Thánh Tổ Điêu Gia, Điêu Quảng Nghĩa, 3 vị thánh linh phối hợp, đều là chút nhân vật lợi hại khó chơi. Phải chú ý nhất là Vạn Giới Môn,
ngàn năm trước các ngươi đã chinh chiến qua Thiên Khải chiến trường, hẳn là có hiểu biết. Lúc này, Thiên Lôi Điểu đến đây báo cáo, sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, đã từng có cường giả giáng lâm qua luân hồi bí cảnh, không chỉ có điều tra bốn chỗ, còn đi bắt yêu thú siêu hồn. Đám người kia cảnh giới rất cao, nhưng thân phận cụ thể cùng tình huống cảnh giới, đám yêu thú ở lại nơi này đều không rõ ràng. Trước ba ngày khi bọn hắn trở về, đám người kia đã rời khỏi, phương thức rời khỏi là mở ra một cánh cửa thần bí. Quả nhiên là bọn hắn đã tới nơi này. Hướng Vãn Tình tiếc nuối. Thần giáo lại có thể đoán được nơi này, nếu như lúc ấy đều ở lại thần giáo, một đao kia của Tu La hẳn là có thể lại phế đi mấy tên. Khương Phàm trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói. Đừng nói chủ đề nặng nề như vậy, trước tiên hãy thanh lý bên dưới bảo bối các ngươi vơ vét được từ vạn đạo thần giáo, khẳng định là thu hoạch rất lớn. Hướng Vãn Tình nói. Đại tư tế chạy vội vàng, chỉ rời tổ từ đi, còn có món chí bảo trấn tộc khác là thiên tôn phục ma sử, ngoài ra đều để lại. Có thiên kinh các chân tàng võ pháp, kim bảo điện phong tồn vũ khí, linh túy tháp bên trong dược sơn, còn có bảo điện tổ từ các gia tộc của vạn đạo thần giáo. Càng quan trọng hơn là linh thạch, bảo cốt, bảo khí mai táng rộng lượng ở 13 nơi pháp trận, mặc dù lúc ấy bị Tu La bạo kích, nổ nát một nhóm, nhưng có lẽ còn là để lại bộ phận. Đã từng là trưởng lão thần giáo, Hướng Vãn Tình đối với tình huống nơi đó rõ như lòng bàn tay. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày lại sẽ giúp người ngoài càn quét bảo bối nơi đó. Nhưng, nàng đối với nơi đó đã không có bất kỳ tình cảm gì nữa, cảm giác duy nhất bây giờ chính là thoải mái trả thù. Toàn bộ tới tay rồi. Mắt Khương Phàm đều tỏa ánh sáng, phất nhanh thật, thật sự là phất nhanh thật. Vạn đạo thần giáo không phải thế lực bình thường, mà là hoàng đạo, là chủ nhân Tây Bắc hùng cứ vài vạn năm. Mặc dù cường giả tầng cao nhất đều tỏa trấn Thiên Khải, nhưng hạ giới là căn cơ, cũng là nơi cất giữ bảo vật. Cho nên Thiên Kinh Các, Kim Bảo Điện, Linh Túy Tháp, đều là nội tình tích lũy trên vạn năm của vạn đạo thần giáo, tất cả đều là bảo vật thượng đẳng. Mà, phe phái bên trong vạn đạo thần giáo lại phức tạp, Điêu gia, Lãnh gia, đều là đỉnh cấp gia tộc, bảo điện tổ tử của bọn hắn cất kỹ vô số bảo vật. Còn có pháp trận bảo vệ, đó là căn cơ của thần giáo, bảo cốt mai táng ở bên trong đều là cấp bậc thánh cốt, bảo khí linh thạch các loại có thể xưng là rộng lượng. Hướng Vãn Tình nói, đi ra bên ngoài, nhìn tình huống cụ thể. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Thiên Lôi Điểu và đám yêu thú đều rời khỏi hoang dã, đi đến trong rừng rậm phía ngoài. Yêu thú ở lại bên ngoài trước đó đã sớm bắt đầu chỉnh lý vơ vét đến bảo bối, lít nha lít nhít bày khắp cánh rừng. Tinh thạch như núi, lóe ra ánh sáng như tinh thần, năng lượng bốc hơi bóp méo uy lực tự nhiên của dãy núi. Đan dược đầy đất, tràn ngập mùi thuốc đều hóa thành mê vụ. Số lượng lớn bảo cốt sôi trào năng lượng, mơ hồ ngưng tụ thành bộ dáng khi bọn chúng còn sống, có võ giả cường hãn, càng có cự thú uy mãnh, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều đang nhấc lên hình ảnh. Còn có rất nhiều thư tịch võ pháp, bảo vật kỳ dị. Rực rỡ muôn màu. Đại tặc cùng đại vương nhìn thấy cảnh này, hạnh phúc đều xốp giòn. Đoàn cướp bóc, không phụ danh tiếng của nó, thật là đã chọn đúng người. Bọn người Khương Phàm, Khương Qua, Khương Bá đều liên tục hít một hơi, chưa từng thấy qua nhiều bảo vật như vậy, mà bên trong cơ hồ không có bao nhiêu phàm phẩm. Thiên Hậu cũng hơi có phản ứng, trước đó chỉ lo báo thù cùng đau đớn, đều không có nghĩ đến bọn hắn lại vơ vét đến nhiều bảo vật từ vạn đạo thần giáo như vậy. Hướng Vãn Tình rung động nói. Đây là một bộ phận địa ma thụ ở nơi đó nuốt chửng, nếu không khẳng định càng nhiều. Chớ ngẩn ra đó, bắt đầu đi, Hướng Vãn Tình phối hợp ta. Chúng ta từ từ thanh lý. Khương Phàm kích động đi đến, đại dương bảo vật. Trước tiên thanh lý bảo cốt, đan dược đi ra, để mọi người dùng trước, đây chính là đại công trình, không có kết thúc trong 10 ngày 8 ngày được. Giống. Thú triều sao động, cái từ, dùng trước, này nghe thật sự quá mỹ diệu. Cho hai huynh đệ chúng ta một thánh linh đi, một là được. Đại tặc giẫm móng vuốt ở trên người đại vương, kích động hô to. Đại vương không lo được giấy giụa, kích động hô. Di thể ba thánh linh chỗ các người đâu, cho hai huynh đệ chúng ta một cái là được, hai chúng ta chia ra dùng. Thiên Hậu đánh giá bọn hắn. Các ngươi là. Khương Phàm đang muốn giới thiệu, hai cực phẩm bỗng nhiên ưỡn thân thể một cái, giọng nói như chuông đồng, vang vọng dãy núi.
đoàn cướp bóc hoàng thất, đại vương, đại tặc gặp qua đoàn trưởng phu nhân. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Bọn người Hướng Vãn Tình kinh ngạc nhìn sang, đoàn cướp bóc hoàng thất. Đoàn trưởng phu nhân. Khương Phàm run rẩy khóe mắt, lúng túng giải thích. Cầm thú là một đoàn cướp bóc, hai tên này là vừa mướn vào, đại vương là Huyền Quy, đại tặc là Long Cốt Cự Ngạc. Đều là mang tới từ thế giới mới. Khương Qua, nhanh giới thiệu tình huống thế giới mới cho mọi người. Đại vương, đại tặc, không có chuyện di thể cho thánh linh các ngươi, nhị trưởng lão cùng chí tôn long giác đủ để các cho ngươi dùng, tìm nơi bế quan đi, chờ một lúc ta thanh lý đan dược, đưa cho các ngươi mấy viên điều trị huyết mạch. Đại vương, đại tặc lập tức sụp đổ, trợn mắt chừng một cái rồi quay người rời khỏi. Thật keo kiệt, ba bộ thánh linh, một bộ cũng không cho. Đúng đấy, thất vọng thật, trước đó nói rất hay rất tốt, kết quả bây giờ. Ai, quả nhiên tới tay liền không quý giá. Hắn vừa mới nói cái gì, cho chúng ta quả trứng. Cái này có chút lăng mạ ta rồi. Gọi là đan dược. Đan dược là cái gì? Người mù sao, chính là những viên tròn căng chồng chất ở chỗ đó kia. Thứ đồ chơi nhỏ kia mà có thể điều trị huyết mạch. Chưa từng ăn, không biết. Một viên đều không có lớn bằng lỗ chân lông ta, có thể có hiệu quả gì? Hai con yêu thú to lớn nói nhỏ bò khai để lại một lũ yêu thú đen mặt lại, hai cái đầu nhà quê này không biết đan dược là cái gì. Tây Bắc, di tích vạn đạo thần giáo. Xác thực mà nói nơi này đã không thể được gọi là di tích nữa, bởi vì địa ma thụ càn quét vô cùng triệt để, ngay cả cọng cỏ đều không có để lại cho bọn hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là phế tích bừa bộn. Cái gì khác cũng đều không có. Bọn người Dịch Thương Đồ nhìn phế tích trước mặt, đều không dám tin tưởng đôi mắt mình. Các cung điện lầu các đã từng hùng cứ Tây Bắc, chiếm diện tích mấy trăm dặm núi cao núi lớn, cứ không thể tưởng tượng nổi mà biến mất như vậy. Tiếng Dịch Thương Đồ bi phẫn gào thét vang vọng trên đại địa hoang vu. Đại trưởng lão, Lỗ Dương thống lĩnh đều tái nhợt sắc mặt, toàn thân run rẩy, rõ ràng là bọn hắn đi săn thiên hậu. Kết quả thần giáo lại không còn nữa. Bọn hắn cảm nhận được khuất nhục cùng tức giận trước nay chưa từng có, thậm chí có chút sợ hãi. Thần giáo, bị hủy như vậy. Cơ nghiệp vạn năm, cứ mất giáo như vậy. Còn có liệt tổ tử của tổ liệt tông, là bị hủy, hay là bị đào. Bây giờ bọn hắn cũng không biết là nên tiếp tục báo thù, hay là lập tức tiến về thiên khải chiến trường tụ hợp cùng giáo tôn. Thiên hậu, quá độc ác. Đệ tử nghiêm túc. Trước đó tới đây đều từ đầu đến cuối xem thiên hậu như một nữ hài nhi non nớt, không nghĩ tới lại có thể đột nhiên bộc phát ra, năng lượng, như vậy. Hoàn toàn là không để ý hậu quả mà đến mượn nhờ tu la. Phải biết bây giờ đang là thời điểm nguy hiểm nhất của Khương Phàm khi hắn vừa mới bại lộ, đều không có dùng linh tinh sát khí tu la này được. Dịch Thương Đồ đột nhiên quay người, trong đôi mắt đỏ ngầu cuồn cuộn sát ý. Đệ tử, tất cả việc này đều là bởi vì ngươi mà lên. Đế tộc các ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Đế tử hiểu tâm tình của bọn hắn, không có gây nhau, mà thể hiện thái độ. Ta sẽ đích thân tấu mời đế quân, phái người duy trì lãnh địa các ngươi an toàn tại thiên khải chiến trường. Nhưng Chu Hoài Kiến lập vạn đạo thần giáo, cùng chuyện đuổi bắt thiên hậu, vẫn chính các ngươi tới làm. Đế tộc chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay sự vụ thương huyền đại lục, đây là ước định mà đế quân tám phương đã từng làm tốt. Tu La thì sao? Hắn cường ngạnh mở ra sinh tử lưỡng giới, xúc phạm cấm kỵ, các đế quân mặc kệ. Tâm tình của người ta có thể hiểu được, nhưng Tu La đã bỏ qua cơ thể, hóa thân thành quỷ tộc, không còn thuộc về dương gian, cũng không thuộc về quản hạt của đế quân. Hắn xúc phạm cấm kỵ, nên do quỷ chủ địa ngục bọn họ xử phạt. Tuy nhiên người yên tâm, chư thiên thần ma chẳng mấy chốc sẽ tạo áp lực với U Minh, Côn Lôn tất sẽ nổi lên chiến tranh. Tu La sẽ vì hành động lần này mà trả giá đắt. Trong thời gian ngắn không rảnh bận tâm thiên hậu cùng Khương Phàm. Đại trưởng lão cố nén bi phẫn nói. Trừ việc đế quân tạo áp lực đến thiên khải chiến trường, các ngươi không thể lại làm nhiều hơn thứ gì. Thần giáo chúng ta bị hủy, cơ nghiệp vạn năm, truyền thừa vạn năm, toàn bộ đều bị hủy. Ngay cả giáo chủ chúng ta đều bị giết. Nếu như không phải là các ngươi thúc giục chúng ta đuổi bắt thiên hậu, lại còn là thân truyền, lệnh đế quân, chúng ta tuyệt đối không thể nào gặp đả kích như vậy. Mặc dù Tu La bị vây ở Côn Lôn, không thể nào trở ra, nhưng sự uy hiếp của Tổ Sơn vẫn còn, bọn hắn không thể buông tha cơ hội như vậy, lúc nào cũng có thể đả kích. Đế tử nói,
ta sẽ đích thân xin chỉ thị đế quân, nhưng đế quân xử lý như thế nào, ta không dám hứa chắc. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, vạn đạo thần giáo mãi mãi cũng sẽ là hoàng đạo, vị trí chủ nhân Tây Bắc ai cũng không cướp đi được. Luân hồi bí cảnh. Khương Phàm phối hợp với Hướng Vãn Tình, bọn người Khương Quỳ, dọn dẹp trọn vẹn 7 ngày, cuối cùng đã phân loại xong toàn bộ bảo vật. Trừ 3 vị lão tổ thánh linh thần giáo bị săn giết ra, lại còn phát hiện 6 di cốt thánh linh hoàn chỉnh, đều là thánh tổ trong tổ từ Điêu gia và các gia tộc vừa mới chết mấy chục năm đến mấy trăm năm. Mặc dù không có huyết nhục cùng sinh mệnh, nhưng di cốt hoàn chỉnh chính là bảo vật tốt nhất. Ngoài ra, còn từ tổ từ, bảo điện, cùng trong pháp trận những gia tộc kia thanh lý ra 29 khối thánh cốt, 72 khối bảo cốt bán thánh, cùng mấy trăm khối bảo cốt cao giai niết bàn cảnh, bên trong có xương người cũng có xương thú, đều là từng bị đặc biệt tế luyện, có thể kích phát ra uy lực cường hãn, có thể dùng để luyện hóa hấp thu. Đều là vạn đạo thần giáo lắng đọng xuống từ từ trong thời gian vạn năm. Vẻn vẹn những bảo cốt cùng di thể này đã để bọn người Khương Phàm hưng phấn đến không cách nào tự đè xuống, ngay cả Khương Quỷ đều khô cằn cười toét miệng. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng được chàng diện giáo tôn thần giáo sau khi lấy được tin tức sẽ nổi giận như thế nào, vạn năm tích lũy, thật sự quá khó khăn, kết quả đều bị người khác cuốn đi. Càng tưởng tượng hình ảnh kia, bọn hắn càng hưng phấn. Cảm giác ăn cướp xét nhà là thật tốt. Trừ cái đó ra, Khương Phàm mong đợi chỉnh lý đan dược nhất, cũng không có để hắn thất vọng. 6 viên thánh đan, 13 viên chuẩn thánh đan, gần 100 viên đan dược lục phẩm, hơn 700 viên đan dược ngũ phẩm, đan dược phẩm cấp còn lại tổng số đạt đến hơn 3 vạn viên. Số lượng này chỉ sợ đều muốn đuổi kịp xí thiên giới. Dược Sơn mặc dù bị địa ma thụ nuốt sống, nhưng, Linh Túy Tháp, tọa lạc tại bên trong Dược Sơn lại giữ được dược liệu rộng lượng, nhất là một ít dược liệu quý giá ngay cả đan hoàng cũng đều kích động. Võ pháp vơ vét từ thiên kinh các cùng bảo điện trong các nhà đi ra, đều là tài phú quý giá. Liên quan đến phạm vi, độ cao phẩm cấp, đều muốn vượt qua vạn thế thần triều đã từng trước đây. Dù sao người ta cũng là truyền thừa vạn năm, tích lũy vạn năm, tôn chỉ của vạn đạo thần giáo càng là bao hàm toàn diện. Vừa vặn đợi đến thời điểm tương lai chủ hoạch kiến lập vạn thế thần triều, phong phú đến trong quốc khố. Trừ cái đó ra, nhiều loại vũ khí, linh bảo, cũng đều để cho người ta hoa mắt, cho dù là Hướng Vãn Tình cũng đều có chút chưa thấy qua, cần từ từ nghiên cứu thêm. Nói tóm lại, phất nhanh, thật sự phất nhanh. Sau khi lợi dụng toàn bộ tài nguyên, hoàn toàn có thể để thực lực tổng của bọn hắn hợp tăng vọt hơn 2 lần. Sau đó, Thiên Hậu tự mình chủ trì phong thưởng. Đầu tiên là 3 bộ di thể lão tổ thánh linh. Một bộ cho Khương Qua cùng Long Lân Lôi Mã, ngoài ra còn có Phong Ma Chiến Kỳ. Lấy tư chất thiên phẩm linh văn của Khương Qua, an toàn có thể bằng vào cơ hội này, cường thế bước lên cảnh giới bán thánh. Một bộ cho 4 vị khế ước thú của Thiên Hậu là Kim Bằng, Tô Lăng, còn có Kim Hống cùng Luân Hồi Huyết Sư. Kim Hống cùng Huyết Sư đều là dòng dõi huyết mạch mạnh nhất đời mới của hai tộc, bên trong thánh huyết thánh cốt không chỉ có thể gột rửa huyết mạch, còn có thể để thực lực tổng của bọn chúng hợp nhanh chóng tăng lên. Bộ thứ 3 thì để lại cho Khương Quỳ. Mặc dù Khương Quỳ bởi vì nguyên nhân linh văn, còn không thể tiến vào cảnh giới thánh linh, nhưng sớm chuẩn bị cho hắn. 5 bộ di thể cường giả bán thánh, cùng di cốt 6 thánh linh, thì phân cho Khương Bá, Hướng Vãn Tình, cùng tứ tộc Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Thiên Lôi Điểu. Còn có rất nhiều đan dược ngũ phẩm lục phẩm, cũng đều được Thiên Hậu khẳng khái cho bọn hắn. Linh hồn cùng chiến khu giáo chủ, 29 khối thánh cốt, 70 khối bảo cốt bán thánh, 6 viên thánh đan, 13 viên chuẩn thánh đan thì tạm thời giữ lại, chuẩn bị sau sử dụng này. Hơn 300 khối bảo cốt cao giai niết bàn cảnh, 30.000 viên đan dược ngũ phẩm trở xuống. Số lượng lớn dược liệu bên trong Linh Túy Tháp, còn có mấy chục vạn viên tinh thạch năng lượng trồng chất như núi, thì toàn bộ giao cho địa ma thụ. Địa ma thụ đã thống khoái ăn một bữa tại vạn đạo thần giáo, núi cao cung điện, linh tuyền bảo các, hơn vạn trưởng lão đệ tử thần giáo, bộ phận bảo cốt bảo vật trong 13 tầng pháp trận, nào chỉ là đã no đầy đủ, quả thực là bể bụng. Nhưng Thiên Hậu muốn không phải ăn no, mà là cho địa ma thụ 2 lần trưởng thành, là cảnh giới thánh vương. Nàng tin tưởng địa ma thụ có tiềm lực như vậy, cũng kỳ vọng địa ma thụ có thể mang đến cho nàng vui mừng. Sau khi tất cả đám yêu thú mang theo cảm xúc mênh mông rời khỏi để đi tu luyện, Khương Phàm cùng Thiên Hậu dạo bước trong rừng rậm, thảo luận cục diện trước mắt này. Thiên Hậu nói, nơi này đã bại lộ,
hoàng tộc hoàng đạo thương huyền lúc nào cũng có thể giết tới. Nhưng Tu La xé rách sinh tử lưỡng giới trùng kích, hẳn là có thể tạm thời trấn trụ bọn hắn, trước khi xác định quỷ chủ Côn Lôn bọn họ bắt đầu thảo phạt Tu La, bọn hắn hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, luân hồi bí cảnh có thể an toàn trong 2 tháng, thậm chí dài hơn. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, Tu La lâm thế chiến một trận, mang tới chấn động quá mạnh. Không chỉ là hoàng đạo, còn có hoàng tộc ở các nơi, nhiệm vụ hàng đầu trước mắt chính là tu sửa pháp trận, rót vào càng nhiều bảo khí, đồng thời lưu thủ đầy đủ cường giả thánh linh, tăng cường hệ thống phòng ngự đến cực hạn, để phòng vạn nhất. Dù sao vạn đạo thần giáo gặp phải quá thảm rồi, ai cũng không muốn biến thành kẻ kế tiếp, dù là xác định quỷ chủ U Minh đang trấn áp Tu La, cũng không dám phớt lờ. Cái này chỉ sợ chính là chỗ tốt ngoài định mức mà Tu La dùng một đao bổ sinh tử giới mang tới. Nhưng vấn đề là ở chỗ Tu La nơi đó, có thể chịu được hay không? Khương Phàm tiện tay kéo lấy một cành cây rủ xuống trước mặt. Tính theo 2 tháng qua đi, nên đột phá hẳn là đều có thể đột phá. Bây giờ chúng ta cần nhất là thánh linh cảnh, trừ long cốt cự ngạc ra, còn người có nào hy vọng? Thiên lôi điểu là hậu duệ lôi bằng, đến bán thánh chính là cực hạn, không thể nào sinh ra thánh linh cảnh. Kim hống tộc bây giờ có 2 bán thánh. Nhưng muốn đột phá đến cảnh giới thánh linh, huyết mạch là vấn đề lớn, nhất định phải đạt tới bán huyết trở lên, rất khó. Luân hồi huyết sư, địa long tộc, đều có 1 bán thánh, nhưng chúng nó muốn tiến thánh linh, liền cần thuần huyết, cái này rất khó. 6 viên thánh đan cùng 13 viên chuẩn thánh đan đều có rèn luyện huyết mạch, khi tối hậu quan trọng đều cho chúng nó dùng, liền xem như cứng rắn chồng lên, cũng phải tích tụ ra 1 thánh linh mới, nếu không áp lực sẽ quá lớn. Bọn chúng đều tuổi tác rất lớn, rèn luyện huyết mạch vô cùng khó khăn, ta sẽ tận lực trợ giúp, có thể đột phá thì vui mừng, không thể nào đột phá cũng chỉ có thể nhận. Bây giờ ta coi trọng nhất chính là địa ma thụ, nó thuộc về thụ yêu, không có linh văn hạn chế, đột phá chỉ cần tích lũy đầy đủ năng lượng. Địa ma thụ tương đương với nuốt nửa thần giáo, nếu thực sự không được, vậy thì giao trái tim thánh vương, giáo chủ vạn đạo cho nó. Khương Phàm tin tưởng địa ma thụ có thể mang đến vui mừng, dù sao sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã là thánh linh, bây giờ miễn cưỡng nhét vào tài nguyên rộng lượng, nếu như bây giờ còn không đột phá thì nói không qua. Vấn đề duy nhất là, loại đại thụ khủng bố càng lười biếng như địa ma thụ này, lúc nào có thể tiêu hóa hết những tài nguyên kia, lại là đột phá tại thời điểm gì? Nếu như 2-3 tháng, còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu ngủ 3-5 năm, thậm chí 30-50 năm, bọn hắn liền muốn choáng váng. Xem một chút đi, nếu như không được, đừng nói trái tim thánh vương, coi như muốn toàn bộ chiến khu thánh vương, ta đều muốn cho. Chỉ khi địa ma thụ đột phá đến cảnh giới thánh vương, luân hồi bí cảnh mới có hy vọng thủ vững. Thiên hậu đi đến trên núi đá trước mặt, ngước nhìn bầu trời tại luân hồi bí cảnh. Luân hồi bí cảnh cùng cửu u thâm không quán thông, bên ngoài rất khó giống công thành tiến công, chỉ có thể thông qua vết nứt đi đến xông vào. Đây là ưu thế của chúng ta. Bây giờ luân hồi bí cảnh còn có bao nhiêu vết nứt? Trước đó vẫn đang chữa trị, bây giờ còn thừa lại 5 cái, nhưng chúng ta chỉ có thể lại chữa trị 2 cái nữa, còn có 3 vết nứt khác phạm vi quá lớn, chữa trị không thực tế. Nói cách khác, chờ các phương triển khai vây bắt, chúng ta cần chặn đánh 3 nơi. 3 đầu vết nứt đều rất lớn, trực tiếp xuyên suốt cửu u thâm không, bọn hắn xông vào nguy hiểm cũng sẽ rất lớn. Nhưng tất cả hoàng đạo đều có vũ khí đặc thù, tựa như vạn giới môn như thế, muốn xông vào cũng không khó. Vẻ mặt Khương Phàm nghiêm trọng lên. Nói cách khác, đến lúc đó chúng ta cần phân tán đến 3 khu vết nứt, cưỡng ép cứng rắn chắn lại. Luân hồi huyết sư có thể ảnh hưởng luân hồi, quấy nhiễu cửu u thâm không, toàn tộc bọn chúng có thể đơn độc thủ vững 1 vết nứt. Cho nên ta cho 2 bọn chúng di cốt thánh linh, 2 bộ di thể bán thánh, còn có số lượng lớn đan dược. Hy vọng chúng nó có thể nuôi dưỡng được thánh linh. Coi như không thể, cũng có thể bồi dưỡng 2-3 bán thánh, cùng càng nhiều niết bàn cảnh, để bọn chúng tăng cường quấy nhiễu cửu u thâm không, chặn đánh hoàng đạo xâm lấn. Nếu như địa ma thụ có thể đột phá liền có thể đơn độc trấn thủ 1 vết nứt, kẻ xông vào trực tiếp bị ngăn tại cửu u thâm không. Cứ như vậy có thể điều toàn bộ những yêu thú khác đi đến chỗ vết nứt thứ 3. Mặc dù kim hống, địa long, long cốt cự ngạc chỉ có 3 thánh linh. Nhưng chúng ta còn có 29 khối thánh cốt cùng 72 khối bảo cốt bán thánh, chỉ cần có thể lợi dụng, bán thánh cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra thánh uy,
đỉnh phong niết bàn cảnh cũng có thể phát huy uy lực bán thánh. Đương nhiên, nếu như còn có thể sinh ra thánh linh mới thì không còn gì tốt hơn. Khương Phàm chậm rãi gật đầu. Kiều Anh Tung còn đang trung vực, đều chiêu tới, hẳn là có thể giúp một tay. Thiên Hậu nói, bố trí như thế mặc dù rất mạo hiểm, nhưng khi nói đến đây, chỉ có thể kháng cứng như vậy. Khương Phàm cũng không có biện pháp nào tốt hơn, dù sao số lượng cường giả của bọn hắn có hạn, cường địch phải đối mặt lại đều rất mạnh. Bây giờ mấu chốt liền nhìn địa ma thụ, nếu như nó có thể đột phá đến Thánh Vương, coi như cuối cùng tất cả hoàng đạo đều giết đến, cũng có thể lợi dụng địa ma thụ tranh thủ thời gian rút lui. Thiên Hậu nói, luân hồi huyết sư có thể khống chế mật đạo ra vào U Minh, nếu như cuối cùng thực sự gánh không được, chúng ta sẽ chuyển rời đến U Minh địa ngục. Nhưng đó là dự định bất đắc dĩ nhất, có thể thủ vững vẫn phải thủ vững. Chỉ cần có thể chống đỡ tiếp một năm, Kiều Vô Hối có thể trở về, đến lúc đó có thể tăng cường phòng ngự cho luân hồi bí cảnh, tử thủ đến cùng. Một năm. Khương Phàm nhìn qua bầu trời, tâm tình nặng nề. Đừng nói là một năm, nếu như tất cả hoàng đạo toàn bộ vượt lên đến, ba vết nứt tại luân hồi bí cảnh đều sẽ đứng trước áp lực thật lớn, cho dù có Cửu U Thâm không ngăn cản, cũng là thời khắc đứng trước nguy hiểm bị công phá. Mà, Khương Phàm không biết bầy yêu thú Đại La Sơn kia có đáng tin cậy hay không, lại có thể thủ vững tới trình độ nào. Nếu như thời khắc nguy cơ, bọn chúng lựa chọn từ bỏ, hậu quả khó mà lường được. Thiên Hậu yên lặng nhìn lên bầu trời, mặc dù đã làm tốt quy hoạch, nhưng tương tự, nàng cũng không chắc. Ví dụ như, luân hồi huyết sư đảo loạn Cửu U, rốt cuộc có thể ngăn cản hoàng đạo hay không, lại có thể chống đỡ bao lâu. Ví dụ như, địa ma thụ ngạnh kháng vết nứt, rốt cuộc có thể tử thủ đến cùng hay không. Lại ví dụ như, nếu như các phương lựa chọn liên hợp, càng nhiều cường giả tụ tập đến một vết nứt thì sao? Đây đều là biến cố chiến tranh. Mặc dù nàng có thể dự liệu được, nhưng số lượng cường giả có thể sử dụng trong tay quá ít. Luân hồi bí cảnh, cuối cùng lại bại lộ quá sớm. Nhưng, nàng không hối hận. Khương Phàm nắm tay Thiên Hậu, không có trách cứ, nhẹ giọng hỏi. Chí Tôn Kim Thành có hy vọng mời chào tới hay không? Thiên Hậu chậm rãi lắc đầu. Lúc đầu ta đã nói chuyện cùng bọn hắn, hy vọng có thể bí mật kết minh, bọn hắn xác thực có ý. Nhưng... dưới cục diện này bây giờ chúng ta không có chút phần thắng nào, bọn hắn không thể nào lại cược mệnh cả tộc. Khương Phàm trầm mặc. Đúng vậy, nếu như không có Hứa Như Lai bảo hộ, nương theo oán hận của các tộc Thương Huyền đối với Chí Tôn Kim Thành, thật đúng là có khả năng đầu nhập luân hồi bí cảnh. Nhưng bây giờ Chí Tôn Kim Thành lại dựa vào Phật đạo ảnh hưởng tạm thời an toàn, cũng không có uy hiếp, luân hồi bí cảnh lại không có chút phần thắng nào, bây giờ bọn hắn không có lý do đến đây, cược mệnh, chôn cùng. Như vậy đi, sau khi ta rời khỏi Tổ Sơn, ta sẽ đi Thượng Thương Cổ Thành một chuyến. Một là tìm kiếm thiên mệnh thần thạch, khôi phục uy lực thiên mệnh chiến giới. Hai là hấp dẫn lực chú ý, giảm bớt áp lực cho nơi này. Thuận tiện liên hệ xí thiên giới, lấy dương động kiềm chế thế lực Nam Bộ. Một năm sau đó, chúng ta đều sẽ rất khó, nhưng chỉ cần có thể nhịn đến khi Kiều Vô Hối trở về thì có thể giữ vững vùng chiến trường luân hồi bí cảnh này. Chỉ cần có thể trông coi nơi này. Chúng ta sẽ có nơi sống yên ổn thật sự, lui cũng có thể thủ vững phòng ngự, tiến có thể khiêu chiến Thương Huyền, tĩnh có thể mưu cục thiên hạ, động có thể chinh chiến tám phương. Đến lúc đó, chúng ta có thể quang minh chính đại sinh tồn phát triển, không cần trốn tránh nữa. Thiên mệnh chiến giới thật sự có thể áp chế cao giai niết bàn cảnh. Bây giờ ta là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, có thể bằng vào dung hợp, bản thân, áp chế bát trọng thiên, chờ ta đột phá cảnh giới lại chữa trị thiên mệnh chiến giới. Hẳn là có thể áp chế cửu trọng thiên, thậm chí ảnh hưởng đến cảnh giới bán thánh. Thiên Hậu đưa cho Khương Phàm một cái hộp gấm. Đây là mắt trái kiếp trước của chàng, ta cầm về từ chỗ Tu La, sau khi chàng dung hợp lại đi Thượng Thương Cổ Thành đi. Khương Phàm tiếp nhận hộp gấm, lập tức nghĩ đến mấu chốt. Diêm Bá có điều tra những di cốt hạ lạc kiếp trước của ta không? Đều đang ở trên tay người nào, ai còn đang giữ? Bồi dưỡng thánh linh thật sự quá khó khăn. Yêu thú, nhất định phải là dị thú huyết mạch phi phàm mới có thể chạm đến thánh cảnh. Cho dù là huyền quy, long cốt cự ngạc như thế này, đều cần rèn luyện thuần huyết, còn cần cơ duyên tuyệt thế như Chí Tôn Long Giác. Nhân tộc, nhất định phải là thiên phẩm linh văn, nhưng thiên phẩm như Phượng Mao Lân Giác, chỉ có thể thông qua biến đổi huyết mạch, cưỡng ép tăng lên.
Thời khắc trước mắt Khương Phàm có thể nuôi dưỡng ngoại trừ long cốt cự ngạc, chính là Khương Quỳ. Lấy tình huống của Khương Quỳ, chỉ cần đạt được di cốt liền có thể biến đổi linh văn, lại dùng di thể thánh linh đã chuẩn bị cho hắn kia, hẳn là có thể tùy tiện bước lên thánh linh cảnh. Thiên hậu nói, di cốt của chàng bị thiên khải bách tộc chia cắt, tàn mát tại Cửu Châu Thập Tam Hải, mà bộ phận đều đã luyện hóa. Tại Thương Huyền nơi này, nơi duy nhất còn bảo lưu lấy, hẳn là, vô thượng vương phủ của Xích Thiên Thần Triều cùng Thái Cổ Thần Miếu. Trừ bọn hắn, chính là Thiệu Thanh Duẫn. Trong tay nàng đang nắm bảo cốt thánh vương niết bàn của chàng. Mặc dù không cường đại bằng thời điểm đăng thiên kiều, nhưng tình huống lúc đó. Chính chàng rõ ràng nhất, tương đương với vận dụng toàn bộ di cốt chế tạo cho nàng. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta chỗ này còn có chiến khu đời đầu tiên của hình phù đồ, các người nghĩ biện pháp phá giải mà luyện, cho An Minh Hề. Nàng là ma thụ linh văn, hẳn là có thể có chút liên hệ cùng địa ma thụ. Đến lúc đó nhìn xem có thể phát huy chút tác dụng hay không. An Minh Hề là ai? Bên trong ánh mắt sáng ngời của thiên hậu bỗng nhiên hiện lên ý lạnh. Khương Phàm vội vàng nói. Huyết sát do Kiều Vô Hối bồi dưỡng, đứng vị trí thứ hai, cũng là thê tử của Khương Diễm. Sắc mặt thiên hậu hơi chậm lại. Cảnh giới bây giờ của nàng là gì? Hẳn là tại Cửu Trọng Thiên, tiềm lực vẫn rất lớn. Người bên cạnh Khương Phàm có thể luyện hóa chiến khu của hình phù đồ, giống như chỉ có An Minh Hề. Chỉ là không biết nàng có thể lợi dụng tài nguyên của siêu cấp chiến khu này hay không, nhưng dù gì, cũng hẳn là có thể tới bán thánh. Chàng đi ra bên ngoài ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, không được liều lĩnh, chủ yếu lấy hấp dẫn lực chú ý làm chủ. Sau khi hai người thương lượng đơn giản, tiếp tục noi theo quy củ cũ. Thiên hậu tọa trấn luân hồi bí cảnh. Khương Phàm ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, khác với lúc trước chính là, thiên hậu muốn tiếp nhận áp lực chiến tranh tại luân hồi bí cảnh, Khương Phàm càng phải công nhiên xuất hiện, nghênh chiến cường địch các phương. Mặc dù đều sẽ rất gian nan, nhưng chỉ cần có thể sống qua một năm này, đợi đến khi Kiều Vô Hối trở về, bọn hắn có thể chân chính đứng vững gót chân. Sau năm ngày, Khương Phàm dung hợp thần nhãn, lại phụ trợ thêm 3 viên thánh đan, thành công đột phá hàng rào ngũ trọng thiên. Bước lên niết bàn cảnh lục trọng thiên, Khương Qua đã đột phá đến cảnh giới bán thánh đi cùng hắn, lặng lẽ rời khỏi luân hồi bí cảnh, mang theo Lâm Ngữ Linh chạy tới Tổ Sơn. Khương Bân, Hướng Vãn Tình đều theo sát rời khỏi. Một bên thì đi tìm kiếm bọn người Kiều Anh tung mang về luân hồi bí cảnh. Một bên thì phải tiến về xí thiên giới, Khương Phàm lại lần nữa mang ra, địa hoàng đào thụ, huyết linh bồ đề thụ, vạn độc huyết long, trong thế giới mới giao cho Dạ An Nhiên. Hy vọng có thể mượn nhờ linh khí của những thánh thụ đặc biệt này, tẩm bổ thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên, cũng hy vọng Dạ An Nhiên có thể thông qua thế giới ngũ hành, cung cấp cho những này thánh thụ điều kiện sinh trưởng tốt hơn, thúc ra linh quả. Ai đi ra rồi? Một bóng người già nua đứng trong cái khe mở tối, nhìn qua 3 thân ảnh liên tiếp bay lên không. Hắn chính là lão nô được miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu an bài tới đây truy đuổi theo Khương Phàm, thấy có người rời khỏi luân hồi bí cảnh. Lập tức xem xét chiến khu đời thứ 5 hắn khống chế trong tay, kết quả không có chút phản ứng nào. Hẳn không phải là Khương Phàm, bây giờ hắn còn không kịp trốn đây. Lão nhân lắc đầu, tiếp tục tiềm phục tại trong cái khe, mặc kệ luân hồi bí cảnh muốn chuẩn bị cái gì, nhiệm vụ chủ yếu mà hắn tới chỗ này chỉ là truy đuổi theo Khương Phàm, xác định vị trí cụ thể của Khương Phàm. Tuy nhiên, nhìn thân ảnh dần dần biến mất, hắn vẫn rất ngạc nhiên. Luân hồi bí cảnh chẳng lẽ là đang tìm giúp đỡ sao? Tổ Sơn. Bầu không khí nơi này hơi có vẻ xấu hổ. Sự kiện đại diễn oanh động thiên hạ, Tổ Sơn đầu tiên là tuyên chiến với vạn đạo thần giáo, đưa sát sinh tiễn đi, sau đó lại là đàm phán thất bại, toàn diện động viên, cao điệu tuyên chiến. Ngay cả hoàng đạo chí tôn đều bị tư thế, đổ máu tới cùng, của bọn hắn làm cho kinh động đến, cũng đều nhao nhao ra mặt tỏ thái độ. Thậm chí Cửu Thiên Thần Giáo còn phái tới 2 vị thánh linh. Đại Hạ Hoàng Triều càng động viên cả nước. Nhưng, tại thời điểm bọn hắn huyên náo oanh oanh liệt liệt, muốn huyết chiến đến cùng với vạn đạo thần giáo, tiểu cô nương đại diễn thánh địa người ta lại đẩy ra ngoài một tôn thần từ U Minh địa ngục, một đao bổ vạn đạo thần giáo. Hết thảy, im bặt mà dừng. Toàn Thương Huyền, an tĩnh. Các cao tầng thánh địa tụ tập phía trên Tổ Sơn đều có loại cảm giác bị đè nén khó chịu. Trước đó nhiệt tình tăng vọt, chiến ý cuồn cuộn, lại là ký kết huyết thư, lại là tuyên ngôn hào hùng,
cái tư thế mênh mông kia không thể nghi ngờ là thời khắc kích tình mênh mông nhất của tất cả bọn hắn trong cuộc đời đến nay, kết quả. Kích tình cuồn cuộn sắp phun trào, lại bị cưỡng bức đổ nước dập tắt. Cái cảm giác này tương đối khó chịu, bên trong khó chịu còn mang theo vài phần xấu hổ. Tuy nhiên, sau khi sự kiện phát sinh, ánh mắt của tất cả thánh địa thánh chủ và các túc lão đều nhìn Tô Thiên Sóc cũng thay đổi. Tô Thiên Sóc lại là phụ thân thiên hậu tiền triều. Cái này không giống với quan hệ sư đồ của Vô Hồi Thánh Chủ và Khương Phàm. Sư đồ có thể đoạn, thân tình thì không được. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, Tô Thiên Sóc mãi mãi cũng là phụ thân của thiên hậu, đại diễn thánh địa càng vĩnh viễn là nhà của thiên hậu. Sau này ai còn dám khi dễ Tô Thiên Sóc? Nhưng Tô Thiên Sóc lại không có nghĩ nhiều như bọn hắn, hắn vẫn đắm chìm trong bi thống khi thê tử qua đời, cũng ảo não vì đã rước lấy phiền phức cho Tô Niệm. Mặc dù Tô Niệm mời Tu La bổ vạn đạo thần giáo, nhưng bất luận là thiên hậu, Khương Phàm, hay là Tu La, tình cảnh tiếp theo đều sẽ vô cùng gian nan. Điểm này, hắn vô cùng rõ ràng. Lâm Ngữ Linh trở về. Đại diễn chủ mẫu, Lâm Ngữ Linh đã trở về. Vừa mới trở về, liền đi thẳng đến đỉnh núi. Từng tiếng la dồn dập lên, đánh vỡ sự bình tĩnh buổi sáng sớm. Các cao tầng thánh địa trong đình viện ở các nơi tại Tổ Sơn liên tiếp đi ra, kinh ngạc nhìn qua đệ tử Tổ Sơn đến đây thông báo. Không phải Lâm Ngữ Linh đã chết rồi sao? Không phải Thiên Thu Các đã xác nhận Lâm Ngữ Linh chết tại vạn đạo thần giáo sao? La to, còn thể thống gì? Trở về thì trở lại, không phải hẳn là về nơi này sao? Làm sao còn chạy tới đỉnh núi? Có phải là có chuyện gì hay không? Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, cũng đều nhìn về phía đình viện của Liên minh Thánh địa Tây Bộ ở kia. Ngữ Linh trở về rồi. Tô Thiên Sóc tông cửa xông ra, sau khi xác định mình không nghe lầm, liền bay lên không lao thẳng đến đỉnh Tổ Sơn. Trở về rồi, trước đó không phải nói đã chết rồi sao? Loại chuyện này còn có thể nói đùa. Vô Hồi Thánh chủ theo sát xông lên Tổ Sơn. Thánh chủ và các túc lão của thánh địa khác đều đuổi theo. Diêu Khải Minh đi đến trước điện trên đỉnh núi, kinh ngạc nhìn Lâm Ngữ Linh với sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Không phải đã dùng huyết châu sao? Không phải là bị huyết châu mài chết sao? Làm sao nhìn không ra bất cứ dáng vẻ bị hút gì? Lâm Ngữ Linh cô nương. Diêu Khải Minh nhìn không được hỏi một câu. Lâm Ngữ Linh, gặp qua Diêu trấn thủ. Lâm Ngữ Linh chậm rãi hành lễ. Người đây là vạn đạo thần giáo bị hủy, ta may mắn sống tiếp được. Bọn lúc ấy hắn cho ngươi dùng đan dược điều bổ. Bọn hắn cũng không có lòng tốt kia. Vậy ngươi, ta đã chết đi, lại còn sống. Lúc này, Tô Thiên Sóc và Tô Triệt đã vọt tới đỉnh núi, vừa nhìn thấy Lâm Ngữ Linh, trong chốc lát, đầu đều ông ông lên, toàn thân đều bất chợt nóng lên. Ngữ Linh, Tô Thiên Sóc đều không lo được mọi người đang ở xung quanh, kích động bổ nhào qua ôm chặt lấy nàng. Mẫu thân, Tô Triệt cũng tiến lên, cùng phụ mẫu ôm một chỗ. Lâm Ngữ Linh mông lung hai mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được sự kích động cùng nhớ mong của bọn họ dưới từng cơn run rẩy. Thật sự là nàng. Tất cả thánh chủ, các túc lão liên tiếp đi đến đỉnh núi, thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi. Sau một phen động tình ôm ấp, Tô Thiên Sóc đẩy Lâm Ngữ Linh ra, dò xét trên dưới. Nàng không sao chứ, chỗ nào không thoải mái? Huyết châu còn đang ở trên thân sao? Lâm Ngữ Linh nói. Thiếp đã chết tại thần giáo rồi. Đáng tiếc là Khương Phàm đã dùng bảo dược cứu thiếp về lại. Chết rồi lại còn sống. Khởi tử hồi sinh. Trên đời còn có loại thuốc này. Thiên Thu Các không có tính sai, nàng lúc ấy đã chết thật. Vậy thời điểm nàng được cứu, chẳng phải là đã qua 10 ngày. Lại còn có thể sống sót. Trên đỉnh núi vang lên từng tiếng hít hơi, thuốc cải tử hồi sinh chỉ là nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy qua. Lâm Ngữ Linh nói. Là một loại thuốc đặc thù. Thiếp cũng không phải rất rõ ràng, dù sao cũng là chiêu hồn, là mớm thuốc liền trở lại. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tô Thiên Sóc kích động mà cười, nhưng đôi mắt làm thế nào cũng đều ngăn không được những giọt lệ tuôn rơi. Nửa tháng sinh ly tử biệt này, suýt chút nữa đã đánh sụp hắn, không chỉ có gầy đi ba vòng, trên đầu đều đầy tóc trắng, không còn dáng vẻ phóng khoáng nho nhã bình thường, mà là tiểu tụy suy yếu. Khương Phàm. Vô Hồi Thánh chủ đánh giá hai nam tử bên cạnh Lâm Ngữ Linh, một người gầy gò chút lại càng nhìn càng quen thuộc. Đỉnh núi bỗng nhiên an tĩnh,
tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn sang. Khương Phàm. Sư phụ, phụ thân, đã lâu không gặp. Khương Phàm tháo mặt nạ xuống, thi lễ một cái với Vô Hồi Thánh Chủ cùng Khương Hồng Võ. Sao ngươi lại tới đây? Khương Hồng Võ kích động đi qua. Vô Hồi Thánh Chủ, Dạ Thiên Lan cũng đều vây đi qua, từ biệt nhiều năm, riêng mình bận rộn, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này. Khương Phàm. Tất cả thánh chủ đều thay đổi sắc mặt lại. Bây giờ đã không còn ai lại coi thường vị cuồng đồ đã là người của thánh địa này. Uy danh phần thiên thần hoàng chấn kinh thiên hạ, dẫn phát sóng gió ở Thương Huyền, tất cả hoàng đạo liên hợp đuổi bắt. Hiện nay, thiên hậu dẫn Tu La mạnh mở sinh tử giới, nộ trảm vạn đạo thần giáo, càng đẩy hung danh vị đã từng là chủ nhân thần triều này lên đến cực hạn. Gần đây bọn hắn còn đang nghị luận, Khương Phàm đã có số lượng cường giả nhất định, đã đạt đến độ cao hoàng tộc, nếu như có thể thủ vững ở luân hồi bí cảnh, cuộc chiến báo thù chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, thời kỳ nhạy cảm khi mà ánh mắt thiên hạ đang tề tụ dày đặc ở luân hồi, vậy mà Khương Phàm lại nghênh ngang rời khỏi, còn tới tổ sơn của bọn hắn. Gia hỏa này khẳng định không phải chuyên môn đến đưa Lâm Ngữ Linh, mà là có mục đích khác. Chẳng lẽ, hắn muốn bằng vào quan với Vô Hồi Thánh Chủ cùng Đại Diễn Thánh Chủ, đều kéo toàn bộ tổ sơn lên chiến xa vạn thế thần triều của hắn. Rất nhiều thánh chủ trao đổi ánh mắt, lông mày rõ ràng đang nhíu lại. Trong đầu đều lóe lên lời giống như vậy, không đồng ý. Thánh địa có thể thắng được tôn trọng, dựa vào là tuyệt đối trung lập. Không có người nào dám động thánh địa, cũng dựa vào tuyệt đối trung lập. Tựa như chuyện vạn đạo thần giáo đổ sát Đại Diễn thánh địa, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều tích cực ủng hộ tổ sơn. Có thế lực là vì bảo vệ tổ sơn, không để cho vạn đạo đột kích, có thế lực trực tiếp phái người, hiệp trợ tổ sơn tiến công. Nếu như thánh địa đột nhiên có khuynh hướng nghiêng về thế lực nào đó, có thể hoàn toàn đầu nhập vào thế lực nào đó, không chỉ có mất đi ưu thế trung lập, sẽ còn biến thành uy hiếp trong mắt người khác. Đến lúc đó, tất cả hoàng tộc hoàng đạo cũng không phải ủng hộ tổ sơn, mà muốn liên thủ đạp diệt tổ sơn. Diêu Khải Minh cũng nhíu mày. Mặc dù Khương Phàm đang mang, thương sinh tạo hóa, nhưng thân phận quá đặc thù, nhất là với cục diện trước mắt. Nếu như hợp minh sau bị phát hiện, tất cả hoàng đạo trước tiên sẽ liệt tổ sơn vào cường địch số 1. Dù sao thương sinh cung mang uy hiếp quá lớn, ai cũng không hy vọng đột nhiên sát sinh tiễn nhắm ngay bọn hắn. Khương Phàm cùng Vô Hồi Thánh Chủ, Khương Hồng Võ, Dạ Thiên Lan hàn huyên một lúc, sau đó lại nói với Diêu Khải Minh. Diêu tiền bối chớ khẩn trương. Ta không phải tìm đến phiền phức, chỉ muốn gặp lại lấy lại một thứ. Sắc mặt Diêu Khải Minh hơi chậm. Mời tới bên này. Tất cả thánh chủ cau chặt lông mày, cùng nhau bước về phía trước. Nhưng không chờ bọn hắn mở miệng ngăn cản, Khương Phàm đã nói. Không cần, cứ bàn bạc ngay ở chỗ này. Tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng, miễn cho người ta hiểu lầm có giao dịch gì đặc biệt. Cũng tốt, người muốn cái gì? Diêu Khải Minh ho nhẹ vài tiếng. Là mình chột dạ. Cũng không phải muốn cái gì, thật muốn tính toán ra, có lẽ còn là ta đang giúp tổ sơn bận bịu. Giúp chúng ta bận bịu. Vạn đạo thần giáo tàn bạo bất nhân, đồ sát Đại Diễn thánh địa, đây là mạo phạm liên minh thánh địa toàn Thương Huyền, cũng là mạo phạm tổ sơn, ta nghe nói tổ sơn đã làm ra đáp lại, muốn tiếp tục đối kháng tiếp cùng vạn đạo thần giáo. Thương sinh cung sẽ còn khởi động không định kỳ, bắn giết cao tầng vạn đạo thần giáo. Ta vô cùng đồng tình trước chuyện Đại Diễn thánh địa gặp phải, cũng vô cùng hiểu tổ sơn tức giận, tin tưởng tổ sơn khẳng định sẽ ở tiếp tục đả kích đám hỗn đản vạn đạo thần giáo kia sau đó. Nhưng, ta vừa mới nhận được tin tức, đám thánh linh vạn đạo thần giáo may mắn còn sống sót kia lại mang theo, vạn giới môn. Nếu như lọt vào đả kích, bọn hắn có thể mạnh mở vạn giới môn, di chuyển thế công. Cho nên suy đi nghĩ lại, ta quyết định mạo hiểm lấy thân làm mồi. Dẫn dụ cao tầng vạn đạo thần giáo truy sát ta. Các ngươi cho ta một viên huyết châu như thế có thể ghi chép tình huống xung quanh, một khi bọn hắn lộ diện, ta muốn chia tách bọn hắn, sau đó chờ đúng thời cơ, liên hệ tổ sơn, để cho các ngươi khởi động thương sinh cung, tinh chuẩn đánh giết thánh linh không trong phạm vi bảo hộ của vạn giới môn kia. Khương Phàm khẳng khái nói một phen, đỉnh núi liền lâm vào an tĩnh. Sắc mặt của tất cả thánh chủ đều trở nên quái dị. Vị thần hoàng này, thật không biết xấu hổ. Rõ ràng muốn mượn tay tổ sơn, oanh sát vạn đạo thần giáo, vậy mà lại đường hoàng nói cái gì mà đặt mình vào nguy hiểm, là trừ hại cho tổ sơn.
Lúc đám người đang nhúc nhích bờ môi, muốn mở miệng nói chuyện, Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó chậm rãi gật đầu, cảm động nói. Khương công tử lại nguyện ý nhắc lên nguy hiểm tính mạng, trợ giúp Tổ Sơn báo thù, thật sự là đại nghĩa nhân ái, ta nghĩ các vị thánh chủ đều sẽ ghi nhớ trong lòng, Diêu Trấn thủ chúng ta cũng cảm động đến rơi nước mắt. Khương Phàm khiêm tốn nói. Đâu có, tổ địa thương huyền bảo vệ dân chúng, lẽ ra nên nhận dân chúng tôn trọng, Khương Phàm ta là một phần của dân chúng, có thể có cơ hội hồi báo Tổ Sơn, cũng là vinh hạnh. Tổ Sơn có thể có người như Nghị công tử thế này ủng hộ, thật sự là phúc của Tổ Sơn, phúc của Thánh Địa. Thương huyền đại lục có thể có Thánh Địa bảo vệ, cũng là phúc của dân chúng. Dân chúng chúng ta, sẽ tận sức mọn. Đặt mình vào nguy hiểm, cũng không chỉ là sức mọn, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, mấy người có thể làm được hy sinh nghĩa lớn. Nghị công tử, ta kính ngươi. Hãy kính Tổ Sơn, đại diễn gặp nạn, Tổ Sơn có thể lập tức lên cung, nổ bắn vạn đạo thần giáo, hành động của Tổ Sơn, Thánh Địa an tâm. Thánh Địa bảo vệ dân chúng, Tổ Sơn thủ vệ Thánh Địa, là chuyện đương nhiên. Hai người ngươi một lời ta một câu, không chỉ có khen Khương Phàm đến thiên hoa loạn trụy, cũng đưa địa vị Tổ Sơn giá lâm đến chỗ cao. Nói đến chỗ tình thâm, Vô Hồi Thánh Chủ cũng rung động rơi lệ, Khương Phàm thì kích tình bành trướng. Bọn người Ngụy Thiên Thu đều nghe không nổi nữa, ở phía sau liên tục ho khan, đùa giỡn qua. Sốc nổi. Tất cả thánh chủ chuẩn bị mở phun những lời kia liền bị lăn lại trong cổ họng, cưỡng bức nuốt xuống, cứ việc biết rõ hai người diễn kịch, nhưng chính là chen miệng vào không lọt. Ngay cả Diêu Khải Minh đều run rẩy khóe mắt, mặt cũng đỏ lên, liên tục nói vài tiếng hổ thẹn. Khương Phàm mỉm cười hỏi Diêu Khải Minh. Diêu tiền bối, xin hỏi Tổ Sơn có thứ mà ta cần không? Diêu Khải Minh thật muốn nói là không, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn biến thành. Thật sự là phiền phức Nghị công tử, chúng ta nơi này có linh chỉ đặc chế, dùng máu tươi viết chữ, cũng sau khi đốt cháy trong bát ngọc, sẽ kịp thời hiện đến trên tế đàn Tổ Sơn. Nhất định phải dùng máu tươi viết chữ, cũng nhất định phải đốt cháy bên trong bát ngọc. Linh chỉ là cần máu tươi phát động pháp trận ở phía trên, bát ngọc thì tương đương với tế đàn không gian, trực tiếp sinh ra liên hệ cùng Tổ Sơn. Khương Phàm hài lòng nói. Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Diêu tiền bối cho ta một sấp, ta cam đoan chỉ dẫn rõ ràng cao tầng cho các ngươi vạn đạo thần giáo, các ngươi chỉ cần ngồi tại đỉnh núi, chờ tin tức của ta là được. Ta đốt giấy ai, các ngươi liền giết người đó, cam đoan đánh giết từng kẻ trong bọn hắn. Tử Vi Thánh Chủ nhúc nhích răng môi, thực sự nhìn không được, muốn ngăn cản Khương Phàm, nhưng Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó lại nhìn chằm chằm vào hắn, không chờ hắn mở miệng, trước đã đi qua chặn lại. Ngươi xem Tử Vi Thánh Chủ một chút. Kích động đến miệng đều run run, khẳng định là miệng đầy lời cảm kích nói không nên lời. Lãnh Thánh Chủ, đừng nói nữa, đều hiểu, đều ở trong lòng. Sắc mặt Tử Vi Thánh Chủ âm trầm, quả thực đã ngừng lại. Diêu Khải Minh ra hiệu trưởng lão ở sau lưng đi lấy linh chỉ, nói. Linh chỉ chế tạo khó khăn, cũng cần vật liệu quý giá, chúng ta nơi này chỉ có 6 tấm, Nghị công tử quý giá lấy dùng. Vô Hồi Thánh Chủ ở bên cạnh cười nói. Ngươi xem một chút, đều để Diêu Trấn thủ chúng ta kích động thành dạng gì, số đều nói không rõ ràng. Vị trưởng lão kia, Trấn thủ nói sai, là 17 tấm. Tổ Sơn các ngươi còn có 17 tấm, lần trước ta dùng đã đếm qua. Diêu Khải Minh lập tức trừng mắt qua, Vô Hồi Thánh Chủ mỉm cười. Không khách khí. Diêu Khải Minh quay đầu phân phó. Là 17 tấm, thu hồi lại. Trưởng lão kia thấp giọng nói. 17 tấm. Đều không thừa một tấm sao? 13 tấm, nhanh đi. Diêu Khải Minh đang bình phục tâm tình, Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó lại bổ vào một đao. Nghị công tử hy sinh cho Tổ Sơn lớn như vậy, Tổ Sơn hẳn là cho chút phản hồi. Người ta tới hỗ trợ là đại nghĩa, chúng ta không thể nào xem là đương nhiên nha. Ha ha, đúng, ha ha. Diêu Khải Minh cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta cũng không cần phản hồi. Có thể làm việc vì Tổ Sơn, là vinh hạnh của ta. Khương Phàm cười đến mức vô cùng sán lạn, Thánh Chủ thật hiểu ta. Diêu Khải Minh thoáng thở phào, theo lễ phép cùng tố dưỡng, hắn theo bản năng lại khách khí một câu. Có gì cần cứ mở miệng, ngươi là phải trực tiếp đối mặt với Thánh Linh Thần Giáo, quá nguy hiểm. Vô Hồi Thánh Chủ thuận miệng đuổi theo. Ngươi xem một chút, Diêu Trấn Thủ là thành tâm cho, Khương Phàm à, ngươi vẫn phải nhận ít đồ đi. Nếu không phải vậy,
lương tâm trấn thủ chúng ta thật sự bị làm khó dễ đấy. Diêu Khải Minh liếc nàng một cái, còn chưa xong sao? Khương Phàm cố ý chần chờ một lát, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thương Sinh Cung ở xa xa, cao tới 3.000 trượng, nặng đến cả ngàn tấn, tản ra mê quang ngập trời, thừa nhận chúng sinh cầu nguyện. Sau đó, hắn mỉm cười với Diêu Khải Minh. Ngài nhìn xem. Diêu Khải Minh đã hiểu ý Khương Phàm, tiểu tử này muốn chúc phúc thạch. Chúc phúc thạch là vật liệu chủ yếu để rèn đúc Thương Sinh Cung, cũng là nền tảng phía dưới tế đàn nguy nga. Dân chúng cầu nguyện có thể không ngừng liên tục hội tụ đến nơi này, cũng là nhận chúc phúc thạch hấp dẫn. Phù sinh hội có thể rèn đúc thành Thương Sinh Cung giả, cũng là bởi vì may mắn tìm được mấy khối chúc phúc thạch. Mà trên tay Khương Phàm vừa vặn có một cái Thương Sinh Cung phỏng chế, cho nên mục đích khác mà Khương Phàm tới đây, không cần nói cũng biết. Thậm chí có thể nói, Khương Phàm chính là chạy tới vì chúc phúc thạch. Ngươi chờ một lát, ta suy nghĩ một chút. Diêu Khải Minh cùng Khương Phàm đụng đụng ánh mắt, cáo lui rời khỏi. Diêu tiền bối thật sự quá khách khí, tùy tiện cho chút là được, tuyệt đối không nên quá tốn kém. Khương Phàm hô to hai tiếng, nhìn các thánh chủ và túc lão thánh địa cười nói phía sau một. Các vị, hân hạnh. Sắc mặt của tất cả thánh chủ rất khó coi, ai cũng biết bọn hắn bị chơi xỏ, nhưng một trận nhân ái đại nghĩa đã đội mũ lên cả đỉnh núi, bọn hắn thật không thể phản bác gì, cũng thật sự là không có khẩu tài như vô hồi thánh chủ được. Mà, bọn hắn chỉ là cao điệu tuyên chiến vạn đạo thần giáo, còn không có chân chính làm những gì, một đao bổ vạn đạo thần giáo đó là do Tu La làm, không liên quan cùng Tổ Sơn. Tổ Sơn vẫn cần tiếp tục khai chiến với vạn đạo thần giáo. Từ điểm này mà nói, có người đến giúp đỡ, bọn hắn hẳn là nên hoan nghênh. Nhưng ai đến không tốt, hết lần này tới lần khác lại là Khương Phàm. Nếu như xử lý không tốt, rất dễ dàng để bên ngoài hiểu lầm là Khương Phàm đang hợp tác cùng Tổ Sơn, thậm chí là Tổ Sơn cố ý ủng hộ Khương Phàm. Hậu quả nghiêm trọng càng không thể mong muốn. Không lâu sau đó, Diêu Khải Minh trở về. Mang theo một cái hộp gấm, đưa tới trên tay Khương Phàm. Đây là 5 viên tinh thạch không gian, thời điểm gặp được nguy hiểm cưỡng ép đánh nát, có thể hình thành bình chướng không gian, ngăn cản uy hiếp, cũng có thể chuyển rời ngươi đến nơi khác. Ngài khách khí. Khương Phàm tiếp nhận hộp gấm, khóe mắt liếc qua liếc mắt Thương Sinh Cung nơi xa. Là chúc phúc thạch ta muốn sao? Diêu Khải Minh cũng liếc mắt đến nơi đó. Là chúc phúc thạch. Những thánh chủ khác không biết chuyện Khương Phàm đang mang, chúng sinh tạo hóa, còn tưởng rằng bên trong thật sự đựng tinh thạch không gian gì đó. Chờ sau khi trưởng lão Tổ Sơn lấy, giấy vàng, cùng, bát ngọc ra, Khương Phàm lại vui vẻ nhận lấy. Ta không ở nơi này phiền phức các vị, chờ tin tức tốt của ta. Đúng rồi, phương hướng của Thương Sinh Cung, đến Thượng Thương Cổ Thành, ta sẽ nghĩ biện pháp mang theo bọn hắn đến nơi đó. Ngươi muốn đi Thượng Thương Cổ Thành. Thế nào, sát sinh tiễn không đánh vào được. Theo ta hiểu rõ, năng lượng của sát sinh tiễn là năng lượng cầu nguyện, không phải uy lực tự nhiên, có thể không nhìn pháp trận phòng ngự, trực tiếp đánh trúng mục tiêu. Bình thường pháp trận có thể không nhìn, nhưng một ít pháp trận rất mạnh, vẫn có thể chống đỡ. Ý của ngươi là, sát sinh tiễn không đánh vào Thượng Thương Cổ Thành được. Bình chướng tại Thượng Thương Cổ Thành đã yếu đi rất nhiều, hẳn là có thể đánh vào, nhưng hiệu quả không biết sẽ như thế nào. Cách 50 vạn dặm đều có thể đả thương Thánh Vương, Thượng Thương chỉ cách xa 10 vạn dặm, coi như suy yếu, cũng có thể sát Thánh, ta tin tưởng các ngươi. Khương Phàm nhìn quanh toàn trường, ý là, có thể giết hay không, còn không phải nhìn các ngươi có thể toàn lực ứng phó hay không. Diêu Khải Minh nói, Thượng Thương Cổ Thành là Thánh Địa nhân tộc, ý nghĩa đặc biệt, chúng ta không muốn tùy tiện mạo phạm. Nếu có thể, ngươi vẫn nên đi ra bên ngoài chỉ dẫn. Không có pháp trận ngăn cản, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Các ngươi cứ chờ ta tin tức, các vị, tạm biệt. Sau khi Khương Phàm rời khỏi, Tử Vi Thánh chủ trầm mặt nói. Siêu trấn thủ, ngài rất rõ ràng thân phận của Khương Phàm bây giờ, nói là thiên hạ công địch đều không chút quá đáng nào, ngài hợp tác cùng hắn như thế này, thật thích hợp sao? Siêu Khải Minh nhìn bóng lưng Khương Phàm xuống núi, thản nhiên nói. Lãnh Thánh chủ, ngươi phải hiểu rõ một chuyện. Khương Phàm không phải thiên hạ công địch, mà là kẻ địch của 12 hoàng đạo. Sở dĩ là kẻ địch, cũng không phải Khương Phàm làm chuyện thương thiên hại lý, mà là bọn hắn coi Khương Phàm thành uy hiếp, là sợ sệt, là trả thù. Tử Vi Thánh chủ há to miệng, vậy mà đã bị chế trụ.
Những thánh chủ khác đều sửng sốt một chút, a, à, là có chuyện như vậy sao? Giống như thật sự có chuyện như vậy. Khương Phàm sở dĩ bị đả kích, bị vây bắt, không phải bởi vì bây giờ đã làm cái gì, mà là đã từng làm cái gì. Cũng không liên quan tới uy hiếp dân chúng, mà là uy hiếp 12 hoàng đạo. Diêu Khải Minh tiếp tục nói. Khương Phàm đã từng là chủ nhân Thương Huyền, cũng từng dẫn đầu Thương Huyền nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn vẫn là hộ giả Thương Huyền, chúng sinh Thương Huyền không nên hận hắn, càng không nên e ngại hắn. Chúng ta coi như thật sự hợp tác cùng Khương Phàm, cũng không thể quở trách quá nhiều. Vô Hồi Thánh chủ nhìn Diêu Khải Minh thật sâu, lão đầu nhi này lại có thể nói ra lời như vậy, thật chẳng lẽ muốn hợp tác cùng Khương Phàm. Khương Hồng Võ âm thầm kinh ngạc, cũng có chút phấn chấn, nếu như Diêu Khải Minh thật sự có khuynh hướng nghiêng về Khương Phàm, đối với phát triển tương lai của Khương Phàm sự thật là quá quan trọng. Diêu Khải Minh tiếp tục nói, Tổ Sơn chúng ta có nghĩa vụ để chúng sinh hiểu được hiện thực, không nên bởi vì 12 hoàng đạo coi Khương Phàm là kẻ địch, mà để cho tất cả đều coi Khương Phàm là kẻ địch. Tử Vi Thánh chủ nói, nhưng bây giờ Khương Phàm đắc tội 12 hoàng đạo, nếu như ngài đứng ở bên Khương Phàm, chẳng khác nào đắc tội 12 hoàng đạo. Nếu như 12 hoàng đạo xem Tổ Sơn như uy hiếp, chuyện muốn làm đầu tiên chính là hủy đi Thương Sinh Cung. Ta chưa hề nói muốn đứng ở bên ai, chỉ là nhắc nhở các vị thánh chủ không nên nói cái gì, thiên hạ công địch nữa, càng không nên coi Khương Phàm là kẻ địch. Nếu như Khương Phàm đốt giấy ở trước mặt mọi người, chẳng khác nào nói cho 12 hoàng đạo, ngài đang giúp hắn. Bây giờ chúng ta đều có thể lại lần nữa thông cáo thiên hạ. Tiếp tục kéo dài chiến tranh cùng vạn đạo thần giáo, cũng xin mời chúng sinh thiên hạ kịp thời phản ứng vị trí vạn đạo thần giáo với Tổ Sơn. Ngoài ra, còn có thể điều động một bộ phận đệ tử ra ngoài tìm kiếm các cường giả vạn đạo thần giáo, làm dáng một chút. Mọi việc hành động như thế, đều là che giấu rất tốt. Coi như đến lúc đó Khương Phàm có chỉ dẫn, chỉ cần không công khai bại lộ hành vi đốt giấy, tất cả hoàng đạo sẽ không biết là chúng ta đang cùng Khương Phàm hợp tác. Diêu Khải Minh, ngài đang chơi với lửa. Tử Vi Thánh chủ nghe ra ý tứ, đây không phải che giấu, rõ ràng muốn trợ giúp Khương Phàm. Lãnh Thánh chủ, người ở đâu ra lửa giận? Vạn giới môn có thể hình thành không gian loạn lưu, vạn vẹo sát sinh tiễn, chúng ta mù quáng đả kích, không thể nghi ngờ chính là lãng phí lời cầu nguyện của dân chúng, lãng phí tinh lực của chúng ta. Khương Phàm nguyện ý giúp chúng ta chỉ dẫn vạn đạo thần giáo, có gì không ổn? Ta nói chính là thái độ của ngài. Ngài hợp tác cùng Khương Phàm chính là đang mạo hiểm, là đang tiêu hao tín dự mà Tổ Sơn tích lũy, càng đang đẩy Tổ Sơn đến tình cảnh nguy hiểm. Một khi bị người khác phát hiện, 12 hoàng đạo lúc nào cũng có thể đạp diệt Tổ Sơn. Mặc dù bọn hắn nguyện ý nhìn thấy chúng ta đả kích vạn đạo thần giáo, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy Thương Sinh Cung của Tổ Sơn là được Khương Phàm sử dụng. Ta không để ý báo thù cho đại diễn thánh địa, nhưng chúng ta có thể dùng cách của chính chúng ta. Một phương thức không có chút liên lụy nào cùng Khương Phàm. Tử Vi Thánh chủ càng nói càng kích động, trực diện rằng co với Diêu Khải Minh. Tôn chủ Bắc Bộ, Thánh chủ Thiên Lân Thánh Địa cũng nói. Khương Phàm xuất thân từ Vô Hồi Thánh Địa, Thiên Hậu lại xuất thân từ Đại Diễn Thánh Địa, bên ngoài khó tránh khỏi sẽ sinh ra suy đoán đối với thái độ của Liên Minh Thánh Địa chúng ta, tại thời kỳ này, chúng ta càng nên tránh hiểm nghi. Ta cũng nguyện ý báo thù cho Đại Diễn Thánh Địa. Lấy chính tư thái Tổ Sơn, nhưng hợp tác cùng Khương Phàm. Đúng là chơi với lửa. Diêu Khải Minh nói. Ta vừa mới nhắc nhở qua các ngươi, Khương Phàm chỉ là kẻ thù của hoàng đạo, không phải kẻ thù của dân chúng. Chúng ta hợp tác cùng Khương Phàm, không có gì đáng trách. Tử Vi Thánh chủ đưa tay chỉ đến Diêu Khải Minh, nghiêm túc nói. Ngươi là đang biện hộ. Ta cũng nói rất rõ ràng, chúng ta không phải sợ dân chúng hiểu lầm, mà phải đề phòng hoàng đạo. Một khi thế đứng trong chúng ta phát sinh sự trách đi, hậu quả khó mà nói được. Diêu Khải Minh, ngươi là người trấn thủ Tổ Sơn, ngài có quyền tại thời kỳ đặc thù quyết định thái độ Tổ Sơn, nhưng ngươi phải phụ trách vì hành động của mình. Một khi quyết định của ngài nghiêm trọng tổn hại đến Tổ Sơn, thậm chí là an toàn của tất cả Liên Minh Thánh Địa Thương Huyền, thánh chủ chúng ta có tư cách liên danh bãi miễn ngươi, lập trấn thủ khác. Diêu Khải Minh quay người nghiêm túc nhìn hắn. Vào cái ngày Diêu Khải Minh ta kế nhiệm vị trí trấn thủ Tổ Sơn đó, ta đã từng tuyên thệ bảo vệ di huấn tiên tổ, thủ vệ an nguy thánh địa Thương Huyền. Rất tốt, nếu ngươi đã nhớ kỹ liền phải phụ trách tới cùng. Nếu như nổi lên ngoài ý muốn, chúng ta liên danh bãi miễn ngươi.
Tử Vi Thánh Chủ hừ một tiếng, giận dữ rời khỏi, nhưng đi không bao xa, bên cạnh lại bay ra một lời nói nhỏ. Điều kiện lập trấn thủ khác, có phải ưu tiên thánh linh hay không? Có phải ta có cơ hội hay không? Đám người tìm theo tiếng trông qua, sắc mặt lập tức đặc sắc. Là Vô Hồi Thánh Chủ. Tử Vi Thánh Chủ đều ngừng bước, lông mày dần dần nhíu lại. Dựa theo tổ huấn, nếu như người trấn thủ Tổ Sơn làm trái với quy củ Tổ Tông, hoặc là một ít quyết định xuất hiện sai lầm trọng đại, đưa Tổ Sơn thậm chí liên minh thánh địa gặp nguy nan, tôn chủ bốn phương cùng tứ đại thánh chủ thánh địa trung ương, sẽ có quyền lợi liên danh đưa ra bãi miễn. Nhưng, địa vị Tổ Sơn đặc thù, không thể một ngày không chủ, muốn bãi miễn trấn thủ liền cần tân nhiệm trấn thủ lập tức kế nhiệm để tránh xuất hiện quyết sách thời gian trống, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Tại loại tình huống này, nếu như trong thánh địa Thương Huyền có cảnh giới thánh linh, cần cân nhắc đầu tiên. Nếu như vị này thánh linh có thể được một nửa ủng hộ liền có thể lập tức kế nhiệm. Nếu như lại có tiền nhiệm cho phép, chỉ cần từ trong 8 phiếu đạt được 3 phiếu liền có thể kế nhiệm. Nếu như không có thánh linh, thì cần phải chọn lựa trong bán thánh, điều kiện càng trở nên hà khắc. Bây giờ bên trong liên minh thánh địa còn không có vị thánh linh thứ hai, nhưng đã có 5 vị bán thánh. Phân biệt thuộc về 4 thánh địa trung ương, còn có Vô Hồi Thánh Chủ. Nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh này lại đã biến đổi linh văn đến không thể tưởng tượng nổi, bước vào cảnh giới bán thánh. Nguyên nhân có thể hoàn thành dị biến linh văn, có thể là một loại bí bảo nào đó mà Khương Phàm lấy được từ bên trong Thượng Thương Cổ Thành, theo bọn hắn quan sát, có thể là xương cột sống của Thái Võ Nhân Hoàng. Bởi vì Vô Hồi Thánh Chủ càng ngày càng có tư thái nữ hoàng, không chỉ là uy nghi, càng quan trọng hơn là trong lúc vô hình lại tràn ngập khí thế. Muốn nói trong 5 vị bán thánh ai càng có hy vọng bước lên thánh linh, không thể nghi ngờ, chính là Vô Hồi Thánh Chủ. Sắc mặt Tử Vi Thánh Chủ dần dần khó coi, nếu quả như thật bãi miễn Diêu Khải Minh, chẳng phải muốn Vô Hồi Thánh Chủ tới trấn thủ. Nghĩ tới đây, Tử Vi Thánh Chủ lại dùng mình một cái. Không chỉ có Tử Vi Thánh Chủ dùng mình một cái, tất cả thánh chủ thánh địa đều cảm thấy lạnh người. Nếu con mụ điên kia tiếp quản Tổ Sơn, còn đến mức nào? Không chỉ có Thương Huyền sắp điên, bọn hắn đều có thể điên. Diêu Khải Minh đều chau mày, không thể, tuyệt đối không thể để Vô Hồi Thánh Chủ tiếp quản Tổ Sơn, nếu không toàn Thương Huyền đều muốn sôi trào. Khi bầu không khí kiềm chế càng quái dị hơn đang bao phủ Tổ Sơn, Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên quay người rời khỏi, bước chân vội vàng. Diêu Khải Minh gọi, Vô Hồi Thánh Chủ, người muốn bế quan, xông vào Thánh Linh Cảnh. Vô Hồi Thánh Chủ càng chạy càng nhanh, lại lập tức bay ra ngoài. Thánh Chủ, ngài quá rõ ràng, Diêu trấn thủ người ta còn không có lui. Bọn người Ngụy Thiên Thu vội vàng đuổi theo. Cơ hội, luôn luôn để cho người có chuẩn bị, ta phải thường xuyên chuẩn bị. Giọng Vô Hồi Thánh Chủ từ xa xa bay tới, kích thích các thánh chủ khóc không ra nước mắt. Diêu trấn thủ ngàn vạn lần phải thận trọng. Thái Huyền Thánh Chủ, Hạo Thương Thánh Chủ. Hai vị thánh chủ thánh địa trung ương vội vàng nhắc nhở Diêu Khải Minh, ngươi có thể ngàn vạn lần không thể nào lui được, chúng ta thật chịu không được con mụ điên kia. Ta kính sợ tiên tổ, tuyệt đối sẽ không vi phạm nguyện vọng của tiên tổ. Diêu Khải Minh tỏ thái độ rất mịt mờ, sở dĩ hắn cân nhắc trợ giúp Khương Phàm, là bởi vì Khương Phàm đã đạt được truyền thừa mà bọn hắn cần, cũng chỉ có truyền thừa như Khương Phàm mới có thể để Thương Sinh Cung phát huy đến cực hạn. Nhưng tình huống bây giờ phức tạp lại nghiêm trọng, hắn thực sự không thể nói rõ cùng những thánh chủ này, chỉ có thể yên lặng tự mình gánh lấy. Tử Vi Thánh Chủ nghiêm mặt trở lại đình viện của mình. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diêu Khải Minh phát điên cái gì, hắn biết rất rõ ràng Khương Phàm cùng Vô Hồi Thánh Chủ là đang diễn kịch, cũng biết mục đích thật sự của Khương Phàm mà lại còn giả vờ ngây ngốc phối hợp. Cuối cùng lại còn tiếp nhận yêu cầu của Khương Phàm, phối hợp đả kích Vạn Đạo Thần Giáo. Hắn không phản đối đả kích Vạn Đạo Thần Giáo, nhưng không đồng ý cách làm như vậy. Không được, không thể để cho Diêu Khải Minh làm sằng làm bậy. Tử Vi Thánh Chủ đứng dậy, gọi thúc lão Tâm Phúc phía ngoài đi vào. Sắp xếp người đến biên cảnh Nam Cương Xích Thiên Thần Triều thả tin tức, liền nói Khương Phàm hư hư thực thực xuất hiện tại Thượng Thương Cổ Thành. Thánh Chủ, ngài muốn trước khi Vạn Đạo Thần Giáo truy sát đến Khương Phàm, để Xích Thiên Thần Triều hết giết hắn trước. Bây giờ tất cả hoàng đạo đều bị trấn trụ, kẻ có quyết tâm có đảm lượng truy sát Khương Phàm, thuộc về Xích Thiên Thần Triều đầu tiên. Nhưng, tại thời điểm ngươi giải tin tức, tuyệt đối không được để bại lộ thân phận chúng ta,
cũng phải nói hư hư thực thực về tung tích Khương Phàm, đừng làm cho quá rõ ràng. Thánh chủ yên tâm, ta mang mấy đệ tử của mình đi qua. Phải nhanh, bây giờ Khương Phàm đến Thượng Thương Cổ Thành, cũng không chỉ đơn giản là dẫn dụ vạn đạo thần giáo như vậy, ta hoài nghi hắn còn có mục đích khác. Sau khi Khương Phàm rời khỏi Tổ Sơn không lâu, Tổ Sơn lần nữa tuyên cáo thiên hạ. Mối thù đại diễn, không đội trời chung, Tổ Sơn báo thù đến cùng. Thần giáo bất diệt, thánh chiến không ngớt, xin mời dân chúng truy tung thánh linh của vạn đạo thần giáo ở bên ngoài, chỉ dẫn cho Thương Sinh Cung, hoàn thành đả kích tinh chuẩn. Lời tuyên cáo bá khí, chấn kinh thương huyền. Khi tu la nộ phách vạn đạo thần giáo, tất cả lực chú ý đều bỏ vào trên thân thiên hậu cùng Khương Phàm. Đối với chuyện đại diễn thánh địa gặp phải mà nói, đây đều xem như là trận báo thù tàn khốc nhất, cũng không có xem Tổ Sơn như chuyện gì. Ai cũng không nghĩ tới dưới tình huống này, vậy mà Tổ Sơn lại tiếp tục bảo vệ tuyên ngôn chiến tranh trước đó của mình, còn muốn tiếp tục đả kích đối với vạn đạo thần giáo. Đối với vạn đạo thần giáo mà nói, đây không khác sát muối vào vết thương. Không có pháp trận bảo vệ, bọn hắn cơ hồ không chỗ có để trốn, chỉ cần sát sinh tiễn khóa chặt bọn hắn liền có thể đánh giết từng kẻ. Tuy nhiên các phương nghĩ lại, đây tựa hồ là Tổ Sơn đang bảo vệ danh dự mình, thật giống như đang nói, thiên hậu báo thù, đó là chuyện riêng của thiên hậu, đối với Tổ Sơn mà nói, vạn đạo thần giáo đạp diệt tôn chủ Tây Bộ bọn hắn, Tổ Sơn liền phải dùng phương thức của mình đến đả kích. Cửu Thiên Thần Giáo, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, đều cao điệu ủng hộ quyết nghị của Tổ Sơn. Tức là có thể đả kích vạn đạo thần giáo, còn không cần tự mình động thủ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Đương nhiên muốn duy trì. Thượng Thương Cổ Thành. Khương Phàm một lần nữa về tới chiến trường mà mình đã từng điên cuồng qua này. Tường thành nguy nga vẫn cao vút ở trong mây, ánh sáng sôi trào lên càng giống như đại dương mênh mông, rọi khắp mấy vạn dặm núi sông tại trung vực. Nhưng sau khi bị tất cả hoàng đạo tiếp tục tàn phá, cửa thành đã bị trọng thương, phòng ngự yếu bớt trên diện rộng, đối với áp chế võ giả đi đến cũng không còn mãnh liệt như vậy. Phổ biến có thể đặt ở lục trọng thiên trở xuống, cảnh giới bán thánh, chỉ có thể áp chế đến bát trọng thiên, thánh linh cảnh miễn cưỡng áp chế duy trì tại bán thánh. Tuy nhiên bầu không khí trong thành ngược lại an tĩnh hơn rất nhiều, không táo bạo giống như trước đó. Dù sao thứ nên đào cũng đều đã đào ra hết rồi. Tất cả thế lực cấp hoàng đạo sớm đã lần lượt rút lui, chỉ có rất nhiều tán tu cùng thế lực bình thường du đãng ở bên trong, hy vọng có thể đụng phải vận khí tốt. Tất cả người vào thành, đều sẽ bị ánh sáng trong cửa thành bao phủ. Thiên mệnh thần thạch giấu ở trong cửa thành sao? Khương Phàm đứng trong cửa thành bừa bộn, cẩn thận quan sát đến những vết nứt đổ xuống kia. Đan Hoàng ở trong ý thức Khương Phàm nói. Thiên mệnh chiến giới của ngươi không có phản ứng sao? Khương Phàm móc móc trong góc khe hở, nói. Thời điểm còn chưa có tới gần cổ thành liền có cảm ứng, nhưng cảm ứng là cả tòa cổ thành, rất to lớn, rất bành trướng, không có chỉ hướng đặc biệt. Thiên mệnh chiến giới phòng theo Thượng Thương Cổ Thành chế tạo, người cẩn thận cấu tạo của thiên mệnh chiến giới, hẳn là có thể xác định nơi hạch tâm pháp trận của cổ thành. Thiên mệnh chiến giới phóng thích năng lượng là từ thân thể của ta, sau đó trải rộng ra bốn phương tám hướng, hình thành lĩnh vực. Thượng Thương Cổ Thành cũng hẳn là như thế này, sẽ có loại hình tế đàn ở trung bộ, từ nơi đó phóng thích năng lượng thiên mệnh. Trung bộ, có đạo lý. Khương Phàm xuyên qua cửa thành, đi đến Thượng Thương Cổ Thành. Sau khi Khương qua để Long Lân Lôi Mã ở lại bên ngoài liền đi theo Khương Phàm tiến vào cổ thành. Thượng Thương Cổ Thành không có ảnh hưởng đến cảnh giới của Khương Phàm, vẫn là lục trọng thiên. Đây khả năng có liên quan cùng thiên mệnh chiến giới hắn mang trên người. Triệt tiêu ảnh hưởng của pháp trận tại Thượng Thương. Cảnh giới của Khương qua lại bị tấn mạnh áp chế, lui đến bát trọng thiên, còn suýt nữa rơi xuống đến thất trọng thiên. Bọn hắn đi ngang qua rừng rậm, vượt qua núi lớn, chạy hơn nghìn dặm, đi tới khu vực trung tâm của Thượng Thương Cổ Thành. Ở trên vị trí địa lý, nơi này thuộc về nội thành, cho nên rất nhiều người đều tập trung vào nơi này, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi dẹp yên rừng rậm, lật ngược núi cao, không ngừng đào sâu vào đất tầng. Phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh hỗn độn. Mặc dù không hề phát hiện được thứ gì, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả tụ ở chỗ này, làm không biết mệt tìm kiếm, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Khương Phàm yên lặng đi tại trong phế tích, ý thức cùng đại địa mẫu khí liên hệ, cảm giác dưới mặt đất hết thảy. Nhưng, đi khắp trăm dặm phế tích, trong ý thức tất cả đều là thổ nguyên lực mông lung,
không có bất kỳ năng lượng đáng chú ý gì khác. Chẳng lẽ không phải ở nơi này sao? Khương Phàm kỳ quái, mở rộng phạm vi tìm kiếm, vẫn không thu hoạch được gì. Hắn thử kích phát thiên mệnh chiến giới, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Nơi này khẳng định có thiên mệnh thần thạch, có thể giấu ở bên trong cấm chế nào đó. Không sai, khẳng định là như thế. Cấm chế như thế này há có thể tùy tiện bị phát hiện. Khương Phàm chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm, tỉ mỉ, không buông tha bất cứ vấn đề nhỏ xíu gì ở dưới địa tầng, cũng tiếp tục kích ra thiên mệnh chiến giới, hy vọng có thể có chỗ đáp lại. Nhưng, trước sau 5 ngày, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Không nên chứ. Khương Phàm ngồi trên tảng đá, ngẩn người nhìn qua phế tích rộng lớn. Chẳng lẽ giấu rất bí ẩn? Nhưng hắn có thể cảm ứng cùng đại địa mẫu khí, còn mang theo thiên mệnh thần thạch, dù có bí ẩn đều hẳn là sẽ có phản ứng, cho dù là phản ứng vô cùng yếu ớt. Đan Hoàng nhắc nhở. Không nên gấp gáp, nghiên cứu thiên mệnh chiến giới của ngươi, nói không chừng có thể phát hiện được thứ gì. Ta đã nghiên cứu rất thấu, chẳng lẽ bỏ sót nơi nào? Khương Phàm bình phục tâm tình, tiếp tục phóng thích thiên mệnh chiến giới, cảm ngộ ảo diệu bên trong. Khương Qua không giúp được gì, chỉ có thể hầu ở bên cạnh. Lại qua 2 ngày, Khương Qua nhìn Khương Phàm đang cau mày một chút, sau đó lắc đầu đi đến trong phế tích, quan sát đến bình chướng mênh mông rộng lớn trên bầu trời. Đột nhiên, hắn lóe lên linh quang, quay đầu lại hỏi nói. Thiên mệnh chiến giới của ngươi có thể ảnh hưởng bao nhiêu phạm vi? Khoảng chừng 70-80 dặm. Khương Phàm nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm bên trong thiên mệnh chiến giới tại tâm hải. Niết bàn cảnh lục trọng thiên, có thể ảnh hưởng đến 70-80 dặm. Chờ đến cảnh giới thánh linh, có thể mở rộng đến phạm vi gì? Cảnh giới càng cao, kích phát hiệu quả càng mạnh, đến lúc đó hẳn là có thể có 300-500 dặm. Chờ ngươi đến thánh linh cảnh, có phải có thể áp chế thánh vương hay không? Thánh vương, hẳn là có thể. Vậy trong này có phải có điều khác biệt hay không? Có khác biệt gì? Khương Phàm rút ý thức ra khỏi tâm hải. Ngay cả thánh vương mà thiên mệnh chiến giới đều có thể áp chế, phạm vi chỉ có 200 dặm, năm đó thượng thương cổ thành hẳn cũng có thể áp chế thánh vương, nhưng phạm vi duy trì tại hơn 2.000 dặm. Ta chỉ dự đoán, nếu thật đến thánh linh cảnh, khả năng phạm vi sẽ càng lớn, ví dụ như mấy trăm hay đến hơn ngàn. Mà nơi này hẳn là một loại tế đàn nào đó, cũng là dùng năng lượng càng mạnh thôi động thiên mệnh thần thạch. Khương Phàm đột nhiên đẩy lông mày lên một cái, nghĩ đến một khả năng nào đó. Chẳng lẽ bên trong địa tầng tại thượng thương cổ thành không chỉ là một khối thiên mệnh thần thạch? Ví dụ như, 3 khối. 3 khối thiên mệnh thần thạch, bố trí tại 3 khu tế đàn. Cũng có khả năng là 4 khối, 5 khối. Cứ như vậy, nhiều tế đàn khẳng định không phải tụ tập đến trung ương, mà là phân tán ở xung quanh, không cùng vị trí, phạm vi ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn. Khương Phàm càng nghĩ càng thấy có khả năng, nếu như là phân tán, như vậy vị trí. Rất có thể là từ trung tâm kéo ra bên ngoài hơn 500 dặm. Nếu như tìm kiếm xung quanh, rất có thể liền sẽ có phát hiện. Khương Qua, tốt. Khương Phàm cọ nhảy dựng lên, lập tức phóng tới bên ngoài. Nếu thật sự là có mấy khối, thu hoạch lần này càng lớn hơn. Khương Qua bước nhanh đuổi theo, nếu như 3 khối thần thạch hoàn toàn mới rót vào thiên mệnh chiến giới vô cùng có khả năng trở lại đỉnh phong, biến thành thần khí. Loại thần khí phòng ngự, phối hợp thần huyết của Khương Phàm, chỉ sợ đều có thể ảnh hưởng đến thánh linh. Khương Phàm phóng tới 500 dặm, bắt đầu dò xét một lần nữa. Một bên kích hoạt thiên mệnh chiến giới, một bên cảm nhận đại địa mẫu khí, tỉ mỉ dò xét địa tầng. 2 ngày sau, có phát hiện, ở ngay phía dưới. Khương Phàm cảm ngộ ý thức trong không gian, xuất hiện mê vụ yếu ớt mà mông lung. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng tại tràn đầy thổ nguyên lực trong không gian ý thức, vẫn rất đáng chú ý. Khương Phàm thử áp chế thiên mệnh chiến giới, đoàn mê vụ mông lung kia dần dần ảm đạm, sau đó hoàn toàn biến mất, ngay cả liên hệ cùng đại địa mẫu khí cũng đều hoàn toàn không cảm giác được tồn tại. Hắn thử phóng thích toàn lực, đoàn mê vụ mông lung kia lại dần dần hiển hiện, còn nở rộ lên ánh sáng. Đây là phản ứng giữa thiên mệnh thần thạch. Thật tìm được. Khương Qua đều thay kích động Khương Phàm. Phát hiện ở chỗ này, liền mang ý nghĩa những vị trí khác còn sẽ có càng nhiều. Đến phía dưới nhìn, Khương Phàm nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không ai chú ý,
liền mang theo Khương Qua tiến vào dưới mặt đất, nóng chảy nham thạch, tầng đất, nhanh chóng lặn xuống. Càng là hướng xuống, thiên mệnh chiến giới càng sao động, thiên mệnh thần thạch bên trong tinh cầu chập trùng lên xuống, bành trướng ly năng lượng nồng đậm, ngay cả huyết văn trải rộng trong máu thịt cũng đều nổi lên sóng nhiệt, mê vụ trong không gian ý thức càng là nở rộ lên hào quang sáng chói, không còn mông lung, mà là có thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc, sau khi bọn hắn lặn xuống trọn vẹn hơn 3.000 mét, mê vụ trong ý thức đã hiện ra hình dáng hoàn chỉnh. Là một tòa tế đàn hùng vĩ lại rộng rãi. Nhưng không phải kiến tạo bên trong tầng đất, mà là chìm nổi ở trong hư không, bị đạo ngấn không gian bao viên, chỉ có thể thông qua kích thích đại địa mẫu khí, do ý thức cảm nhận được tồn tại. Ở đâu? Khương Qua nhìn địa tầng đen kịt, không có cái gì, ngay cả năng lượng yếu ớt đều không có. Đang ở kề bên, Khương Phàm nhắm mắt lại, thông qua ý thức quan sát đến tế đàn, từ hình dáng đến xem, chỉ sợ phải cao đến 5-300 mét, phía trên còn trải rộng vết tích giống như xiềng xích, cực kỳ giống huyết văn trong thân thể của hắn. Sao ta lại không cảm giác được gì cả? Nó không ở thế giới này. Có ý gì? Tình huống hẳn là giống phần thiên chiến vực do thiên hậu cất giấu, ẩn nấp tại hư không, sau đó thông qua điểm kết nối đặc thù nào đó ở phía ngoài, cùng thượng thương ra liên hệ. Ngươi rời khỏi trước, ta đi thử một chút. Ta đi đâu? Tới mặt đất, ta phải dùng sơn hà đại táng. Tìm kiếm điểm kết nối cùng loại với hòn đá trên mặt đất không khác gì mò kim đáy biển, hắn chỉ có thể cưỡng ép chôn vùi mảnh đất này, trùng kích điểm kết nối, mới có thể dẫn tế đàn từ trong hư không ra. Sau khi Khương Qua rời khỏi, Khương Phàm vạch phá hai tay, hành tẩu trong tầng đất, hạ xuống máu tươi, sau đó ngồi xếp bằng minh tưởng, cảm ngộ sơn hà đại táng. Ầm ầm, địa tầng kịch liệt cuồn cuộn, quét sạch hơn 60 dặm, như bài sơn đảo hải chôn vùi địa tầng. Quả nhiên, ba tảng đá ẩn tàng đã bộc phát cường quang, hóa thành cát bụi, ngay sau đó bình chướng ở hư không sụp đổ, nương theo cường quang bành chướng giống như tinh hà, để tế đàn cổ lão rời khỏi hư không, tái hiện nơi địa tầng. Khương Phàm vừa muốn phấn chấn, lại bất chợt bị năng lượng khủng bố vô tình bao phủ, chính là trạng thái suy yếu nhất, suýt chút nữa liền bị tươi sống đánh chết. Tế đàn tỏa ra uy thế kinh khủng, càng sôi trào ánh sáng mãnh liệt, giống như là núi lửa hồng hoang đang cuồn cuộn phá tan địa tầng, phóng thẳng tới khung trời. Nơi này xuất hiện cường quang kịch biến ngoài ý muốn, lập tức kích thích cánh rừng xung quanh. Có bảo vật xuất thế sao? Ông trời ơi, lại thật còn có bảo vật. Chẳng lẽ lại là mộ nhân hoàng sao? Thương Thiên mở mắt, vậy mà thật sự để cho chúng ta đợi đến bảo vật xuất thế. Biển người sao động, quần tình xúc động, tranh nhau chen lấn phóng tới. Sơn hà đại táng chôn vùi ra một cái hố to hơn 60 dặm, bao la hùng vĩ, bụi mù ngập trời. Một tòa đàn tế cổ lão lơ lửng ở phía trên hố to, cao tới hơn 300 mét, rộng rãi như núi, đường vân màu máu từ trong tế đàn lan tràn đi ra, giống như là mạch máu đang bành trướng nhảy nhót, tản ra uy thế để cho người ta hít thở không thông. Ánh sáng sôi trào như cơn gió lốc, tráng kiện chừng 200-300 mét, liên miên bất tuyệt bạo kích khung trời. Khương Phàm nằm nhoài trong hố sâu, toàn thân be bét máu thịt, lộ ra bạch cốt âm u cùng trái tim đang bành trướng nhảy lên, ý thức hôn mê, hấp hối. Khương Qua lo lắng xông vào hố sâu, nhìn thấy thảm trạng của Khương Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi không sao chứ? Khương Phàm hoảng hốt một lát, miễn cưỡng khôi phục ý thức, sau đó vận dụng tiểu niết bàn thuật, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khương Qua thoáng thở phào. Chúng ta tìm tới thiên mệnh thần thạch. Nơi này có, nói rõ nơi khác còn có. Nhanh bổ tế đàn ra, mang thần thạch đi. Khương Phàm mạnh sâu hít một hơi, triệu ra tàn đao bổ về phía tế đàn. Khương Qua phát động yêu hỏa, ngưng tụ võ pháp cường thịnh, đánh tới tế đàn nguy nga. Ầm ầm, tế đàn bị trùng kích mãnh liệt, nhưng lại lù lù bất động, vững như thiên nhạc, ngay cả mảnh vỡ đều không có sụp xuống. Nhanh nhanh nhanh, ở nơi đó. Là cái gì đang phát sáng? Hố lớn như vậy, sẽ là bảo bối gì? Một tòa đàn tế, ánh sáng quá chói mắt. Đoạt, nhanh đoạt đi. Ta, là của ta. Biển người từ bốn phương tám hướng kéo thành đàn chạy tới nơi này, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn sôi trào nhiệt huyết, hô to gọi bậy nhào về phía dưới đáy hố sâu. Nhưng, một tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng hố sâu, Khương Qua hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, sôi trào yêu hỏa chí cương chí liệt cường thịnh, uy hiếp đám người đang xông tới. Khổng tước, mù sao,
đó là Phượng Hoàng. Oa a a, Phượng Hoàng uy nghiêm. Phượng Hoàng, tại sao nơi này có thể có Phượng Hoàng? Mọi người kích động đều liên tiếp dừng lại, chấn kinh lại kinh ngạc mà nhìn Phượng Hoàng dương cánh ở không trung. Khương Phàm. Rất nhiều người ánh mắt ngay sau đó chuyển hướng đến nam tử vung mạnh đao làm bừa trên tế đàn kia. Tại Thương Huyền này chỉ có một người có Phượng Hoàng bên cạnh, đó chính là phần thiên thần hoàng chuyển thế, Khương Phàm. Khương Phàm, thật sự là Khương Phàm, hắn lại về Thượng Thương Cổ Thành. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, rất nhiều người đều kinh sợ lui lại mấy bước, kính sợ lại kiêng kỵ. Sự kiện của vạn đạo thần giáo còn đang điên cuồng truyền bá trên trăm vạn dặm sơn hà Thương Huyền, dư ba khó nói hết, cơ hồ tất cả mọi người còn đang nghị luận về Khương Phàm, Thiên Hậu, Tu La, cùng vạn thế thần triều, nghị luận sự tích của bọn hắn, cũng nghị luận diễn biến thế cục tiếp theo của Thương Huyền. Trong trái tim của tất cả mọi người, bây giờ Khương Phàm hẳn là đang liên thủ với Thiên Hậu đóng giữ luân hồi bí cảnh, càng là muốn bằng mượn nơi đó khởi xướng báo thù tất cả hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền. Ai cũng không nghĩ tới dưới cục diện vi diệu này, Khương Phàm lại không chút kiêng kỵ nào mà xuất hiện ở Thượng Thương Cổ Thành. Đều thành thành thật thật nhìn cho ta, ai dám mạo phạm, giết không tha. Bá Thiên Yêu Hoàng uy nghiêm thét lên ra lệnh, sau đó cuốn lên cuồn cuộn liệt diễm, đánh tới tế đàn. Khương Phàm triển khai toàn bộ thực lực, huyết khí sôi trào, liên tục bổ ra 20 đao, thi triển chiến kỹ cổ thú, cuồng dã vọt mạnh, cuối cùng đã triệu ra tổ sơn, quấn quanh lấy xiềng xích đánh tung đập loạn, thanh thế chấn động không gian mãnh liệt, đánh thẳng vào ánh sáng tế đàn tiếp tục sôi trào. Người ở bên ngoài chiều càng ngày càng nhiều, nhưng nhiếp tại uy danh Khương Phàm, càng nhiếp ở thế công bạo ngược trước mắt này, đều thành thật dừng ở nơi xa. Nhưng, bọn hắn rung động càng rung động. Mệnh, đây chính là số mệnh. Rất nhiều người bọn hắn đều ở chỗ này đào tầm 5-3 tháng, không thu hoạch được gì. Khương Phàm người ta vừa mới tiến tới nơi này liền từ dưới đất đào ra bảo vật như vậy. Nhìn cái trình độ năng lượng này, chẳng lẽ lại là cổ điển của vị nhân hoàng nào? Tin tức kéo dài oanh động, ánh sáng càng chấn động toàn thành. Cường giả tản mát tại các nơi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới nơi này, từ mấy ngàn đến hơn vạn lại đến mười mấy vạn, ô áp áp bao trùm lấy dãy núi rừng rậm. Bầu không khí nhiệt liệt càng sao động. Rốt cuộc cũng lại nhìn thấy bảo vật xuất hiện tại Thượng Thương Cổ Thành, nhưng lại không thể nào thuộc về mình, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Không lâu sau đó, một chút tán tu cường hãn bắt đầu lặng lẽ tập kết, tử đệ các tộc cũng đang bí mật liên hợp. Mặc dù hung danh Khương Phàm đang thịnh, nhưng bọn hắn nhiều người, chỉ cần tập thể xông đi lên, liền có thể phân phá bảo vật. Nếu thật sự là di cốt nhân hoàng, tùy tiện cướp được một khối, liền có thể thay đổi vận mệnh của mình thậm chí toàn tộc. Răng rắc. Khi Khương Phàm Khương qua đánh ra vết nứt trên tế đàn, bầu không khí yên lặng xung quanh nhanh chóng táo động. Hơn mấy ngàn vạn cường giả bắt đầu âm thầm xúc thế, kích hoạt linh văn, nắm chặt vũ khí, gắt gao tập trung vào hố sâu. Khương Phàm không để ý đến, hắn vẫn liên hợp Khương qua kéo dài tấn công mạnh, cũng đang kích ra thiên mệnh chiến giới, kích thích thiên mệnh thần thạch trong tế đàn. Rốt cuộc, sau khi Khương Phàm cùng Khương qua trước sau phấn đấu hơn 7 giờ, vết nứt bò đầy tế đàn rốt cuộc cũng sụp ra. Đánh! Biển người xung quanh hố sâu trong nháy mắt đã sôi trào lên, năng lượng đang vận sức chờ phát động giống như chiều dâng cuồn cuộn, tiến lên che mất hố sâu. Nhưng, khi tế đàn đổ xuống, cùng lúc đó, một mảnh thủy triều khủng bố gần như tuyệt vọng đã chấn vỡ tế đàn, bao phủ Khương Phàm Khương qua, cũng đụng nát năng lượng tràn ngập đất trời đang cuốn tới. Đại địa lay động, cường quang mất khống chế, phạm vi mấy trăm dặm đều giống như bức tranh đang mãnh liệt nhấc lên. Khương Phàm đã có chỗ chuẩn bị, trước mặt đánh ra Thái Tổ Sơn, chống cự đả kích chí mạng trong chớp mắt, nhưng, nguồn bạo tạc này so với lúc tế đàn xuất hiện trước đó càng kinh khủng hơn. Thái Tổ Sơn va chạm mãnh liệt lần nữa đâm Khương Phàm đến be bét máu thịt, bay ra hơn 10 dặm, theo Thái Tổ Sơn nện vào bên trong địa tầng. Khương qua cũng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng cũng bị năng lượng nổ tung đánh bay ra ngoài, mất khống chế bay lên, máu vẩy đầy trời. Sau khi tế đàn sụp đổ, một khối thần thạch sáng chói như mặt trời nhảy vọt lên, sôi trào ánh sáng giống như biển động, bao phủ dãy núi, càng mãnh liệt khung trời. Kinh người hơn chính là, thần thạch lại bị một bàn tay to lớn đẫm máu nắm thật chặt, một bàn tay to lớn cuồn cuộn huyết khí áp chế thần thạch, ngưng kết thành xiềng xích, trói buộc thần thạch.
Một bàn tay to lớn mang tới uy thế để biển người bay đi trong phạm vi mấy chục dặm đều cảm nhận được áp bách đến ngạt thở. Khụ khụ. Khương Phàm ho ra đầy máu, xốc lên Thái Tổ Sơn, giấy giụa leo ra, ngắm nhìn cường quan chói mắt giống như mặt trời ở không trung. Một bàn tay to lớn đẫm máu chính nắm chặt thần thạch, lơ lửng ở không khung, một bàn tay to lớn cuồn cuộn huyết khí, cường quang càng nở rộ ra vạn trượng. Đã mất đi hư không cách trở, không có tế đàn phong ấn, bất luận là bàn tay đẫm máu kia, hay là thần thạch, đều cho thấy uy thế thật sự. Đó là một loại khí tức khủng bố để dân chúng hồi hộp, để vạn vật cúng bái. Trong lúc hoảng hốt, bên trong huyết khí cuồn cuộn giống như xuất hiện một hư ảnh thần bí, hùng vĩ thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, uy thế cuồn cuộn để không gian vặn vẹo, chấn động càn khôn, ngay cả bình chướng của Thượng Thương cổ thành cũng đều xuất hiện vặn vẹo kịch liệt. Đại đế, Khương Phàm có chút hoảng hốt, tiếp đó là cuồng nhiệt đầy mặt. Cái khí tức kia cực kỳ giống khí tức đại đế, đang tràn ngập bên trong huyết khí cuồn cuộn, truyền khắp cửu thiên thập địa. Thân ảnh kia uy nghiêm tôn quý không gì sánh được, cứ như nếu vẫy tay một cái liền có thể cắt đứt vạn cổ, giữa tiếng gào thét, cứ như có thể làm cho chư thiên yên tĩnh. Đó là tay đại đế. Khương Phàm kích động đến mức đều đang run rẩy. Không lạ khi có thể áp chế Thượng Thương cổ thành hơn 2.000 dặm, trách không được từ khi Hồng Hoang lưu truyền đến nay, còn có thể áp chế cảnh giới thánh linh. Thứ được phong ấn trong tế đàn lại là một bàn tay của đại đế. Đan hoàng đều kinh hãi. Thượng Thương cổ thành hẳn là có 2-3 tế đàn, chẳng lẽ mỗi cái đều là đế cốt đang khống chế? Chuyến này, tới quá đáng giá. Khương Phàm không để ý toàn thân đau nhức, hắn vui mừng bay lên không, nhào về phía bàn tay đại đế kia. Đế cốt! Đế cốt! Đế cốt được phong ấn vạn cổ. Trong phế tích nơi xa, Khương Qua vừa mới leo ra, đang muốn nhìn về phía không trung, sắc mặt lại kịch biến. Khương Phàm, coi chừng! Ông! Một thân ảnh màu tím, sán lạn như cầu vồng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Khương Phàm, ngón tay thon dài trắng noãn khác ở phía sau lưng Khương Phàm. Khương Phàm giờ phút này cuồng nhiệt sao động, chỉ lo đế cốt ở trước mặt, thời điểm đang kinh ngạc thì cảm giác nguy hiểm đã chậm. Răng rắc, hài cốt phía sau lưng Khương Phàm vỡ vụn, một nguồn năng lượng kinh khủng chấn động lồng ngực, cơ hồ muốn trái tim nổ nát vụn, thân thể bỗng nhiên ưỡn về phía trước một cái, chỗ ngực đều toát ra trưởng ấn rõ ràng. Khương Phàm, hân hạnh, một nữ tử mỹ lệ, tiện tay đánh bay Khương Phàm, tế lên một tòa cung điện màu xanh, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, ù ù phóng đại, sôi trào khí lãng ngập trời, che qua bàn tay máu kia. Nàng mặc áo tím, rực rỡ sáng ngời, dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang, mái tóc đen nhánh rối tung, con người lăng liệt như điện, cả người khí khái anh hùng hừng hực lại mạnh mẽ. Khương Phàm giống như viên thiên thạch xẹt qua trời cao, đập vào trong hố sâu. Miệng mũi chảy máu, toàn thân đau nhức kịch liệt, nếu như không phải có bát hoang chiến trụ giữ gìn thân thể, một kích bất ngờ này đủ để lấy mạng của hắn. Vây khốn hắn, hắn chính là Khương Phàm. Hơn 30 thân ảnh giống như lưỡi kiếm sắc bén bắn rọi trời cao, liên tiếp tản mát đến xung quanh Khương Phàm. Bọn hắn khí thế hùng hồn, khí tức sát phạt đầy người, vây quanh Khương Phàm ngẩng đầu lên trời thét dài, tóc dài bay loạn, chiến bào phía sau lưng mãnh liệt lật múa. Dâng lên ánh trăng màu xanh ngập trời, ánh trăng bành trướng giao hòa lẫn nhau, hình thành một mặt trăng tròn màu xanh, che mất bọn hắn, cũng khốn trụ Khương Phàm. Thanh Nguyệt phong ấn. Quân đoàn Thanh Nguyệt trấn thủ biên cảnh Nam Cương của Xích Thiên Thần Triều. Biển người bạo động, thấy cảnh này đều quá sợ hãi. Khương Phàm bị Thanh Nguyệt phong ấn, đau đớn kêu gào. Năng lượng quỷ dị kịch liệt cuồn cuộn ở bên trong, giống như thủy triều bao phủ lấy hắn. Huyết nhục bốc hơi, linh lực tan rã, giống như mình đang chậm rãi biến mất từ trên thế giới này. Buông hắn ra. Khương Qua tế ra phong ma chiến kỳ, mãnh liệt lay động, dâng lên phù văn đầy trời, giống như mưa to gió lớn bao phủ tới, nhưng, vẫn đã chậm một bước. Thanh Nguyệt tăng vọt ánh sáng lên mấy lần, bao phủ cả đất trời, sau đó bỗng nhiên biến mất, không còn bóng dáng. Ong ong ong. Phù văn gào thét trùng kích lên, cầm giữ vùng không gian kia. Nhưng đã không có bóng dáng Thanh Nguyệt. Khương Phàm, chúng ta mang đi. Nhớ kỹ ta, quân đoàn Thanh Nguyệt, đệ nhất quân trưởng, Lăng La. Muốn người, ta chờ các người tại đại doanh Thanh Nguyệt, Nam Cương Xích Thiên. Nữ tử trên không trung lạnh lùng liếc mắt nhìn Khương Qua ở phía dưới, sau đó khống chế cung điện nhanh chóng ngưng tụ, khốn trụ tay đại đế ở bên trong.
nhưng, nàng đang muốn mang theo cung điện rút lui, cung điện vừa mới ngưng tụ trong lúc bất chợt lại lắc lư mãnh liệt, thanh triều ù ù, nương theo huyết khí sôi trào, tấn mãnh phóng đại. Răng rác, răng rác, thanh đồng cung điện bò đầy vết nứt, dâng lên cường quang cùng huyết khí cuồn cuộn. Sắc mặt Lăng La hơi biến đổi, lập tức định thần trấn áp. Thanh đồng ù ù vang lớn, nhanh chóng ngưng tụ, nhưng một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động thiên địa, nhấc lên thủy triều không gian chân thực. Thanh đồng cung điện lại bị vỡ nát. Huyết khí mãnh liệt đổ xuống, nương theo ánh sáng bạo động, bao phủ đất trời, Lăng La bị chấn động đến sôi trào khí huyết, bay ngược hơn 10 dặm. Tay đại đế lại tái hiện trên bầu trời, cường quang sáng chói, bạo kích khung trời, tiếp tục giao hòa cùng pháp trận của thượng thương, mà bên trong huyết khí sôi trào mãnh liệt, mơ hồ nổi lên một thân ảnh khủng bố phách tuyệt thiên địa. Cứ như cổ chi đại đế, bế nghệ dân chúng, vắt ngang vạn cổ. Không phải Di Cốt Nhân Hoàng. Miệng mũi Lăng La chảy máu, mặt đầy chấn kinh, chẳng lẽ là đế cốt, trả Khương Phàm lại. Khương Qua hét lớn như sấm, toàn lực thôi động phong ma chiến kỳ, sôi trào lên phù văn ngập trời, giống như ngàn vạn lưu tinh, sáng đến chói mắt, lại như màn mưa lao nhanh, thao thao bất tuyệt, bao phủ tới phía Lăng La. Phong ma chiến kỳ, vậy mà lại rơi xuống trên tay hắn. Lăng La khẽ nhíu mày, bỗng nhiên biến mất, tốc độ quá nhanh, giống như một mảnh cầu vồng màu tím, trong nháy mắt tránh khỏi phù văn, lui chuyển ra bên ngoài mấy vạn mét. Thanh Nguyệt bí thuật, bí pháp thuấn di. Danh xưng võ pháp cực tốc đặc biệt trong thiên hạ. Cũng là ỷ vào chủ yếu để quân đoàn Thanh Nguyệt có thể đặt chân tại trong quần hùng quân đội cùng nổi lên ở Xích Thiên. Khốn cho ta. Khương Qua điên cuồng lay động phong ma chiến kỳ, nhấc lên phù văn cuồn cuộn, bạo kích Lăng La, bao phủ thiên địa, phù văn sáng chới, cầm giữ mấy trăm dặm. Bất luận là cây rừng hay là tán tu đều bị cưỡng bức dừng lại tại đó. Cứ như không gian đang đọng lại, thời gian đang đông kết. Nhưng, Lăng La bay lên, thân hình mạnh mẽ, mạo hiểm tránh khỏi tất cả, lao thẳng tới vạn mét trên khung trời. Phong ma chiến kỳ thuộc về vạn đạo điêu gia, chỉ có phong ma linh văn mới có thể phát huy uy lực càn khôn phong cấm của nó. Lăng La đứng ngạo nghễ giữa trời cao, thể hiện lạnh lùng, thân pháp phiêu giật, đều là đang miệt thị Khương Qua. Oanh! Khương Qua thu hồi phong ma chiến kỳ, đạp tan mặt đất, nâng đao lao thẳng đến bầu trời. Để ta xem ngươi có tư cách gì làm bạn với Khương Phàm đến thượng thương mạo hiểm. Lăng La cười lạnh, quả quyết lao thẳng đến Khương Qua. Hai bóng người nhanh chóng tới gần, đều không có tránh lui, đối diện chạm vào nhau. Nhưng trong chớp mắt, Lăng La lại bay lên xoay tròn, đùi phải thon dài kéo căng thẳng tắp, quất đến Khương Qua, quả quyết mà lăng lệ. Trong chớp mắt, Khương Qua lại vung mạnh đao phách chạm, không có chút thương hương tiếc ngọc nào, lưỡi đao sắc bén, nhanh chóng chém xuống, muốn chặt đứt tận gốc. Nhưng, cuồng đao chém xuống lại không có bất cứ giọt máu nào, chạm vào không khí. Cơ hồ trong chớp mắt, Lăng La đã quét chân đánh vào ngực Khương Qua, nhìn như tinh tế, lại bộc phát ra lực trùng kích cực mạnh. Khương Qua kêu rên, nằm ngang bay ra ngoài. Tốc độ của Lăng La quá nhanh, nàng để lại tàn ảnh, đuổi kịp Khương Qua, đưa tay về phía trước, bàn tay ngọc sáng long lanh, bộc phát ra ánh sáng màu xanh chiếu xa vạn trượng. Khương Qua cưỡng ép ổn định, liệt diễm cương mãnh bao phủ trường đao, như là phượng hoàng dương cánh cường thế chặn đánh, nhưng khi hắn vung mạnh đao, trong chớp mắt tay trái lại tận đuổi theo. Trường đao thất bại, trường ấn nghênh kích. Ầm ầm. Song trường đối kích, bộc phát ra năng lượng mãnh liệt như đại triều, cường thế bức lui hai người. Nữ tử kinh ngạc, lại lao thẳng đến Khương Qua. Thân thể nàng thướt tha, linh lung chập trùng, cơ thể lại cường hoành, tốc độ cực nhanh, để lại tàn ảnh đến hoa mắt, cơ hồ vượt như muốn qua không gian xuất hiện ở trước mặt Khương Qua. Khương Qua không còn vội vàng sao động, hắn nhanh chóng ổn định tinh thần, ánh mắt sắc bén, vung mạnh đao đại chiến. Bành bành bành, giữa mấy hơi ngắn ngủi lại có hơn trăm lần mãnh liệt công kích. Không chỉ là đối chiến thân thể thuần túy, mà nương theo đó là mênh mông năng lượng, liệt diễm tuôn ra, thanh nguyệt hoành kích, chiếu sáng chói mắt. Có chút ý tứ. Lăng La rất bất ngờ khi nam tử này lại có thể đuổi theo tốc độ của nàng, nhưng nàng ra tay vô tình, giống như hung cầm dương cánh đuổi giết Khương Qua, ánh sáng màu xanh phía sau nhanh như điện, xen lẫn thành thanh nguyệt sáng tỏ, phảng phất tiên tử lưng đeo ánh trăng, thần bí mỹ lệ, càng tràn ngập một loại đại thế. Sắc mặt nàng lãnh nghị,
thân thể dịu dàng cường thế bức bách mà tới, giơ tay nhấc chân càng thêm kinh người. Ngươi đang miệt thị ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khương Qua bay thẳng lên trời, nghiêm nghị gào thét, gương mặt dữ tợn, trong chớp mắt, hai con ngươi lan tràn ra huyết văn quỷ dị, khuếch tán khắp khuôn mặt, trùng kích toàn thân. Oanh! Ầm ầm! Từng luồng uy thế khủng bố phách tuyệt thiên địa cuồng dã phóng thích từ toàn thân Khương Qua, không gian lập tức bạo động, nhấc lên gợn sóng, cương khí vô hình phá hủy hết thảy mọi thú ở xung quanh. Lăng La vội vàng không kịp chuẩn bị không gian cường thế đánh tan, bá khí cương liệt trùng kích toàn thân, y phục rách dưới, lộ ra nhuyễn giáp, những vị trí khác thì đầm đìa máu me. Khương Qua lại giống như tuyệt thế hung vật đang hoành hành phá diệt, không nhìn bạo động, tốc độ lại tăng vọt, trong nháy mắt đã tới gần phía trước, một đao chém về phía yết hầu Lăng La. Lăng La kinh hồn, nhanh chóng thi triển bí thuật mạo hiểm né tránh. Khương Qua lại thừa cơ bạo kích, hai mắt tiếp tục phát sáng, huyết văn tinh hồng như máu, toàn thân bạo động hung uy tuyệt thế nhấc lên không gian bạo động, liệt diễm cương mãnh, đây là truyền thừa đặc biệt của Bá Thiên Yêu Hoàng, có ta vô địch, đánh đâu thắng đó. Lăng La nhận lấy không gian cường thế quấy nhiễu, ưu thế tốc độ mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lại yếu bớt trên diện rộng. Khương Qua không cần lại cảnh giác Lăng La, đao thế hoàn toàn buông ra, đại khai đại hợp, tuôn ra liệt diễm, trùng kích dã man. Không hổ là Phượng Hoàng Linh Văn, lĩnh giáo. Thanh Nguyệt sau lưng Lăng La đột nhiên tăng vọt ánh sáng, che mất nàng, sau đó thoáng biến mất, rời khỏi phạm vi oanh kích của Khương Qua, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm. Hôm nay ngươi đi không được, bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc. Khương Qua hùng tráng uy mãnh, hét lớn như sấm, xô trào liệt diễm đến cực hạn, giống như là biển động bao phủ khắp nơi. Toàn thân dâng lên huyết văn, như xiềng xích đang cuồng vũ. Huyết nhục vẩy ra, muốn chia tách mình. Nhưng tại thời khắc này, tuyệt thế hung uy hắn bộc phát ra đã đạt tới cực hạn, trùng kích không gian, cuồn cuộn khắp đất trời. Ngay cả pháp trận trấn áp của thượng thương đều nhận lấy quấy nhiễu. Ầm ầm, phạm vi đất trời gần trăm dặm hỗn loạn, vặn vẹo, mơ hồ, như muốn quay về hỗn độn. Lăng La đứng trong Thanh Nguyệt khiếp sợ nhìn tràng cảnh phía ngoài, quả quyết muốn rút lui, nhưng Thanh Nguyệt mênh mông lại ầm ầm sụp đổ. Bị năng lượng thiên phiên địa phúc vô tình phá hủy, chính nàng hoàn toàn bại lộ tại giữa thiên địa vặn vẹo hoắc loạn này. Khương Qua lao tới trong nháy mắt, gương mặt dữ tợn, cuồng bạo dã man, giống như tuyệt thế chiến thần. Lăng La thân kinh bách chiến, không có bối rối, quả quyết kích thích lên năng lượng bành trướng, trùng kích đến 10 ngón tay, phía trên đều mang đầy đủ những chiếc nhẫn màu xanh, bộc phát cường quan chói mắt, sôi trào lên mênh mông năng lượng. Cưỡng ép ngưng tụ ra võ pháp ở bên trong không gian đang hoàn toàn bạo loạn. Ong ong ong. Chín thanh nguyệt, lớn như núi cao, bành trướng lấy tia sáng như nước, cưỡng ép xuyên suốt không gian, chặn lại được trước mặt Khương Qua. Không gian đang bạo động, bão uy đang cuộn trào, chín ngôi sao chập trùng lên xuống, giống như là trăng sáng trên biển, tràng diện bao la hùng vĩ đến rung động. Mở. Khương Qua chiến uy như thủy triều, đạp trên không gian bạo động giết tới phía trước. Hai tay phồng lên, vung mạnh đao cuồng kích, cùng lúc đó, huyết khí toàn thân sôi trào nổ tung đến cực hạn, không gian bạo động lại lần nữa tăng gấp bội. Ầm ầm, số lượng lớn thanh nguyệt chập trùng bành trướng, giống như muốn mất đi khống chế, ngay sau đó Khương Qua vung mạnh đao bạo kích, rốt cuộc thanh nguyệt cũng không chống đỡ được, liên tiếp sụp đổ. Khương Qua hoành hành dễ như trở bàn tay, liên tiếp phá vỡ cửu luân thanh nguyệt, giết tới trước mặt Lăng La. Lăng La nhanh chóng thi triển bí thuật né tránh, nhưng do không gian bạo động quá kinh khủng, tốc độ cũng nhận lấy hạn chế nghiêm trọng. Kết quả. Phốc phốc. Khương Qua hoành đao, đầu Lăng La bay lên tại chỗ. Nàng trừng lớn con mắt, khó có thể tin. Nàng chỉ là sau khi nhận được tin tức, bị thống soái giao trách nhiệm đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống, không nghĩ tới lại gặp Khương Phàm thật, càng không có nghĩ tới. Nàng lại chết ở chỗ này. Trong hư không. Sau khi rời khỏi thượng thương cổ thành, tinh nhuệ đến từ quân đoàn Thanh Nguyệt đã nhanh chóng khôi phục cảnh giới, từ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đến bát trọng thiên, thậm chí có cửu trọng thiên. Bọn hắn liên thủ khống chế Thanh Nguyệt, gắt gao cầm cố Khương Phàm lại. Khương Phàm bốc hơi ở bên trong, hòa tan, cuối cùng chỉ còn bị bát hoang chiến trụ bao viên hài cốt cùng nội tạng, đau đớn sắp chết để hắn gần như hôn mê. Nhưng hàm răng hắn vẫn gắt gao cắn chặt, ý thức cùng đan hoàng giao lưu. Để đan hoàng tiếp tục kích thích hắn, tuyệt đối không được ngất đi, nếu không tai kiếp khó thoát. Không sai biệt lắm,
đừng giết chết hắn. Chúng ta muốn sống. Cửu Trọng Thiên chính là quân trưởng thứ ba, ra lệnh cho bọn họ tản ra Thanh Nguyệt lĩnh vực. Tinh nhuệ Thanh Nguyệt liên tiếp yếu bớt khống chế, chậm rãi thả ra Khương Phàm lộ ra bạch cốt âm u. Trên người hắn đó là cái gì? Quân trưởng thứ ba khẽ nhíu mày, huyết nhục toàn thân Khương Phàm còn thừa không có mấy, nhưng bất luận là xương cốt hay là nội tạng, vậy mà đều hiện ra mênh mông tử quang, giống như có chất lỏng đặc thù chảy xuôi ở phía trên, chống cự lại Thanh Nguyệt dung thực. Đã chết rồi sao? Tinh nhuệ Thanh Nguyệt phấn chấn kích động, vậy mà lại để bọn hắn bắt được Khương Phàm, đây quả thực giống như nằm mơ. Bọn hắn chỉ nghe được truyền ngôn, phụng mệnh đến đây điều tra, ai cũng không có hy vọng, dù sao bây giờ Khương Phàm hẳn là đang ở luân hồi bí cảnh. Không nghĩ tới, Khương Phàm lại ở chỗ này thật, còn bị bọn hắn tùy tiện khốn trụ. Uy Viên Dược, rời khỏi nơi này. Quân trưởng thứ ba ra hiệu tinh nhuệ bên cạnh đi qua. Nhưng, đúng vào lúc này, con mắt màu đỏ vàng trong hốc mắt Khương Phàm đột nhiên bộc phát ra cường quang, thần uy cuồn cuộn, cường quang như sấm, đám người kinh hãi vô ý thức rút lui về phía sau vài trăm mét. Vây khốn hắn, quân trưởng thứ ba bỗng nhiên biến sắc, lập tức muốn giết qua. Nhưng, thời điểm Khương Phàm ở trong Thanh Nguyệt lĩnh vực đã lặng lẽ kích hoạt, tinh thần đại táng, ý thức cùng hư không giao hòa, toàn thân bộc phát tinh quang sáng chói, cưỡng ép rời khỏi hư không, trở lại thượng thương. Khương Phàm không đợi rơi vào mặt đất liền cưỡng ép phóng xuất Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ bên trong Thông Thiên Tháp ra. Thái Tổ Sơn ầm ầm rơi xuống, nguy nga nặng nề, tràn ngập uy lực thiên nhạc, uy lực vạn tổ, để dãy núi hồi hộp, đại địa oanh minh. Đại Sơn Thượng Cổ tổng cộng 81 tòa, rời khỏi Thông Thiên Tháp tựa như thần linh rời khỏi mộ táng, toàn bộ khôi phục từ trong ngủ mê. Bọn chúng sôi trào lên cuồn cuộn thổ khí, lay động mãnh liệt, hình thể tăng vọt. Giống như là thạch linh chân thực đang hùng hồn gào thét. Nếu như không phải có lít nha lít nhít huyết văn đang áp chế, bất luận là hình thể hay là uy thế, đều có thể bành trướng đến vấn đề kinh khủng. Sơn Hà, Đại Táng. Khương Phàm giữ tợn giận giữ hét lớn, hai tay căng cứng, chỉ lên trời cuồng kích. Thái Tổ Sơn lay động mãnh liệt, 81 tòa đại sơn thượng của oanh minh kịch liệt, uy lực Sơn Hà, khí tức tai nạn, đều cuồn cuộn như đại dương mênh mông, bao phủ khung trời. Quân trưởng thứ ba và các tinh nhuệ liên tiếp xông ra hư không, khí thế hung hăng muốn bắt lấy Khương Phàm, nhưng sóng chiều tai nạn phóng lên tận trời trong chốc lát đã lấp đầy ánh mắt. Cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành mang tới áp chế cảnh giới, cùng khí tức tuyệt vọng mang tới đánh vào thị giác, để bọn hắn ớn lạnh toàn thân, hốt hoảng chạy trốn, nhưng vẫn đã chậm. Ầm ầm, hơn 30 vị cường giả Thanh Nguyệt bị tươi sống vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, bay lả tả đầy trời. Quân trưởng thứ ba mạo hiểm lui về hư không, nhưng không đợi hư không khép kín, cũng bị sóng chiều tai nạn bạo kích. Khương Phàm hôn mê tại chỗ, Thái Tổ Sơn ngã xuống bên trên. Chỉ sau chốc lát, quân trưởng thứ ba nắm Nguyệt Thần lĩnh vực trong tay, rời khỏi hư không, một lần nữa về tới đây, nhưng toàn thân rách dưới, phía sau lưng lộ ra bạch cốt âm u, vô cùng thê thảm. Nơi này là nơi nào? Quân trưởng thứ ba kinh hồn khó định. Nhíu mày nhìn núi cao nguy nga thẳng tắp san sát phía dưới, toàn bộ đều là núi đá trụi lùi, không có cây rừng hoa cỏ, không có chút sinh cơ nào, toàn bộ đều sôi trào thổ khí mênh mông, cũng đều quấn quanh huyết văn giống như xiềng xích, nhìn cao mấy trăm mét, nhưng uy thế hùng hồn lại tràn ngập toàn bộ hơn mấy ngàn vạn mét. Nơi này không giống như hình dạng mặt đất tại Thượng Thương, chẳng lẽ tất cả đều là do Khương Phàm ném ra? Ngay giữa mấy hơi kia, Khương Phàm, sức khôi phục thật mạnh. Quân trưởng thứ ba thấy được Khương Phàm đang ở bên trên Thái Tổ Sơn, nằm ngửa ở nơi đó, giống như hôn mê, nhưng mạch máu thịt tươi đang lấy tốc độ sinh trưởng nhanh đến mức mắt trần cũng có thể thấy. Tên hỗn đản đáng chết, vậy mà lại giết hơn 30 tinh anh của ta. Quân trưởng thứ ba cảnh giác đi đến trên Thái Tổ Sơn, sau khi xác định Khương Phàm hôn mê thật, liền bóp lấy cổ Khương Phàm cưỡng ép nhét vào nhẫn không gian, sau đó ngắm nhìn bầu trời bên ngoài vài trăm dặm. Nơi đó cường quang chiếu đến vạn trượng, giống như mặt trời hoành không, đang sôi trào cường quang ngập trời, liên miên bất tuyệt đụng chạm lấy bình chướng khung trời. Là món bảo vật xuất thế kia, lại còn ở nơi đó. Đệ nhất quân trưởng còn không có bắt lấy sao? Thế nhưng của cảnh giới của nàng là bán thánh. Quân trưởng thứ ba ho khan dữ dội, lấp mấy viên đan dược vào trong miệng, bay lên không rời khỏi, muốn đi qua nhìn tình huống. Nhưng... còn không có rời khỏi bao xa,
rừng rậm tươi tốt phía trước lại đột nhiên bạo hưởng, một thân ảnh đẫm máu đang phóng tới, đuổi giết quân trưởng thứ ba. Hai mắt sáng chói, huyết văn đầy người, liệt diễm cuồn cuộn nhưng phượng hoàng dương cánh vạn trượng, đốt cháy đất trời, chấn động không gian. Quân trưởng thứ ba thể hiện khẽ biến đổi sắc mặt, cái khí thế bá liệt đập vào mặt kia để hắn không khỏi khẩn trương, khí huyết toàn thân đều trở nên không khoái. A a a! Khương Qua hét lớn, không để ý năng lượng cấm kỵ sinh ra tiêu hao, huyết văn toàn thân lại lần nữa bạo tạc, xé rách da thịt, nhấc lên huyết thủy đầy trời, hắn cuồng dã bước lên, mỗi một bước dẫm xuống, đều chấn động đến không gian cuồn cuộn, như cuồng chiều như biển gầm, quét sạch thiên địa, hoắc loạn hết thảy tất cả. Quân trưởng thứ ba quay người muốn chạy trốn, nhưng chiều dâng kinh khủng rất nhanh đã bao phủ tới, không gian nhấc lên, tốc độ nhận lấy hạn chế, đất trời vặn vẹo, năng lượng khó mà khống chế. Khương Phàm ở đâu? Khương Qua dã man giết tới, phung lên cuồng đao vạch ra đường cong kinh khủng, chặn ngang chém về phía quân trưởng thứ ba. Ở chỗ này, lui ra. Quân trưởng thứ ba đột nhiên dừng lại, quay người triệu ra Khương Phàm, chỉ đến Khương Qua. Nhưng, Khương Phàm đã tỉnh, hắn tỉnh ngay trong năng lượng bạo động trùng kích này, tàn đao nháy mắt đưa tới, mãnh liệt quay người, vung mạnh đao chém rụng cánh tay quân trưởng thứ ba. A a! Quân trưởng thứ ba kêu thảm tháo chạy. Chém! Tốc độ Khương Qua vẫn không giảm, cuồng đao nhấc lên cương khí cùng liệt diễm bạo động, chặn ngang chém hắn làm hai đoạn. Khương Phàm ngã xuống đất, lảo đảo mấy lần, suýt chút nữa quỳ xuống. Bọn họ là ai? Tựa như là quân đoàn Thanh Nguyệt gì đó. Khương Qua tản ra lĩnh vực, từ không trung rơi xuống, toàn thân treo đầy máu tươi thịt nát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng lảo đảo mấy bước, nhưng không thể ổn định, liền ngồi dưới đất. Đây là chiến kỹ truyền thừa của Bá Thiên Yêu Hoàng, phóng thích năng lượng bá đạo đến cực hạn, nhưng tiêu hao quá lớn, mỗi lần phóng thích đều giống như đều muốn xoắn nát chính hắn. Nơi nào? Khương Phàm gian nan thở dốc, yết hầu đang tái tạo truyền đến đau nhức kịch liệt. Xích Thiên Thần Triều. Khương Qua ăn chút đan dược, cũng đưa cho Khương Phàm mấy viên. Quân đoàn mới khai sáng. Khương Phàm triệu ra đan dược từ bên trong thanh đồng tiểu tháp, ra hiệu mình đã có. Không rõ ràng. Khương Qua sửa sang lấy thịt nát treo đầy toàn thân, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, lại gặp phải Xích Thiên Thần Triều đầu tiên. Rõ ràng là chạy tới vì ngươi. Khương Qua hồi tưởng tình huống lúc đó, đám kia tinh nhuệ ra tay rất quả quyết, mục tiêu đã được xác định. Người vừa mới tập kích ta là ai? Cảnh giới gì? Một nữ tử, tên là Lăng La, tự xưng là đệ nhất quân trưởng, cảnh giới bán thánh. Không đúng, nếu như Xích Thiên Thần Triều biết ta ở đây, làm sao lại phái mấy người như vậy tới? Có một loại khả năng, bọn hắn đến dò đường, tiếp theo còn sẽ có càng nhiều cường giả chạy tới. Tại sao ta cảm giác như là bị ai đó tính kế? Khương Phàm rằng co, vận chuyển đại diệu thiên kinh, đi đến chỗ đế cốt. Trong hố sâu, sau khi mười mấy vạn cường giả rời khỏi phong ma cấm chế khống chế đều liền ùa lên, muốn cướp đoạt bàn tay máy kia. Nhưng, cảnh giới hơi thấp đều bị đế uy minh mông kia ép đến tuyệt vọng sợ hãi, tới gần không đến vạn mét, cảnh giới hơi cao coi như giết tới gần, cũng không lay động được huyết thủ. Thời điểm Khương Phàm và Khương Qua một lần nữa trở về, biển người đều tự động tản ra, không phải bọn hắn e sợ, mà là thật không cầm đi nổi. Khương Phàm hẳn là cũng không được. Khẳng định không được, thứ này là dựa vào thực lực, cũng không phải danh khí. Vị đệ nhất quân trưởng Thanh Nguyệt vừa rồi kia là cảnh giới bán thánh, chẳng những không lấy đi được, còn làm cho bảo điện làm vỡ nát. Khương Phàm là niết bàn cảnh, Phượng Hoàng bên cạnh là bán thánh cảnh. Tình huống của bọn hắn cùng Lăng La không sai biệt lắm, khẳng định cũng mang không đi. Cái tay kia thật sự là tay đại đế sao? Hẳn là vậy, còn nhớ rõ những di cốt nhân hoàng xuất hiện nửa năm trước kia không, đều là tùy tiện bị chia cắt mang đi, vậy mà xương tay này lại có thể vững vàng tung bay ở giữa không trung, ngay cả bán thánh đều mang không đi, tất nhiên là không thể nghi ngờ chính là xương tay đại đế. Đại đế tại thời kỳ hồng hoang sao? Lại có di cốt lưu tồn ở thế gian? Vạn năm trước, đã từng xuất hiện tim đại đế, bây giờ lại xuất hiện xương tay đại đế, rốt cuộc thượng thương cổ thành chôn giấu lấy bao nhiêu bảo vật đây? Đều nói thượng thương cổ thành không có bảo vật, vậy mà nơi này lại toát ra đế cốt, kỳ tích đúng là kỳ tích. Mau đưa tin tức tràn ra đi, thánh linh nhà ai tới trước,
đế cốt này liền có thể thuộc về người đó. Mọi người tụ ở xung quanh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn Khương Phàm, Phách Lối, đi đến chỗ xương tay đại đế, đều là lắc đầu không coi trọng. Một số người còn vội vã xoay người rời khỏi, muốn giải tin tức tới bên ngoài. Xương tay đại đế xuất thế, thượng thương cổ thành chắc chắn lại nổi lên sóng gió, tựa như tình cảnh Linh Lung Tâm xuất thế năm đó. Khương Qua đi theo Khương Phàm đến giữa không trung, nhắc nhở hắn. Lăng La muốn dùng bảo điện trấn áp đế cốt, kết quả bị năng lượng đế cốt làm vỡ nát, còn khiến nàng trọng thương, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, không cần cứng rắn đoạt. Nói cách khác, thiên mệnh tế đàn khác cùng nơi này là một thể, muốn dung chuyển cái này, thế tất khiên động mấy cái kia. Lăng La muốn dùng vũ khí bình thường trực tiếp cuốn đi, chắc chắn sẽ nhận phản kích. Khương Qua thuận theo cột sáng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rất có thể tế đàn thiên mệnh còn có liên hệ cùng pháp trận chỉnh thể của thượng thương cổ thành. Khương Phàm chậm rãi gật đầu. Hẳn là như thế. Vẻ mặt Khương Qua trở nên nghiêm trọng. Cấm chế của thượng thương cổ thành vẫn rất mạnh, muốn rút đế cốt ra, tương đương với muốn đối kháng với cấm chế chỉnh thể của thượng thương. Khương Phàm yên lặng đứng đấy, nhìn thần thạch bên trong đế cốt, cũng đang cảm ngộ thiên mệnh chiến giới trong huyết hải. Thần thạch bên trong thiên mệnh chiến giới nhận lấy phản ứng, đang nở rộ mênh mông, chiếu lộ ra huyết hải, cũng trùng kích huyết văn in dấu xuống toàn thân. Bây giờ cơ thể Khương Phàm đang tỏa ra cường quang, gần như trong suốt, đều có thể rõ ràng nhìn thấy huyết văn, cũng có thể nhìn thấy trái tim đang bành bành nhảy lên. Thiên mệnh thần thạch bên trong xương tay đại đế có cảm ứng, lắc lư rất nhỏ, đế cốt chấn động phong ấn phun trào huyết triều. Khương Phàm bỗng nhiên nói, muốn rời đi. Chưa hẳn cần trực tiếp đối kháng, có thể cưỡng ép cắt đứt cảm ứng. Khương Qua nhìn hắn. Nói thế nào? Khương Phàm trầm ngâm nói. Ta dùng thông thiên tháp thử một chút. Tầng đầu tiên của thông thiên tháp tương đương với vùng đất hư vô phía dưới U Minh, là cô lập với thế giới, cũng tương đương với không gian độc lập với thế giới bên ngoài. Nếu như kéo đế cốt đi đến, hẳn là có thể cắt đứt liên hệ giữa đế cốt cùng thượng thương. Cắt đứt liên hệ thì tương đương với dỡ bỏ pháp trận từ bên trong. Sau khi dỡ bỏ, đế cốt hẳn là có thể khôi phục lại bình tĩnh, tùy tiện mang đi. Đan Hoàng lên tiếng trong ý thức Khương Phàm. Mạch suy nghĩ là chính xác, nhưng, cảnh giới người bây giờ ngay cả thánh linh cũng chưa tới, còn kích phát không ra uy lực chân chính của thông thiên tháp, cái gọi là không gian hư vô, cũng không hoàn toàn hư vô, đế cốt vẫn sẽ sinh ra liên hệ cùng thượng thương. Ta đề nghị ngươi, thời điểm áp chế đế cốt, cắt đứt liên hệ, cũng thử nghiệm phá giải thiên mệnh thần thạch trong không gian hư vô. Một bên cắt đứt liên hệ, một bên dung chuyển thần thạch cùng đế cốt. Hai bên cùng phối hợp, hẳn là càng có hiệu quả. Sư phụ nhắc nhở đúng, ta thử một chút. Khương Phàm ra hiệu Khương Qua lui lại, sau đó kích thích thượng cổ thông thiên tháp. Ầm ầm, một tiếng vang lớn chấn động dãy núi, thái cổ thông thiên tháp dâng lên minh mông cường quang, chiếu rọi khắp nơi. Cùng thần thạch tranh nhau phát sáng. Từ vài sen, ti, mét đến vài mét, lại đến mấy chục rồi hơn trăm mét, tầng tầng phóng đại, uy thế cũng tiếp tục tăng vọt, phảng phất cự nhạc kình thiên đang thức tỉnh, chấn động khung trời, đè ép dãy núi. Đó là bảo khí gì? Không hổ là thần hoàng chuyển thế, trong lúc tiện tay vũ khí đều cường đại như vậy. Hắn muốn làm gì? Muốn cưỡng ép di chuyển đế cốt sao? Không được, tuyệt đối không nên. Dãy núi hồi hộp, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mười mấy vạn cường giả ngước nhìn thanh đồng cự tháp đang tiếp tục phóng đại, mênh mông uy thế nương theo mê quang ngập trời, bao phủ thiên địa, kinh hồn nhiếp phách, mang đến áp bách không cách nào nói rõ. Cẩn thận quan sát, phía trên thanh đồng tháp lại điêu khắc hoa văn phức tạp, chính là những đường vân kia đang tỏa ra cường quang bành trướng, tràn ngập uy thế phức tạp. Đường vân có u minh địa ngục, có dãy núi vạn nhạc, có chiều cường đại dương mênh mông. Càng có chư thiên thần ma các loại. Tầng tầng thông thiên, chỉ đến đỉnh trời. Thông thiên tháp bành trướng đến hơn 300 mét, ánh sáng cuồn cuộn sôi trào, có ý hướng đến trời mãnh liệt, giống như là đại đạo triều thiên, có rơi xuống dưới, giống như ngân hà lạc cửu thiên. Bảo vật rung động, hình ảnh rung động, tất cả tán tu cũng rung động. Khương Phàm sâu hít một hơi, khống chế thái cổ thông thiên tháp chấn áp xương tay đại đế. Trực tiếp ép đến tầng đầu tiên đại biểu cho vùng đất hư vô tại U Minh. Hư vô nơi này hoang vu, trực tiếp ngăn cách cùng thế giới thật, có thể ngăn chặn liên hệ nhất. Ầm ầm, xương tay đại đế lắc lư mãnh liệt,
giống như bị chọc giận, trong chốc lát đã sôi trào lên huyết khí vô biên, phảng phất cổ đế thức tỉnh, chấn động vùng đất hư không. Thái cổ thông thiên tháp lay động mãnh liệt, trong tiếng oanh minh chấn thiên động địa lại tiếp tục phóng đại, từ 300 mét đến 500 mét, lại đến hơn ngàn mét. Đả kích cường liệt chấn động đến Khương Phàm đều sôi trào khí huyết, giống như muốn ép không được. Xương tay đại đế đột nhiên biến mất, kinh động đến pháp trận tại thượng thương, bình chướng lập tức kịch liệt cuồn cuộn, thông thiên tháp ở phía trên rơi xuống dưới năng lượng như thác nước. Khương Phàm khẽ nhíu mày, phản ứng này cũng quá lớn. Oanh! Ầm ầm! Theo đế cốt mãnh liệt giãy giụa, thái cổ thông thiên tháp càng ngày càng lắc lư mãnh liệt, giống như trụ trời đang lay động, rung chuyển trời đất, không trung vặn vẹo, sơn hà sụp đổ, cảnh tượng kinh khủng chấn động đến người xung quanh chiều kinh hoàng chạy trốn. Nhưng, thái cổ thông thiên tháp là trụ trời tạo thành, bên trên chấn cửu tiêu, bên dưới chấn cửu u, vẫn thành công quấy nhiễu được liên hệ giữa xương tay đại đế cùng pháp trận ở bên ngoài. Khương Phàm đứng giữa trời, cố nén ý thức chấn động, gắt gao áp chế thông thiên tháp, đồng thời khống chế xiềng xích u minh tầng thứ hai rơi xuống tầng đầu tiên, tước đoạt thần thạch ở bên trong đế cốt. Thần thạch rung chuyển, đế cốt chịu ảnh hưởng. Hư vô cắt đứt liên hệ giữa pháp trận cùng đế cốt chịu ảnh hưởng. Trong ngoài phối hợp lẫn nhau, dần dần ổn định đế cốt giãy giụa. Khương Phàm vui mừng, hết sức chăm chú khống chế thông thiên tháp, muốn triệt để ngăn chặn đế cốt. Đại địa đông bắc, vạn dặm man hoang. Bên trong tổ địa chiến tộc yên lặng đột nhiên truyền ra mệnh lệnh, thượng thương cổ thành, có đế cốt hiện thế. Các thánh tổ làm bạn bên ngoài tổ từ nhao nhao quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thượng thương cổ thành lại có bảo vật xuất thế, hơn nữa còn là đế cốt. Thanh âm trong tổ từ giá lạnh càng uy nghiêm. Lấy đế huyết của ta, cảm ứng đế cốt, mang trở về cho ta. Tổ lệnh tôn đế. Các thánh tổ cung kính lui ra, nhanh chóng truyền lệnh tộc trưởng đương đại. Tự mình dẫn thánh linh, xuôi nam về trung vực. Mục tiêu, thượng thương cổ thành,